Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 18, chương 341, tuổi dậy thì sao động, trong đình nhìn rũ mắt cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn quả vải đạo hoa, tiêu diệp dương chỉ cảm thấy cảm thấy mỹ mãn, xem ra ngươi là thích ăn này quả vải, sang năm ta nhiều cho ngươi lộng một chút, năm nay liền trước nếm thử mới mẻ, đạo hoa vội vàng nói, không cần phiền toái, không phiền toái. Tiêu diệp dương cười tiệt qua lời nói, ngươi không cần phải cùng ta khách khí như vậy, ngươi không phải nói sao, chúng ta là bằng hữu, tuy hai mà một, đạo hoa ngượng ngùng cười nàng ý tứ giống như không phải như thế đi. Tiêu Diệp Dương vốn định nhìn Đạo Hoa đem quả vải ăn xong, nhưng mới ăn mấy viên, cửu cửu bên người thân vệ liền tìm lại đây, muốn cho hắn đi tiếp đón khách nhân. Đạo Hoa bay nhanh nuốt xuống trong miệng quả vải, ngươi mau đi, vội ngươi đi, ta cũng nên hồi trong yến hội, bằng không ta nương nên lo lắng. Tiêu Diệp Dương trầm mặt một chút, thấy Đạo Hoa đã đứng lên, đành phải nói, này quả vải ngươi nếu là hiện tại không ăn, đắc dụng ướp lạnh đạo hoa vội vàng gật đầu, ta biết đến. Nói, liền đem quả vải một lần nữa cấp thả lại hộp đồ ăn chung, tiêu diệp dương không hảo lại ở lâu, bất quá vẫn là hỏi, muốn hay không ta phái người đưa ngươi hồi yến hội, đạo hoa lắc đầu, ta lại không phải tìm không thấy, hảo, ngươi đừng cọ sát, đi nhanh đi, đừng làm cho quách tổng đốc cùng khách nhân đợi lâu, tiêu diệp dương bất đắc dĩ, đành phải mang theo đắc phúc ra đình, đi ra ngoài thật xa sau còn liên tiếp quay đầu lại đạo hoa đứng ở trong đình nhìn chờ tiêu diệp dương chuyển qua chỗ rẽ ngay lập tức ngồi trở lại trên ghế trong tay quạt tròn bay nhanh kích động lên giờ phút này tâm tình của nàng có chút lộn xộn tiêu diệp dương đối nàng không chút nào che giấu hảo làm nàng có chút hoảng hốt tên kia sẽ không thật sự đối ta có ý tứ đi đạo hoa nhỏ giọng lẩm bẩm một câu đứng ở phía sau vương mãn nhi cho rằng ở cùng nàng nói chuyện lập tức hỏi cô nương ngươi nói cái gì, đạo hoa hoàng hồn, thấy vương mãn nhi nhìn chính mình, trầm ngâm một chút, hỏi một câu, ngươi cảm thấy tiêu diệp dương đối ta thế nào, vương mãn nhi cười cười, tiểu vương gia đối cô nương tự nhiên là tốt, đạo hoa lại hỏi, có phải hay không thật tốt quá chút, vương mãn nhi nghĩ nghĩ, là so đối người khác muốn hảo, chính là cô nương ngươi cùng tiểu vương gia quan hệ vốn là so những người khác muốn thân hậu một ít nha, đạo hoa trầm mặt lên. Cũng đúng vậy, tiêu diệp dương đối nàng, kỳ thật từ lúc bắt đầu liền khá tốt, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, đều sẽ nghĩ nàng, cũng không phải từ gần nhất mới có, hiện giờ nàng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, là bởi vì tên kia một ít hành vi có chút quá mức thân mật, tiêu diệp dương năm nay 16, chẳng lẽ là tiến vào thanh xuân sao động kỳ, bởi vì cùng nàng thuộc, nàng lại là cái có thể nói giỡn, cho nên, đối nàng hành vi cử chỉ mới có thể mang theo ngã ngớn, nghĩ đến này. Đạo hoa cả người đều cảm thấy không hảo xem ra ngày sau đến cùng hắn bảo trì khoảng cách mới được nhìn thoáng qua trên bàn hộp đồ ăn đạo hoa ý bảo vương mãn nhi đề thượng đi thôi chúng ta đi yến hội bên kia nói nghĩ nghĩ lại nói đợi chút ta sau khi đi qua ngươi liền đem hộp đồ ăn cầm đi phóng tới trên xe ngựa đừng làm cho người ngoài thấy được quả vải thứ này tiêu diệp dương đều chỉ phải một phần có thể thấy được này khó lộng trình độ trong yến hội nhiều người như vậy nàng nhưng không nghĩ cành mẹ để cành con đạo hoa trở lại trong yến hội sau cùng lý phu nhân đám người đơn giản giải thích một chút sau đó liền cùng đổng nguyên giao mấy cái nói đùa lên cơm nước xong sau đại gia lại đi trong viện xem diễn tiền viện tưởng tham chính vì biểu tiêu diệp dương cùng hắn thân cận lôi kéo hắn uống lên hảo chút rượu quách tổng đốc cũng tưởng rèn luyện một chút cháu ngoại tử lượng liền không có ngăn cản một hồi uống xong tới sau tiêu diệp dương chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ cùng quách tổng đốc nói một tiếng đã bị đắc phúc nâng trở về sân tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát chủ tử đây là làm sao vậy thụy châu thấy tiêu diệp dương đi đường đều có chút đánh hoảng lập tức tiến lên nâng đắc phúc bất mãn nói còn không phải tưởng tham chính một hai phải lôi kéo chủ tử uống rượu này không chủ tử uống nhiều quá mau đem chủ tử đỡ đến trên giường đi hai người hợp lực đem tiêu diệp dương đỡ lên giường Tiêu Diệp Dương một nằm xuống, liền đã ngủ. Đắc Phúc xoa xoa mồ hôi trên trán, còn hảo chúng ta chủ tử uống xong rượu liền ngủ, không giống những người khác, vừa uống rượu liền nháo sự. Thụy Châu đem Tiêu Diệp Dương giày cởi xuống dưới, sau đó hỏi, muốn hay không chuẩn bị nước ấm tới cấp chủ tử lau lau. Đắc Phúc nhìn thoáng qua bên ngoài nóng bỏng Thái Dương, gật gật đầu, đương nhiên muốn. Chủ tử chiêu đãi lâu như vậy khách nhân, trên người khẳng định không thoải mái, người đi đoạn thủy. Đợi chút ta cấp chủ tử lao lao, Thụy Châu vội vàng xoay người đi ra ngoài, không một lát liền bưng một chậu nước ấm lại đây. Đắc Phúc đâu? Thấy được Phúc không ở trong phòng, Thụy Châu do dự nhìn thoáng qua trên giường Tiêu Diệp Dương. Tới Trung Châu lâu như vậy, chủ tử gần người hầu hạ sự, vẫn luôn là Đắc Phúc ở làm, mà nàng chỉ có thể làm chút việc vặt vảnh, căn bản gần không được chủ tử thân. Thủy, đúng lúc này, Tiêu Diệp Dương trở mình tử, biểu tình có chút khó chịu ngồi dậy. Thụy Châu sau khi nghe được, lập tức đổ một ly trà qua đi. Tiêu Diệp Dương tiếp nhận trà uống một hơi cạn sạch, duỗi tay xoa xoa huyệt Thái Dương, sau đó lại lần nữa nằm trở về. Thụy Châu hỏi dò, chủ tử, ta cho ngươi lau mình đi. Thấy Tiêu Diệp Dương không phản ứng, Thụy Châu cắn chặt răng, xoay người lấy khăn, đặt ở nước ấm ướt nhẹp sau, liền đi đến trước giường bắt đầu cấp Tiêu Diệp Dương lau mặt, lau tay, sát chân, mơ mơ màng màng trung. Tiêu Diệp Dương cảm giác có người ở trà lau chính mình thân mình, nhưng uống xong rượu mà có chút khô nóng thân mình hơi chút dễ chịu một ít, mặc dù sau lại cảm giác được có người ở thoát chính mình quần áo, hắn cũng rất phối hợp. Thụy Châu thấy Tiêu Diệp Dương như thế phối hợp chính mình, trong lòng buông lỏng, trà lau lên liền càng thêm lớn mật, tay chân sát xong lúc sau, lại nhanh chóng đem Tiêu Diệp Dương áo trên cấp cởi, nhìn Tiêu Diệp Dương tinh tráng thân mình, Thụy Châu một chút đỏ bừng mặt, nghĩ đến trời đi kinh thành trước thái hậu đem chính mình gọi vào trong cung dao đãi nói chậm rãi bên tai đều đỏ ở lúc sau trà lau trung thụy châu có chút tâm viên ý mã đôi tay thường thường chạm vào tiêu diệp dương da thịt đặc biệt là ở trà lưng thời điểm bởi vì muốn trước xoay người một cái không chú ý toàn bộ thân mình liền dán đi lên ân tiêu diệp dương cao mày kêu lên một tiếng giờ phút này đầu óc phát trướng hắn chỉ cảm thấy trong thân thể đột nhiên đột nhiên vụt ra một cổ vô danh khô nóng làm hắn không tự chủ được muốn bắt lấy dáng ở trên người kia cổ mắt lạnh. A, à, nhìn bị nắm chặt ở chủ tử trong tay tay, Thụy Châu là lại thẹn đỏ mặt lại khẩn trương. Dương Nhi năm nay đã là 16, ngươi đi lúc sau, cần phải hảo sinh hầu hạ, chớ nên đừng làm cho hắn bị bên ngoài nữ tử rối loạn tâm. Về sau, ngươi chính là hắn trong phòng người, nghĩ Thái Hậu nói, Thụy Châu lớn mật đem tay phóng tới tiêu diệp Dương trên ngực. Thấy chủ tử xoa nắng khởi chính mình tay, Thụy Châu trong lòng đập bịch bịch, hành vi càng thêm lớn mật, bắt đầu ở trên người hắn du tẩu lên, muốn chết, liền như vậy động tay động chân, tiêu diệp dương chính trầm sâm tại đây cổ thoải mái mát lạnh trung, trong đầu đột nhiên hiện ra đạo hoa hàm sân đái nộ thanh âm, một cái cơ linh, đột nhiên ngồi dậy, chương 342, hiểu lầm, tiêu diệp dương ngơ ngẩn ngồi, trong đầu còn ở hồi tưởng vừa mới mơ thấy hình ảnh, hắn cùng đạo hoa, nghĩ đến trong mộng thân mật hình ảnh, Tiêu Diệp Dương trong lòng lại là thẹn thùng, lại là có chút vui mừng, bất quá, thực mau, hắn liền từ này cổ cảm xúc trung phục hồi tinh thần lại, sau đó hung hăng cho chính mình một cái tác, hắn sao lại có thể như vậy kinh nhờn đạo hoa, chủ tử, thấy Tiêu Diệp Dương chính mình trừ chính mình, Thụy Châu hoảng sợ, lúc này, Tiêu Diệp Dương mới phát hiện trước mặt còn có một người, nhìn đến Thụy Châu, lập tức trầm mặt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đắc phúc đâu, Thụy Châu bị dọa đến cúi đầu, nô tỳ cũng không biết đắc phúc đi nơi nào, nhìn đến Thụy Châu trong tay khăn, tiêu diệp dương đột nhiên giận tím mặt, tạch một chút liền đứng lên, vừa mới là ngươi tự cấp ta lao mình, Thụy Châu đỏ mặt gật gật đầu, cúi đầu nàng cũng không có nhìn đến nàng thừa nhận khoảnh khắc, tiêu diệp dương sắc mặt trở nên có bao nhiêu khó coi, phanh một tiếng vang lớn, đặt ở mép giường chậu nước bị tiêu diệp dương cấp một chân đá ngã lăn, bởi vì ly đến gần, trong bồn thủy liền như vậy tất cả ngã xuống Thụy Châu trên người. Đắc Phúc bưng một chậu băng trở về thời điểm, vừa vặn thấy được Thụy Châu trở thành gà rớt vào nồi canh một màn. Tiêu Diệp Dương nộ khí đằng đằng nhìn Đắc Phúc, ngươi vừa mới chết đi đâu vậy? Đắc Phúc thấy Tiêu Diệp Dương giận dữ, chạy nhanh buông trong tay băng phanh, quỳ xuống đáp lời, nô tài thấy chủ tử nhiệt đến đổ mồ hôi, đi dọn băng. Tiêu Diệp Dương hừ lạnh một tiếng, là ngươi làm Thụy Châu cho ta lau mình. Đắc Phúc sắc mặt đại biến, cuối cùng biết chủ tử vì sao tức giận, nô tài không có, nô tài chỉ là làm Thụy Châu múc nước lại đây, chuẩn bị chính mình cấp chủ tử lau mình, nghe vậy, quỳ gối một bên Thụy Châu toàn bộ thân mình đều run run lên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chủ tử thế nhưng sẽ phát lớn như vậy hỏa. Tiêu Diệp dương ánh mắt nặng nề nhìn Thụy Châu, ngày sau không ta cho phép, ngươi không được tiến ta phòng, từ hôm nay trở đi, ngươi đến hành cung bên kia đi làm việc đi thụy châu sắc mặt bá một chút liền trắng chủ tử bất giận nô tỳ vừa mới chỉ là thấy chủ tử khó chịu mới tiến lên giúp ngươi trà lau thân mình nô tỳ lần sau nhất định không dám tiêu diệp dương không dao động vẫy vẫy tay không muốn nghe nàng vô nghĩa đắc phúc vội vàng đứng dậy đem người kéo đi ra ngoài đám người đi rồi tiêu diệp dương xoa xoa còn có chút trướng đau đầu một lần nữa ngồi trở lại trên giường không trong chốc lát lại đi nổi lên thần tới Đắc Phúc trở về thời điểm liền nhìn đến nhà mình chủ tử ngốc ngốc ngồi bất động. Qua thật dài một đoạn thời gian, Tiêu Diệp Dương mới hoàn hồn. Đi, múc nước tới, ta muốn tắm gội. Đúng vậy, Đắc Phúc mới vừa xoay người liền lại nghe được nhà mình chủ tử nói một câu muốn nước lạnh. Lần này Đắc Phúc hoàn toàn minh bạch thụy châu bị đuổi nguyên nhân. Tới rồi nửa buổi chiều, các gia bắt đầu lục tục rời đi. Biệt viện đại môn, Tiêu Diệp Dương đang đứng ở quách tổng đốc bên cạnh tiễn khách nghe được đắc phúc tới báo, nhan gia cũng muốn trở về khi, lập tức liền tưởng rời đi. Đáng tiếc, quách tổng đốc chưa cho hắn cơ hội này. Dương Nhi, chuyên tâm điểm, những người này tuy nói chức quan không thế nào cao, nhưng trong tay đều trưởng thực sự quyền. Ngươi phải biết rằng, ngày sau mặc kệ làm chuyện gì, chỉ dựa vào chính mình một người là không được, ngươi liền tính lại không mừng xã giao, cũng đến nại trụ tính tình. Tiêu Diệp Dương biết cửu cửu là vì chính mình hảo, tuy rằng trong lòng rất muốn đi thấy đạo hoa, còn là nhịn xuống, không trong chốc lát, nữ quyến bên này liền bắt đầu lục tục ra tới. Đạo hoa cùng Đổng nguyên giao, chu tỉnh viễn, tô thi ngữ vừa ra tới, tiêu diệp dương ánh mắt liền tiến đến gần, nhìn đến đạo hoa, tiêu diệp dương trong đầu một chút liền hiện ra rượu sau nghỉ ngơi khi mơ thấy hình ảnh, ở đạo hoa nhìn qua nháy mắt, lập tức chột dạ dời đi tầm mắt. Chờ đến đạo hoa không hề xem bên này, mới dám một lần nữa xem qua đi các ngươi thật sự không đi nhà ta chơi mấy ngày đạo hoa nhìn đổng nguyên giao cùng tô thi ngữ hỏi đổng nguyên giao lần sau đi mấy ngày nay ta tổ mẫu thân mình có chút không dễ chịu ta phải trở về hầu tật tô thi ngữ cũng cười nói đa tạ nhang muội muội thịnh tình thời tiết quá nhiệt ta không chịu nhiệt liền không đi quấy rầy đạo hoa gật gật đầu hảo đi ta liền không khuyên các ngươi bất quá có cơ hội nhất định phải lại đây chơi hảo Động Nguyên Giao cùng Tô Thi Ngữ đều đồng thời đồng ý. Lúc này, mọi người nghe được tưởng phu nhân lực hiển đắc ý thanh âm, dương nhi đứa nhỏ này, chính là có tâm, biết viễn oánh thân thể nhược, đây là một khắc cũng không dám sai mắt, nghe được lời này, đạo hoa mấy cái đều có chút không rõ nguyên do. Thực mau, liền có thượng vội vàng lấy lòng nịnh bợ nữ quyến mở miệng, đây là nhân gia cảm tình hảo, ta trộn nhìn một chút, tưởng cô nương vừa đi ra tới, tiểu vương gia ánh mắt liền không rời đi quá. Đỗ phu nhân, đối mặt trêu ghẹo, tưởng Nguyễn oánh thẹn thùng cúi đầu, thấy vậy, đạo hoa bốn người tức khắc nhìn nhau cười, ta sao không cảm thấy tiểu vương gia là đang xem nàng đâu. Tiểu vương gia rõ ràng là đang xem chúng ta bên này được không? Chu Tĩnh Nguyễn nhỏ giọng nói thầm một câu, nghe vậy, đạo hoa vội vàng lôi kéo nàng, thấp giọng nói, ngươi tưởng chọc một thân tao trở về có phải hay không? Chu Tĩnh Nguyễn thè lưỡi, ta chính là không quen nhìn tưởng Nguyễn oánh tự mình đa tình không bao lâu đổng phu nhân cùng tô phu nhân liền mang theo đổng nguyên Giao cùng tô thi ngữ rời đi các nàng vừa đi đạo hoa cùng chu tỉnh nguyễn cũng lên xe ngựa tiểu vương gia đối tưởng gia thật đúng là không giống nhau đâu cũng không phải là sao vừa nghe tưởng phu nhân cùng tưởng cô nương phải đi liền ba ba đi lên tặng nghe được lời này đạo hoa cùng chu tỉnh nguyễn vội xốc lên màn xe quả nhiên nhìn đến tiêu diệp dương cưỡi lên mã lãnh tưởng gia xe ngựa đi rồi hừ thấy vậy Chu Tĩnh Nguyễn thật mạnh hừ một tiếng, đạo hoa buông màn xe, buồn bực nói, ngươi hừ cái gì, Chu Tĩnh Nguyễn biểu môi nói, hừ tiểu vương gia đứng núi này trong núi nọ, trước kia rõ ràng cùng ngươi tốt nhất, hiện giờ tới một cái tưởng biển oánh, liền đem ngươi thấp bỏ qua, nghe được lời này, đạo hoa cảm giác đi che Chu Tĩnh Nguyễn miệng, ngươi nói hưu nói vượng cái gì đâu, Chu Tĩnh Nguyễn kéo ra đạo hoa tay, chẳng lẽ không phải sao, bằng không chúng ta này đều phải đi rồi hắn cũng không nói tới nói cá biệt, ngược lại đi đưa những người khác, đạo hoa nhàn nhạt nói, bên kia là thân thích, tự nhiên muốn trước tăng cường bọn họ, chu tỉnh Nguyễn xem xét đạo hoa, ngươi không tức giận sao, đạo hoa tức giận nói, ta vì cái gì muốn sinh khí, chu tỉnh Nguyễn, ta còn tưởng rằng, nói, lại ngừng lại, đạo hoa thấy nàng không nói, lập tức truy vấn nói, ngươi còn tưởng rằng cái gì, chu tỉnh Nguyễn nhìn thoáng qua đạo hoa, Ngươi đối tiểu vương gia như vậy hảo, không phải bởi vì thích hắn sao, nghe vậy, đạo hoa lập tức nóng nảy, loại này lời nói ngươi cũng không nên nói bậy, ta đối tiêu diệp dương hảo, là bởi vì hắn giúp quá nhà ta, chu tỉnh nguyễn, ngươi gấp cái gì, không phải liền không phải sao, Đổng nguyên giao là như thế này, chu tỉnh nguyễn cũng là như thế này, cái này làm cho đạo hoa có chút bực bội, không ngừng quấy trong tay phiến tuệ, chẳng lẽ nàng thật sự đối tiêu diệp dương thật tốt quá, làm các nàng đều hiểu lầm chương 343, quỷ tay quẹo ra ngoài, ra cửa ngươi như thế nào còn mang theo cái hộp đồ ăn nha, trang cái gì, Chu tỉnh Nguyễn nhìn đến trong xe ngựa có cái hộp đồ ăn, trực tiếp động thủ mở ra, vừa mở ra liền thấy được bên trong đỏ rực quả vải, hai mắt đột nhiên sáng ngời, ta muốn ăn, đạo hoa trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi cái đồ tham ăn, lúc này, xe ngựa ngoại truyện tới Lý Phu Nhân cùng Chu Phu Nhân thanh âm, đạo hoa chạy nhanh đoạt quá chu tỉnh viễn trong tay hộp đồ ăn cái đem hộp đồ ăn cấp che lại lên ngươi không cho ta ăn nha chu tỉnh viễn đáng thương hề hề nhìn đạo hoa đạo hoa thấy chu phu nhân đã lên xe ngựa vội vàng tiến đến chu tỉnh viễn bên tai nói về nhà sau cho ngươi ăn chu tỉnh viễn nhìn nhìn nhà mình nương cùng lý phu nhân đối với đạo hoa chớp chớp mắt ta sao cảm giác ngươi có chút có tật giật mình nha đạo hoa mắt trợn trắng hừ một tiếng không nói gì nàng bất quá là không nghĩ cành mẹ để cành con thôi. Đợi chút nàng nương cùng chu phu nhân hỏi nàng quả phải là như thế nào tới, nàng muốn như thế nào trả lời. Nàng cùng tiêu diệp dương thân dày một ít, đã làm chu tỉnh nguyễn cùng động nguyên giao hiểu lầm. Nếu là làm lý phu nhân cùng chu phu nhân đã biết tiêu diệp dương lén đơn tặng nàng quả vải, sẽ nghĩ như thế nào? Tiểu hài tử chi gian vui đùa còn hảo, muốn cho đại nhân hiểu lầm, chuyện đó đã có thể nháo quá độ các ngươi hai cái lại ở chơi cái gì đa dạng chu phu nhân nhìn lướt qua hộp đồ ăn không có để ý vui đùa nói một câu lý phu nhân nhìn đạo hoa biểu tình có chút nghiêm túc ra cửa làm khách ngày sau quy củ chút đừng không đúng mực chơi đùa đến quá mức đạo hoa biết lý phu nhân nói chính là bánh kem sự cúi đầu không nói lời nào chu tỉnh nguyễn thấy vội vàng nói bá mẫu việc này không thể trách đạo hoa muốn trách thì trách tiểu vương gia quá chuyện bé xé ra to còn không phải là một cái hồng nhạt đầu heo bánh kem sao? Này có cái gì nha, cũng đáng đến hắn phát hỏa, vừa nghe lời này, Đạo Hoa ngẩng đầu, vội vàng giải thích nói, hắn không phát hỏa, chỉ là chơi đùa mà thôi. Lý phu nhân ngưng mi, thần sắc có chút không vui, làm trò như vậy nhiều người trước mặt chơi đùa, đầu heo bánh kem rốt cuộc là nữ nhi tâm ý, Tiểu Vương gia không nói cảm kích, ngược lại làm nữ nhi ăn một khối nàng ăn không hết bánh kem còn làm trò như vậy nhiều người mặc, này không phải cố ý cấp nữ nhi không mặc mũi sao, cũng liền nữ nhi tâm đại, nếu là mặt khác cô nương gặp được loại sự tình này, bảo đảm đã khóc, cái này tiểu vương gia, thật là một chút cũng không hiểu đến thương hương tiết ngọc, lần trước chu gia yến hội cũng là như thế này, trực tiếp ném mặt chạy lấy người, chút nào không cố kỵ nữ nhi có thể hay không dọa đến, loại này động bất động liền phát giận tính tình, nhưng đến làm nữ nhi xa hắn chút đạo hoa lại cúi đầu không nói, nàng cảm giác được, nàng nương giống như thật sự có chút sinh khí, chu phu nhân cười hòa giải, hảo, vốn là không phải bao lớn sự, tiểu vương gia là hoàng gia con cháu, tính tình này khó tránh khỏi tùy tính chút, lúc sau không cũng không có việc gì sao, lý phu nhân thở dài một hơi, ta chính là biết cái này mới lo lắng, nhà ta nha đầu này, tính tình lại ngạnh lại cuộc, đối thượng tiểu vương gia cũng không hiểu chịu thua, từ trước đến nay là cứng đối cứng nhưng nàng một tiểu nha đầu lấy cái gì đi cùng tiểu vương gia chạm vào nha hiện tại hảo có hại đi chu tỉnh nguyễn mặc lộ vẻ cổ quái nhìn lý phu nhân nàng cảm thấy lý phu nhân giống như không làm minh bạch đạo hoa cùng tiểu vương gia chi gian quan hệ đạo hoa sẽ ăn tiểu vương gia mệt nào thứ hai người náo loạn mâu thuẫn không phải tiểu vương gia lại đây nhận lỗi chu tỉnh nguyễn viết viết trong một góc hộp đồ ăn không cần phải nói kia quả vải khẳng định là dùng để bồi tội quả vải nha nàng cũng liền ở gia gia về hưu kia một năm ăn qua mấy viên, lại còn có không thế nào mới mẻ. hiện giờ tiểu vương gia bưng tới một mâm, nàng cảm thấy thành ý vẫn là thực đủ. chu phu nhân cười chỉ vào chu tĩnh uyển, nhà ta nha đầu này cũng là giống nhau. thấy chu phu nhân đem đề tài chuyển khai, đạo hoa âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. xe ngựa chậm rãi đi tới, không đi bao lâu, đột nhiên ngừng lại, sau đó liền nghe xa phu nói, phu nhân. Phía trước tưởng gia xe ngựa giống như hỏng rồi, đang ở tu đâu, chúng ta khả năng phải đợi trong chốc lát. Lý phu nhân cùng Chu phu nhân nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái, đã biết, từ từ liền từ từ đi. Đằng trước, Tiêu Diệp Dương chán đến chết ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn đến ngang gia xe ngựa liền ở phía sau, có nghĩ thầm qua đi nói hai câu lời nói, nhưng nghĩ ngơi làm mộng trước sau không thể quên được, hắn hiện tại có chút không dám đi thấy Đạo Hoa. Trong xe ngựa đạo hoa cùng chu tĩnh uyển cũng nhàm chán liền xốc lên màn xe xem bên ngoài phong cảnh đột nhiên chu tĩnh uyển dùng tay quải chạm chạm đạo hoa cánh tay cùng sử dụng cầm điểm điểm phía trước mau xem đằng trước đạo hoa tầm mắt di động thực mau liền thấy được đứng chung một chỗ tiêu diệp dương cùng tưởng uyển oánh tưởng uyển oánh đầu tiên là đem một ly trà đưa cho tiêu diệp dương sau đó lại đứng ở hắn bên cạnh dùng trong tay quạt tròn cho hắn quạt gió nhìn một màn này đạo hoa mày nhíu nhíu cái miệng nhỏ cũng nhấp lên nhưng thật ra một chút cũng không kiên dè nhiều người như vậy nhìn đâu chu tỉnh nguyễn tiến đến đạo hoa bên tai ta sao cảm giác ngươi chua lòng đâu đạo hoa lập tức mắt lé qua đi ai toan ta chính là cảm thấy chói mắt tình nói xong liền thở phì phì thu hồi thân mình không ở xem bên ngoài chu tỉnh nguyễn ghé vào phía trước cửa sổ không nhúc nhích xem đến rất hăng say nhi nhìn nhìn liền nhìn đến cửa đại mã nhan văn đào lại đây, nháy mắt nhoẻn miệng cười, nhan tam ca ca, chu muội muội nhan văn đào cũng cười nhìn về phía bên cửa sổ chu tỉnh viễn, nghe được Lý Phu Nhân thanh âm, mới hoàng hùng xuống ngựa, Lý Phu Nhân mở cửa xe, nhìn ngoài xe nhan văn đào, cười hỏi, văn đào, chính là có chuyện gì, nhan văn đào vội vàng tiến lên trả lời, đại bá mẫu, tưởng ra xe ngựa hỏng rồi, tu nói còn cần một ít thời gian, đợi chút tưởng gia sẽ đem xe ngựa dịch đến ven đường tiểu vương gia làm đại gia đi trước lý phu nhân cười gật gật đầu liền việc này người đứa nhỏ này chính là thật thành phái cá nhân lại đây nói một tiếng còn không phải là tội gì chính mình tự mình đi một chuyến hảo ta đã biết ngươi mau đi vội ngươi đi nhan văn đào cười gãi gãi đầu đại bá mẫu ta không có gì sự muốn vội ta liền tại đây thủ đi chờ các ngươi xe ngựa đi qua ta lại đi cũng không muộn. Lý phu nhân cười lắc lắc đầu, tùy ngươi. nói xong, đóng lại cửa xe. đối với Chu phu nhân nói, ta cái này cháu trai nha, tâm nhãn quá thật. Chu phu nhân cười cười, thật thành điểm còn không tốt. ta liền thích người như vậy, này có thể so cái loại này nói năng ngọt xớt, lại một kiện đứng đáng sự đều làm không thành người hảo quá nhiều. Chu Tĩnh Uyển đột nhiên tiếp nhận lời nói, nương, ngươi cũng thích Nhan Tam ca ca nha. Chu phu nhân cười liếc liếc mắt một cái nữ nhi, nương không chỉ có thích ngươi nhan tam ca ca, cũng thích ngươi nhan đại ca ca, nhan tứ ca ca, nói xong, nhìn về phía lý phu nhân, nhà ngươi mấy cái hài tử, các đều là tốt, lý phu nhân ha hả cười không ngừng, sao không được thừa nghiệp, này không bao lâu liền phải thành thân đi, Chu phu nhân gật gật đầu, sau đó hai người liền lưu nổi lên bọn nhỏ việc hôn nhân tới, xe ngựa ngoại, nhan văn đào đi đến bên cửa sổ, từ trong lòng ngực lấy ra một cái lụa túi đưa cho Chu Tỉnh Uyển, Chu Tỉnh Uyển tiếp nhận, "Cái gì nha?" Vừa mở ra, thình lình nhìn đến bên trong là mấy viên quả vải, "Tam ca, ngươi cho Tỉnh Uyển cái gì? Đạo Hoa thấu lại đây, thấy lại là quả vải." Chu Tỉnh Uyển vội vàng thu hồi lụa túi, cảnh giác nhìn Đạo Hoa, "Đây là ta, ngươi ở nơi đó." Nói dùng ngón tay chỉ hộp đồ ăn, Đạo Hoa không lý nàng, mà là nhìn về phía ngang văn đào, "Tam ca ngươi này thật có chút khuỷu tay quẹo ra ngoài a à, không cho chính mình thân muội muội nhưng thật ra cho cái người ngoài chu tĩnh nguyễn không làm ai là người ngoài ta không phải cũng là muội muội sao thấy đạo hoa trừng mắt chính mình nhan văn đào lập tức giải thích đến đồ vật là cho ngươi hai các ngươi phân ăn nói thẹn thùng cười chính là không nhiều ít chu tĩnh uyển lập tức hỏi nhan tam ca ca này quả vải từ đâu ra nhan văn đào là hoàng thượng thưởng quách tổng đốc chỉ có nho nhỏ một rổ, đạo hoa cười hỏi, ngươi như thế nào được, nhan văn đào mặt lộ vẻ ngượng ngùng, vò đầu nói, ngày hôm qua ở quân doanh, ta thắng hắn thân vệ, tổng đốc nói ta võ nghệ luyện được không tồi, liền thưởng mấy viên quả vải, qua, nhan tam ca ca, ngươi lợi hại như vậy nha, liền quách tổng đốc thân vệ đều thắng, ta nhưng nghe ca ca ta nói qua, quách tổng đốc bên người người nhưng đều là thượng quá chiến trường. Chu tỉnh uyển vẽ mặt sùng bái nhìn Nhan Văn Đào, xem đến nhan văn đào thẳng ha hả ngây ngô cười. Chương 344, không ngờ chi khích, tưởng gia đem lộ làm ra tới, các gia xe ngựa bắt đầu chậm rãi khởi động, nhan văn đào liền cưỡi ngựa đi theo nhan gia xe ngựa ngoại, thấp giọng cùng đạo hoa, chu tỉnh biển nói chuyện, đằng trước. Tiêu Diệp Dương nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên cạnh tưởng biển oánh, nghĩ đến phía trước đạo hoa cùng hắn nói thanh mai trúc mã đồn đãi, tức khắc không muốn cùng nàng đứng chung một chỗ. Viễn oánh biểu muội ngươi thân thể không tốt, vẫn là hồi trên xe ngựa ngốc đi, tưởng Nguyễn Oánh cong môi cười, bất quá là bồ dương ca ca trạm trong chốc lát mà thôi, không có gì đáng ngại, nói, nhìn đến tiêu diệp dương trên trán thấm mồ hôi mỏng, liền vương tay muốn đi lau lau, tiêu diệp dương nhìn đến, sợ tới mức bay nhanh lui về phía sau vài bước, trong lúc còn có chút hoảng loạn nhìn thoáng qua đã sắp đi tới nhan gia xe ngựa, thấy đạo hoa ở cùng nhan văn đào nói giỡn, không thấy bên này, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi tưởng nguyễn oánh thấy hắn né tránh đô miệng nói dương ca ca nhân gia chỉ là tưởng cho ngươi lau mồ hôi thủy mà thôi tiêu diệp dương ngạnh bang bang nói ta không cần ngươi sát ngươi cố hảo chính ngươi là được nói ngừng một chút lại ngưng mi nói ngươi chú ý một chút chính mình lời nói việc làm như vậy cho người ta nhìn thấy không tốt đối với ngươi thanh danh cũng bất lợi tưởng nguyễn oánh chút nào không thèm để ý này có cái gì ta mới lười đến quản người khác nói như thế nào đâu, Dương ca ca, ngươi trước kia không phải cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác sao? Như thế nào mấy năm không gặp nhưng thật ra thay đổi, tiêu diệp Dương không nói gì, hắn hiện tại cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác, nhưng hắn để ý đạo hoa, tên kia liền nghe được một cái thanh mai trúc mã nghe đồn đều không cao hứng. Nếu là lại nhìn đến hắn dịu dàng oánh biểu muội cử chỉ thân mật chút, còn không được tạc mau nha tưởng nguyễn oánh đảo cũng không ở tiếp tục mà là nói lên mặt khác dương ca ca nghe nói hoàng thượng ban thưởng quách tổng đốc hảo trước quả vải tiêu diệp dương có lệ tân một tiếng không nhiều ít liền một tiểu rổ biên nói ánh mắt biên thường thường hướng tới nhan gia xe ngựa phương hướng xem tưởng nguyễn oánh cười cười hoàng thượng thật đúng là coi trọng quách tổng đốc đâu phía nam quả vải mỗi năm đưa đến kinh thành đi vốn là rất ít chỉ có số ít một ít vương công đại thần mới có thể được đến dĩ vãng ở kinh thành thời điểm ta đến thái hậu trong cung đi chơi nhưng thật ra cũng có thể ăn thượng mấy viên nhưng này ra kinh muốn lại ăn đã có thể khó khăn mặc dù tưởng gia quý vì thái hậu hoàng hậu nhà mẹ đẻ có thể được đến hoàng thượng ban thưởng số lần cũng không nhiều phần lớn đều là thái hậu hoàng hậu thưởng giống lần này hoàng thượng tưởng thưởng quách tổng đốc lại đối nhà bọn họ một chút tỏ vẻ cũng không có Tiêu Diệp Dương Lực chú ý đều ở chậm rãi sử tới ngang gia trên xe ngựa, căn bản không nghe rõ tưởng Nguyễn Oánh đang nói cái gì, chỉ là thuận miệng ân một tiếng. Tưởng Nguyễn Oánh thấy nàng đã đem nói đến như thế trắng ra, Tiêu Diệp Dương cũng không nói tiếp, tức khắc cảm thấy có chút thẹn thùng, sao lại tưởng, Dương ca ca từ trước đến nay là cái thô tâm đại ý, có lẽ hắn cũng không có hiểu chính mình ý tứ, vì thế lại lần nữa nói, Dương ca ca, nghe nói quách tổng đốc đem quả vải đều cho ngươi cũng không biết như thế nào, có thể là trong khoảng thời gian này ăn không ít dược, viễn oánh có chút thèm quả vải, này đủ rõ ràng đi, dương ca ca lại nghe không hiểu chính là ở giả ngu, lời này tiêu diệp dương nghe được, cũng nghe đã hiểu, bất quá lại là nói, quả vải ta đã ăn xong rồi nha, ngươi nếu muốn ăn nói làm cái kia cha mẹ ngươi nghĩ cách đi, tưởng viễn oánh ngẩn người, không phải nói quả vải hôm qua mới đến sao. Sao có thể nhanh như vậy liền không có, đúng rồi, chính là lượng thiếu nha, mấy khẩu liền không có, tiêu diệp dương trong đầu đột nhiên nhớ tới ở trong đình uy đạo hoa cảnh tượng, khóe miệng nhịn không được dương lên, ai, lần này cũng không có thể cùng đạo hoa nhiều ngốc trong chốc lát, đều do cửu cửu, một hai phải kêu hắn đi chiêu đãi khách nhân, sinh sôi làm hắn lãng phí ba ngày thời gian, còn hảo hắn thông minh, nương làm đạo hoa ăn bánh kem cơ hội đem người cấp lưu tại trong đình, bằng không. Hắn sợ là liền cùng nàng đơn độc ngốc cơ hội đều không có lúc này nhan gia xe ngựa đã đi tới tiêu diệp dương nhìn đến đạo hoa triều hắn bên này xem có chút chột dạ dời đi ánh mắt hừ đạo hoa thấy bọn họ xe ngựa trải qua tiêu diệp dương cũng không nói đi lên lên tiếng kêu gọi trong lòng liền có chút không thoải mái vừa lúc lại nghe được bên đường có người đang nói chuyện tiểu vương gia cùng tưởng cô nương thật đúng là trai tài gái sắc đứng chung một chỗ giống như là một đôi bích nhân ai nói không phải đâu tưởng cô nương cùng tiểu vương gia mặc kệ là gia thế bộ dáng đều tương bồi lại có thái hậu như vậy một tầng quan hệ ta xem hai người tám phần là đã định ra tới đừng nói thật đúng là bằng không hai người cử chỉ như thế nào như vậy thân mật hơn nữa các ngươi nghe tưởng phu nhân nói những lời này đó lời trong lời ngoài đều bị lộ ra hai người thân mật này thanh mai trúc mã cảm tình chính là hảo nha nghe những lời này đạo hoa trong lòng không thoải mái càng sâu ngồi trở lại trong xe ngựa nhắm mắt không nói nhà mình tam ca khi nào đi cũng không biết một canh giờ qua đi nhan phủ tới rồi lý phu nhân dắt chu phu nhân vào nhà đạo hoa cùng chu tỉnh nguyễn đi ở phía sau ngươi làm sao vậy như thế nào cảm giác giống như không có gì tinh thần chu tỉnh nguyễn khó hiểu hỏi đạo hoa chỉ chỉ không trung thời tiết như vậy nhiệt có thể có tinh thần mới là lạ đâu ngươi không nhiệt nha chu tỉnh nguyễn dùng quạt tròn quạt phong đương nhiên nhiệt đạo hoa đi chúng ta trở về thống thống khoái khoái tẩy cái thao, sau đó lại uống dưa hấu nước giải khát, Chu Tĩnh Nguyễn cười tủm tỉm gật gật đầu, đạo hoa hiên, đạo hoa tắm rửa xong ra tới, liền nhìn đến Chu Tĩnh Nguyễn đã ngồi ở phô có chiếu sụp thượng, lập tức cười hỏi, người tốc độ như thế nào nhanh như vậy, Chu Tĩnh Nguyễn, ta từ nhỏ tắm rửa tốc độ liền rất mau, ngươi tới vừa lúc, mau đem quả vải mang sang tới cấp ta ăn. Đạo hoa bất đắc dĩ cười cười, ý bảo vương mãn nhi đi đoan quả vải, ngồi vào sụp bên kia, một bên sát tóc, một bên hỏi, ta tam ca cấp đâu, Chu tỉnh Nguyễn sắc mặt một suy sụp, chỉ chỉ trên bàn trà lộ túi, đừng nói nữa, nhan tam ca ca không có lấy khối băng trấn, ta nếm một viên, đã không mới mẻ, phải không? Đạo hoa lấy tới lật xem một chút, thấy quả vải xác thật không thế nào mới mẻ, có chút địa phương đều có thương tích sẹo, tính, cái này ngươi cũng đừng ăn, vì cái gì nha, Chu tỉnh Nguyễn một phen cướp đoạt lộ túi, đây là nhang tam ca ca tâm ý liền tính hương vị không thế nào hảo ta cũng đến ăn nha nói trực tiếp từ trong túi lấy ra một viên quả vải lột lên xem nàng như vậy đạo hoa đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nhìn nhìn chu tỉnh nguyễn đem quả vải phóng tới trong miệng thấy đạo hoa nhìn chính mình hỏi ngươi xem ta làm gì đạo hoa ta tam ca đồ vật liền tốt như vậy chu tỉnh nguyễn gật gật đầu nhan tam ca ca cấp đồ vật tự nhiên là tốt, này lụa túi quả vải ngươi muốn ngại không mới mẻ, cũng đừng ăn, nói, còn đem lụa túi hướng nàng bên kia di di, đạo hoa có chút vô ngữ, thấy chu tỉnh nguyễn đối tam ca cấp đồ vật như thế để ý, muốn nói gì, nhưng lại sợ là chính mình nghĩ nhiều, chỉ phải buồn đầu sát tóc, ai, đối với cảm tình loại sự tình này nàng vẫn là mới lạ chút, cũng có phong phú lý luận, thực tế lại là dốt đặc cán mai. Chương 345, tị hiền, ở nhan gia ở một đêm, ngày hôm sau, chu phu nhân liền mang theo chu tỉnh Uyển rời đi, đạo hoa đem hai người vẫn luôn đưa đến bến tàu, nhìn hai cái tiểu cô nương lưu luyến không rời bộ dáng, chu phu nhân cười cười, hảo, này lại không phải không thấy, duy nhất, ngươi chu đại ca liền phải thành thân, đến lúc đó ngươi cần phải tới nhà của ta ở vài ngày, đạo hoa cười ngâm ngâm đồng ý, bá mẫu đến lúc đó cũng không nên chê ta làm ầm ĩ nha. Chu phu nhân cười liếc liếc mắt một cái đạo hoa, không sợ, nhà ta đã có một cái hầu tôn, nhiều ngươi một cái cũng không nhiều lắm, cười đem hai người tiễn đi, đạo hoa lúc này mới chậm rì rì trở về phủ, trở lại sân sau, đạo hoa phát hiện, tam ca lấy tới trang quả vải lụa túi không thấy, lập tức hỏi, cốc vũ, trang quả vải lụa túi đâu, cốc vũ hồi tưởng một chút, giống như bị chu cô nương cầm đi, vương mãn nhi buồn bực nói, chu cô nương lấy một cái cũ lụa túi làm cái gì? vẫn là nam khoảng nghe vậy đạo hoa trong lòng lột bột một chút không phải đâu tỉnh nguyễn đừng thật sự đối tam ca có ý tứ đi đạo hoa cẩn thận hồi tưởng một chút phát hiện nhà mình tam ca đối chu tĩnh nguyễn tựa hồ cũng có chút không quá giống nhau tức khắc đau đầu chu gia nhìn trúng tam ca sao chẳng sợ hiện giờ tam ca ở vọng nhạc thư viện học võ giống như cũng không ở chu gia chọn lựa con rể trong phạm vi tứ ca nhưng thật ra có khả năng nhưng tam ca rốt cuộc chỉ là phụ thân cháu trai, người ở bên ngoài trong mắt, quan hệ luôn là kém như vậy một ít, ai, tại đây cổ đại, bởi vì nam nữ tiếp xúc cơ hội tương đối thiếu, khắc phái chi gian hơi chút quen thuộc một ít, liền có khả năng nảy sinh ra cảm tình tới, tam ca làm người thành thật đáng tin cậy, là cái loại này rất có cảm giác an toàn nam tử, tỉnh viễn bị hắn hấp dẫn, cũng không kỳ quái. Nếu là tiện nghi cha chức quan lại cao một ít thì tốt rồi, lại cao một ít, chẳng sợ chỉ là cháu trai đối rất nhiều nhân gia tới nói cũng là cực hảo liên hôn đối tượng nghĩ đến đây đạo hoa làm vương mãn nhi đi kêu tần tiểu lục lại đây cô nương ngươi tìm ta tần tiểu lục thực mau liền tới đây trong khoảng thời gian này vội vàng bán thôn trang dưa hấu sự thường xuyên bên ngoài chạy người phơi đến có chút hắt đạo hoa thấy hắn mồ hôi đầy đầu vội vàng làm cốc vũ cho hắn đổ một ly trà đa tạ cô nương Tần Tiểu Lục cười hì hì tiếp nhận trà, sau đó cũng không sợ năng, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Thấy vậy, trong phòng mấy cái nha hoàng đều nở nụ cười. Vương Mãn Nhi đi qua đi lấy quá chén trà, tà Tần Tiểu Lục liếc mắt một cái, đây là Tiểu Vương gia cố ý cấp cô nương mang bích loa xuân, đến chậm rãi phẩm, ngươi khen ngược, ngư nhai mẫu đơn, một hơi liền cấp uống lên. Đạo Hoa cười vẫy vẫy tay, dông dài cái gì đâu, mau một lần nữa lại đảo một ly, là. Vương Mãn Nhi ứng, lại lần nữa đầy một ly trà đưa cho Tần Tiểu Lục, chậm rãi uống, đừng cho bỏng. Tần Tiểu Lục cười nhìn nhìn Vương Mãn Nhi, không nói chuyện, chỉ cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống trà. Đạo hoa ánh mắt ở hai người trên người qua lại đánh giá một chút, yên lặng thu hồi tầm mắt, nàng giống như bị uy một phen cẩu lương gia. Chờ Tần Tiểu Lục buông trong tay chén trà, đạo hoa mới cười nói, Tiểu Lục ca, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, ta xem qua sổ sách năm nay dưa hấu tiền lời thực không tồi tần tiểu lục lập tức nói cô nương nghiêm trọng không có gì vất vả này đó đều là ta nên làm hôm nay dưa hấu bán đến hảo chủ yếu là hưng châu bên kia danh khí đã tản đi ra ngoài tháng năm vừa đến liền lục tục có thương nhân lại đây mua sắm đều là vạn cân khởi đính chúng ta thôn trang dưa hấu hiện giờ đều còn có chút cung không đủ cầu đâu may mắn đào hoa thôn bên kia cũng lục tục chính lúc này mới không bán hết đào hoa gật gật đầu lại hỏi, củ mài mọc thế nào, nếu là xa huyện có thể nhân gieo trồng củ mài thoát khỏi nghèo khó, phụ thân cũng có thể giao ra một phần không tồi chiến tích, Tần tiểu lục, khá tốt, ta phân phó qua tá điền, làm cho bọn họ cẩn thận nhìn, nếu là có cái gì vấn đề, liền lập tức đăng báo, đạo hoa lại nói, bán xong dưa hấu, ngươi lại đến các nơi nhìn xem, ta tưởng lại mua một cái thôn trang. Cà chua đã ở trong không gian loại thượng, nếu không bao lâu, nàng là có thể thu hoạch một đám hạt giống, đến lúc đó liền có thể gieo trồng mở rộng. Tần Tiểu Lục gật đầu đồng ý, đạo hoa lúc sau lại hỏi một chút các thôn trang tình huống, khiến cho hắn rời đi, Vương Mãn Nhi đi đưa người, trở về thời điểm, gương mặt có chút đỏ bừng, nhìn một màn này, đạo hoa cảm thấy rất có ý tứ, cũng không chọc phá, tùy ý hai người phát triển. Tháng 6 trung tuần, Nhan Văn Tu Tam Huynh đệ từ thư viện đã trở lại, phía sau còn đi theo tiêu diệp dương, Đổng Nguyên Hiên, Tô Hoàng Tính ba cái, như thế nào lúc này đã trở lại, nhan lão Thái Thái cùng Lý Phu Nhân đều vẻ mặt kinh ngạc, nhan văn tu trả lời, nương, nhi tử tưởng trước tiên một ít nhật tử về quê, Lý Phu Nhân, chính là hiện tại khoảng cách thi hương còn có gần hai tháng đâu, chúng ta lâu không ở quê quán, ngươi trở về quá sớm, vạn nhất không thói quen làm sao bây giờ, nhan văn tu, cũng không cần trở về quá sớm, ta tính toán trung tuần tháng 7 lại đi mấy ngày nay ngốc tại trong nhà tưởng thỉnh giáo một chút phụ thân cùng tiêu sư gia sách luận phương diện sự lý phu nhân không ở nhiều lời này đó ta và ngươi tổ mẫu đều không quá minh bạch chính ngươi làm quyết định đi nói lại đem ánh mắt đầu hướng nhan văn đào cùng nhan văn khải các ngươi hai cái lại là sao lại thế này nhan văn khải lập tức nói nương ngươi đã quên phía trước ta cùng tam ca cùng trong nhà nói chúng ta tháng này muốn đi theo tiểu vương gia đến quách tổng đốc quân doanh đi rèn luyện, Lý Phu Nhân gật gật đầu, việc này hai cái tiểu tử xác thật nói qua, lão gia cùng tam đệ cũng đều đồng ý, nhan lão thái thái có chút không yên tâm, các ngươi hai cái nhưng đến chú ý thân thể, ngàn vạn đừng cho luyện hỏng rồi, nhan văn khải cười ha hả nói, tổ mẫu, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ hảo hảo yêu quý thân thể, nói nữa, ninh môn quan khoảng cách trong nhà như vậy gần ngày sau ta cùng tam ca sẽ thường xuyên trở về nghe được lời này nhan lão thái thái cùng lý phu nhân đều là vui vẻ nhan lão thái thái cười nói thường trở về hảo tổ mẫu làm đạo hoa kia nha đầu cho các ngươi làm tốt ăn nhan văn khải vội vàng cười nói vẫn là tổ mẫu đau chúng ta nhan lão thái thái trắng liếc mắt một cái công tử cha ngươi ngươi nương không thương các ngươi nhan văn khải vẻ mặt cười ngây ngô đều đau đều đau thấy hắn như vậy nhan lão thái thái cùng lý phu nhân đều có chút buồn cười vào lúc ban đêm tiêu diệp dương ba người liền ở tại nhan gia ăn cơm thời điểm tiêu diệp dương buồn bực phát hiện bọn họ thế nhưng bị an bài ở ngoại viện tiêu diệp dương dùng khuỷu tay chạm chạm mồm to ăn cơm nhan văn khải thấp giọng nói sao lại thế này trước kia đại gia không phải ở một khối dùng cơm sao chiều nay hắn cũng không có thể tìm được cùng đạo hoa đơn độc nói chuyện cơ hội nhan văn khải ăn đồ ăn hàm hồ nói mẹ ta nói hiện giờ chúng ta đã lớn lên nên tị hiềm tiêu diệp dương ngưng mi có cái gì hảo tránh nhan văn khải bất mãn chúng ta là không có gì hảo tránh nhưng ta đại muội muội các nàng yêu cầu nha mặc kệ nói như thế nào ngươi cùng đổng đại ca bọn họ rốt cuộc là ngoại nam không hảo luôn gặp mặt nghe được lời này tiêu diệp dương một chút liền vô tâm tình liền cơm đều không muốn ăn hắn vội vội vàng vàng chạy tới cửu cửu quân doanh chịu ngược là vì cái gì, còn không phải là tưởng cùng đạo hoa nhiều điểm thời gian ở chung sao, cái này hảo, lý bá mẫu trực tiếp đem hắn lộ cấp phá hỏng, chương 346, thăm trạm canh gác, tiêu diệp dương ở nhan gia ngây người hai ngày, trừ bỏ bồi nhan văn khải. Nhan Văn Đào đi cấp Nhan Lão Thái Thái Thỉnh An thời điểm cùng Đạo Hoa nói hai câu lời nói, mặt khác thời điểm liền mặt cũng không thấy. Ngày thứ ba sáng sớm, Tiêu Diệp Dương ở buồn bực bên trong, cùng Nhan Văn Khải mấy cái cùng nhau cưỡi lên mã, đứng dậy đi ninh môn quan. Trên đường, mấy người dục ngựa chạy như điên. Tiêu Diệp Dương thuật cưỡi ngựa nhất lưu, hơn nữa tọa kỵ lại là hãng huyết bảo mã, một đường dẫn đầu mọi người thật lớn một đoạn. Nhan Văn Khải đuổi theo một trận, đuổi không kịp, đơn giản liền không đuổi theo, cùng Đổng Nguyên Hiên mấy cái sánh vai song hành. Các ngươi có hay không cảm thấy, hai ngày này tiểu vương gia có chút quể oải yểu xìu. Đổng Nguyên Hiên ánh mắt lóe lóe, tiểu vương gia đây là chưa thấy được nhan muội muội nháo, đừng nói, trước kia tới nhan gia tổng có thể nhìn đến nhan muội muội tươi đẹp gương mặt tươi cười, lần này không thấy được, thật đúng là có chút không thói quen, tô hoàng tín, quể oải yểu xìu. Không có đi, ta nhưng thật ra cảm thấy tiểu vương gia hai ngày này khả năng tâm tình không tốt lắm, đi ở hắn bên người đều cảm giác lạnh buốt, tiểu vương gia này quanh thân khí thế, hiện giờ là càng ngày càng đủ các ngươi nói, chúng ta cũng coi như là cùng hắn cùng nhau lớn lên, như thế nào liền không có trên người hắn cái loại này không giận mà uy khí thế đâu, hiện giờ tiểu vương gia trầm xuống khởi mặt tới, ta đều có chút nhút nhát, nhan văn khải thật đúng là đến ngưng mi trầm tư một chút, theo sau nhếch miệng cười nói, bởi vì ta người này trời sinh liền tương đối hiền hòa sang sản, làm không được hắn cái loại này bộ dáng, ngươi hiền hòa. Tô Hoàng Tính trực tiếp khai phúng, ngươi hiền hòa, ngươi có thể cười đem động hướng vinh cánh tay đều cấp bẻ chiếc, ta xem ngươi nha chính là cái tiếu diện hổ còn kém không nhiều lắm, nhan văn khải, đó là hắn tự tìm, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, thật khi ta không biết giận, tô hoàng tính lại cười nói, muốn nói hiền hòa, vẫn là muốn văn đào mới là thật sự hiền hòa, cũng chưa nhìn thấy quá hắn cùng ai hồng quá mặt, lời này vừa ra, Nhan Văn Khải cùng Đỗng Nguyên Hiên đều dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn nhìn Tô Hoàng Tính, nhan văn đào là không cùng người hồng quá mặt bởi vì phàm là chọc tới người của hắn đều sẽ bị hắn một vòng tấp đánh ngất xỉu đi tưởng mặt đỏ cũng chưa cơ hội nhan văn khải nhìn về phía bên cạnh không thế nào ái nói chuyện tam ca buồn bực nói tam ca người nói ta hai mỗi ngày cùng nhau ăn cùng nhau ngủ sao ngươi sức lực liền so với ta đại như vậy nhiều đâu đối với nhan văn đào sức lực đại việt này đổng nguyên hiên cùng tô hoàng tín cũng vẻ mặt tò mò phải biết rằng gia hỏa này chính là bằng vào một thân sức trâu khí đem quách tổng đốc bên người thân vệ đều cấp lượt phiên nhan văn đào đạm đạm cười đáy đáng đánh khi còn nhỏ ở quê quán hắn khả năng không có đại ca tứ đệ ăn như vậy hảo nhưng đạo hoa từ nhỏ liền ái cấp người trong nhà làm đồ vật ăn hắn cảm thấy hắn này một thân sức lực đều là đạo hoa cấp bi ra tới không thấy được tổ mẫu cha hắn nàng nương còn có tiểu lục thân thể đều phải so trong nhà những người khác muốn hảo rất nhiều sao. Nhan Văn Khải trầm mặt một lát, về sau ta cũng phải nhường đại muội muội cho ta hảo hảo bổ bổ, Tô Hoàng tính lại ồn ào đi lên, ngươi còn bổ. Lại bổ thật thành ngưu, ta cùng Nguyên Hiên mới nên nhiều bổ bổ, Nhan muội muội cũng là cái bất công, đưa dược thiện chỉ cho các ngươi ba người cùng tiểu vương gia đưa, thượng một lần nếu không phải ta gặp được, ta cũng không biết nàng cho các ngươi khai tiểu táo quá bất công, nói như thế nào, ta cùng Nguyên Hiên cũng là nàng nửa cái ca ca nha, nhan văn khải không làm, cái gì ca ca nha, ngươi đừng loạn phàn quan hệ, tô hoàng tính cũng không rối rắm điểm này, quan trọng không phải ca ca, quan trọng là hiện giờ chúng ta cùng nhau đến quân doanh rèn luyện, nhan muội muội cũng không thể lại nặng bên này nhẹ bên kia, ngày sau ta cùng Nguyên Hiên cũng muốn ăn dược thiện, nhan văn khải mở to hai mắt nhìn, không được, mỗi lần ta đều ăn không đủ đâu đoạt hắn thức ăn, hắn sẽ đánh người, vậy ngươi làm nàng nhiều làm một chút sao, muốn nói chính ngươi nói đi, hành, lần sau đi nhà ngươi ta liền tìm nhang muội muội nói đi, động Nguyên Hiên yên lặng nghe, cũng không chen vào nói, hắn không giống tô hoàng tính, cái gì đều ra bên ngoài nói, tuy rằng bọn họ cùng nhan gia huynh để giao hảo, nhưng làm nhân gia muội tử làm đồ vật cho bọn hắn ăn, cũng không phải thực hảo mở miệng. Nghĩ đến mỗi tháng sơ ở tiểu vương gia nơi nào nhìn đến dược thiện, Đổng Nguyên Hiên ánh mắt trở nên có chút sâu thẳm, nhan muội muội đối tiểu vương gia rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Hảo, đều đừng nhiều lời, tiểu vương gia cũng chưa bóng người, chúng ta mau đuổi theo đi lên đi, nhan phủ, nương, ngày mai ta muốn đi đào hoa sơn bồi bồi sư phụ cùng cổ bà bà, bàn ăn trung, đạo hoa đối với Lý Phu Nhân nói, Lý Phu Nhân không phải rất tưởng nữ nhi ra cửa, hiện giờ nữ nhi lớn, không tốt ở suốt đầu lộ diện, bất quá, nàng còn chưa nói lời nói nhan lão thái thái liền trước mở miệng đi thôi sư phụ ngươi liền ngươi một cái đồ đệ là nên nhiều đi bồi bồi bọn họ ta lần này liền bất hòa ngươi một khối đi thời tiết quá oi bức thân thể thật sự đạo hoa lập tức hỏi tổ mẫu ngươi không sao chứ nhan lão thái thái cười lắc đầu không có việc gì chính là có chút sợ thử ngốc tại trong phòng liền hảo đạo hoa gật gật đầu đợi chút ta đi phân phó phòng bếp làm phòng bếp trong khoảng thời gian này nhiều làm điểm chè đậu xanh, ăn cái này giải nhiệt. Ngày hôm sau, đạo hoa thu thập thứ tốt, liền mang theo vương mãn nhi, cốc vũ, bích thạch rời đi, lập hạ lưu lại xem nhà ở. Đạo hoa hi người thấy bích thạch thế nhưng đi theo đại cô nương ra ngoài, trong lòng đều thập phần hâm mộ ghen ghét. Bích vi nhìn nhìn bích thạch giường đệm, trầm mặt một lát, liền đi làm chính mình sự, chỉ cần nàng làm được cũng đủ hảo nàng tin tưởng đại cô nương sớm hay muộn có một ngày là có thể nhìn đến nàng tốt, đào hoa thôn, đạo hoa đem cốc vũ, bích thạch, cùng với theo tới hai cái bà tử lưu tại thôn trang, sau đó mang theo vương mãn nhi một người thượng đào hoa sơn, sư phụ, bà bà, ta tới, mới vừa bước vào đào hoa am, đạo hoa liền lớn tiếng đối với trong phòng kêu, kêu lớn tiếng như vậy làm gì, ta và ngươi cổ bà bà còn không có tai biết đâu. Cổ kiên sụ mặt đi ra phòng, ngữ khí tuy vội vàng bất quá đáy mắt lại mang theo vui mừng đạo hoa cười ngâm ngâm đi qua ta này không phải nghĩ muốn gặp đến sư phụ kích động sao cổ kiên hừ một tiếng xoay người trở về trong phòng di như thế nào nhiều như vậy đồ vật đạo hoa đem ướp tuyết lê phóng tới trên bàn liền nhìn đến trong phòng bày biện hảo chút thức ăn sư phụ người đi huyện thành cổ kiên liếc liếc mắt một cái bên cạnh lộc nhung nhục quế chờ vật biểu môi nói huyện thành có thể mua được mấy thứ này, đó là dương tiểu tử hôm kia đưa tới, cổ bà bà cười từ trong phòng đi ra, đạo hoa vội vàng đi qua đi nâng, kinh ngạc nói, tiêu diệp dương. Hắn đã tới, cổ bà bà cười gật gật đầu, tâm tình nhìn qua thực không tồi, là nha, ngươi muốn sớm hai ngày lại đây, còn có thể nhìn thấy hắn, đạo hoa cười cười, không nói gì, từ tiêu diệp dương sinh nhật bữa tiệc sau khi trở về. Nàng nương liền dặn dò quá nàng, làm nàng cùng tiêu diệp dương bảo trì khoảng cách. Lần trước tiêu diệp dương đi nhà nàng, ở tổ mẫu kia nhìn đến hắn, nàng nương cũng tìm lấy cớ đem nàng cấp chi khai. Vừa vặn kia đoạn thời gian nàng trong lòng cũng có chút không được tự nhiên, cũng liền thuận nàng nương ý. Ca, nghe được điểu tiếng kêu, Đạo hoa đi ra khỏi phòng ngẩng đầu nhìn nhìn, nhìn đến xoay quanh ở đào hoa am trên không chim ưng tức khắc phục một tiếng bật cười. Trong phòng, cổ bà bà cùng cổ kia nhìn nhau liếc mắt một cái trên mặt đều mang theo nhàn nhạt ý cười. Chương 347, Tâm Tư, nhìn đến chim ưng ánh mắt đầu tiên, đạo hoa liền đoán được đây là tiêu diệp dương đặt ở nơi này, quả nhiên, ngày hôm sau, gia hỏa này liền mang theo đắc phúc đi tìm tới. Hai người đến thời điểm, đúng là buổi trưa thời gian, hai người phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi tấp làm ướt, như thế nào lúc này lại đây? Độc ngày thấp hèn cũng không sợ bị phơi hư, cổ bà bà vẽ mặt trách cứ nhìn tiêu diệp dương, cổ kiên cũng bất mãn liếc mắt nhìn hắn, tiêu diệp dương cười cười, bà bà đừng lo lắng, ta thân thể hảo, không có gì đáng ngại, cổ bà bà không vui nói, liền tính thân thể hảo, cũng không trải qua ngươi như vậy đạp hư, tiêu diệp dương ngượng ngùng cười, đối với hai vị lão nhân lo lắng, hắn cũng không hảo cãi lại, chỉ có thể nghe, đạo hoa ngồi ở một bên nhìn, thấy hắn mồ hôi đầy đầu bộ dáng, đứng dậy cho hắn tới rồi một ly trà lạnh, uống trước khẩu trà chậm rãi. Tiêu Diệp Dương ánh mắt một chút liền dính ở đạo hoa trên người, nhìn chầm chầm vào nàng, mỉm cười đem trà tiếp qua đi, đoan ở trong tay cũng không uống, thấy hắn không uống, đạo hoa kinh ngạc, ngươi không khác sao, Nga, Tiêu Diệp Dương hoàng hồn, sau đó trực tiếp đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch, thấy hắn uống đến cấp, đạo hoa vội vàng nói, ngươi chậm một chút uống, muốn hay không lại đến một ly, Tiêu Diệp Dương nhìn đạo hoa gật gật đầu, hảo, đạo hoa lại lần nữa cho hắn bản thượng nhìn hắn trên má còn ở đi xuống tích mồ hôi, lắc lắc đầu, buông ấm trà, xoay người đi phòng bếp, tiêu diệp dương vội vàng đứng dậy, ngươi đi đâu, đạo hoa đầu cũng không quay lại, đi cho ngươi điểm cuối nước ấm tới lau mặt, nghe vậy, tiêu diệp dương mới một lần nữa ngồi trở về, yên lặng uống trong tay trà, một bên, đắc phúc thấy nhà mình chủ tử cái dạng này, thế nhưng mặt danh cảm thấy có chút ngu đần, thực mau, đạo hoa liền bưng nước ấm lại đây, vãn ước khăn đưa cho tiêu diệp dương. Tiêu diệp dương nhìn thoáng qua đạo hoa mới tiếp nhận khăn trà lau lên. Chờ tiêu diệp dương lau xong rồi mặc cùng tay, đạo hoa mới nói, ta làm mãn nhi nấu nước nóng, đợi chút ngươi cùng đắc phúc đi trước tắm rửa một cái, sau đó lại đến ăn cơm đi. Tiêu diệp dương đem khăn thả lại trong bồn, gật gật đầu, hảo, lúc sau, tiêu diệp dương cùng cổ bà bà, cổ kiên nói một tiếng, sau đó liền xoay người đi hắn phòng tắm rửa. Đúng vậy, ở đào hoa am tiêu diệp dương là có chính mình phòng, từ phía trước tu lộ tới trụ quá một đoạn thời gian sau, cổ bà bà liền nói căn nhà kia vẫn luôn cho hắn lưu trữ, hắn tưởng khi nào tới trụ liền khi nào tới, hai ngọn trà công phu, tiêu diệp dương liền một lần nữa mặc đổi mới hoàn toàn tới nhà ăn, lúc này, đạo hoa đã đem đồ ăn bưng lên bàn, cổ bà bà vội vàng phất tay tiếp đón tiêu diệp dương, mau tới đây ngồi xuống ăn cơm, người hôm nay tới xảo, duy nhất làm không ít ăn ngon. Tiêu Diệp Dương Thuận Thế ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn, phát hiện hảo chút đều là hắn thích ăn, tức khắc mắt mang ý cười nhìn về phía đang ở cấp cổ bà bà cùng cổ kiên thịnh canh đạo hoa. Đạo hoa cảm giác được Tiêu Diệp Dương tầm mắt, tức khắc liếc xéo hắn một cái, ý bảo hắn hảo hảo ăn cơm. Tiêu Diệp Dương không tiếng động cười, bưng lên bát cơm bắt đầu ăn cơm. Bà bà, ngươi nếm thử cái này, cổ sư phó, ngươi thích ăn thịt xối mỡ. Tiêu Diệp Dương một bên chính mình ăn, một bên dùng công đũa thường thường cấp hai vị lão nhân chia thức ăn, đến nỗi Đạo Hoa bên này, cho nàng gấp đồ ăn thời điểm liền tùy ý vài phần, căn bản không đổi đũa, liền dùng chính mình ăn chiếc đũa cho nàng kẹp, điểm này, Đạo Hoa là không chú ý tới, nhưng hai vị lão nhân lại là xem ở trong mắt, thấy hai người như thế thân hậu muốn hảo, cổ bà bà trong lòng cao hứng, cổ Kiên liếc liếc Tiêu Diệp Dương, cũng không nói ra hắn về điểm này tiểu tâm tư. Cơm trưa qua đi, đạo hoa đỡ cổ bà bà ở trong sân lưu trong chốc lát thực, chờ cổ bà bà trở về phòng ngủ trưa sau, nàng chính mình cũng có chút mệt trả rời hướng tới phòng đi đến, bất quá, mới ra nhà chính, liền thấy được đứng ở mái hiên hạ tiêu diệp dương, thời tiết như vậy nhiệt, ngươi không ở trong phòng ngốc, chạy đến bên ngoài đứng làm cái gì, tiêu diệp dương nhìn đạo hoa, trầm mặt một lát, đi lên trước, ngươi có phải hay không ở trốn tránh ta, đạo hoa đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó Vô Ngữ cười nói, "Ta trốn ngươi làm cái gì? Tiêu Diệp Dương, ta đây lần trước đi nhà ngươi, ngươi sao bất hòa ta nói chuyện?" Đạo Hoa buông tay nói, "Là ta nương phân phó." Nàng nói, "Ta hiện giờ một ngày so với một ngày lớn, không thể lại giống như khi còn nhỏ cùng các ngươi một khối chơi đùa." Tiêu Diệp Dương ngưng mi, "Lý bá mẫu như thế nào như vậy?" Đạo Hoa mặt lộ vẻ bất mãn, "Không cho nói ta nương nói bậy, ta nương đó là tốt với ta." Tiêu Diệp Dương vội vàng nói, ta chưa nói lý bá mẫu nói bậy, ngươi không cần loạn hiểu lầm ta, đạo hoa biểu môi, không lại tiếp tục, ngươi không phải ở quân doanh rèn luyện sao, như thế nào chạy tới nơi này, tiêu diệp dương nhìn thoáng qua đạo hoa, thầm nghĩ, còn không phải bởi vì nàng, lần trước đi nhan gia không có thể cùng nàng đơn độc trò chuyện, đi quân doanh lúc sau, hắn làm cái gì đều nhất không nổi tinh thần tới, có mấy lần luận bàn, còn kém điểm bị người đá hạ võ đài, ném chết cá nhân ta là tới xem cổ bà bà cùng cổ sư phó đạo hoa tà hắn liếc mắt một cái chỉ chỉ trong viện cây đào thượng chim ưng ngươi đem hải đông thanh lưu lại nơi này làm cái gì tiêu diệp dương thần sắc cứng lại ngạnh cổ nói cấp cổ bà bà cùng cổ sư phó giải buồn đạo hoa hết chỗ nói rồi ngươi cũng thật có thể đem thăm trạm canh gác truyền tinh liệt ưng lấy tới cấp người giải buồn thấy tiểu tâm tư bị vạch trần tiêu diệp dương có chút quẩn bách bất quá thực mau lại khôi phục bình tĩnh không có biện pháp, ta người này chính là như vậy không giống người thường. Đạo hoa tấm tắt nhìn tiêu diệp dương, tiêu diệp dương, người này da mặt khi nào trở nên như vậy dày, tiêu diệp dương đơn giản không cần mặt mũi, nâng cầm lên, hậu sao? Ta cảm thấy còn có chút không đủ, còn phải tiếp tục nỗ lực, cái này đạo hoa hoàn toàn không lời nào để nói, dùng tay đem hắn hướng bên cạnh đẩy, tránh ra, ta muốn đi ngủ trưa. Nói xong, liền lướt qua hắn, đi hướng chính mình phòng tiêu diệp dương tưởng cùng qua đi nhưng lại lập tức tắt cái này ý niệm chỉ có thể mắt trông mong nhìn đạo hoa về phòng đóng cửa nhìn trong chốc lát mới yên lặng xoay người trở về chính mình phòng chủ tử đây là mãn nhi cô nương vừa mới đưa tới dưa hấu nước nói là nhang cô nương cố ý phân phó bị hạ là nước giếng ướp lạnh quá nhìn đến tiêu diệp dương trở về phòng đắc phúc lập tức đem dưa hấu nước bưng đi lên tiêu diệp dương tức khắc nhãn miệng cười bưng lên tới uống lên mấy mồm to, bởi vì giữa trưa ăn có chút nhiều, không có thể uống xong, nhìn dư lại dư hấu nước, nghĩ đến là đạo hoa thân thủ làm, tiêu diệp dương không bỏ được đảo rớt, đối với đắc phúc nói, lại cầm đi băng, chờ ta tỉnh ngủ ở uống, lần này hắn là cưỡi ngựa lại đây, từ ninh môn quan đến đào hoa sơn, cưỡi ngựa muốn hai cái canh giờ bộ dáng, mặc dù hắn thân thể hảo, nhưng đỉnh mặt trời chói chang quay lâu như vậy, hắn cũng có chút mệt mỏi hiện giờ cũng vây được thực, một chuyến xuống giường, tiêu diệp dương liền đã ngủ, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đã là một canh giờ lúc sau, không ở trong sân nhìn đến đạo hoa, tiêu diệp dương lập tức đối với đắc phúc hỏi, đạo hoa đâu, đắc phúc, nhan cô nương xuống núi đi, tiêu diệp dương nhất chân liền hướng sân ngoại đi, ngươi như thế nào không gọi ta, đắc phúc cười nói, nhan cô nương không cho kêu, nàng nói chủ tử cưỡi nửa ngày mã, phải hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút miễn cho mệt thân mình, nghe vậy, tiêu diệp dương trong lòng hưởng thụ, bất quá ngoài miệng lại nói, nàng nhưng thật ra quản được khoan, đắc phúc cười tiếp tục nói, vừa mới nô tài tìm mãn nhi cô nương nói chuyện phiếm, nàng nói, nhan cô nương biết chủ tử hôm nay muốn tới, cho nên mới cố ý làm một bàn chủ tử thích ăn đồ ăn, nghe xong lời này. Tiêu Diệp Dương nháy mắt cảm thấy này oi bức thời tiết cũng trở nên không như vậy khó có thể chịu đựng. Chương 348, nay con chạy loạn tiêu diệp dương từ đào hoa sơn thượng hạ tới còn không có tiếng thôn trang liền thấy được ở thôn trang ngoại quả nho lều bên kia ngắt lấy quả nho đạo hoa lớn như vậy thái dương ngươi như thế nào còn tự mình động thủ thôn trang thượng tá điền là lấy tới làm cái gì dưỡng như vậy nhiều nha hoàng bà tử lại là làm gì đó đạo hoa từ dây nho thượng tháo xuống một chuỗi quả nho vừa mới chuẩn bị phóng tới trong rổ quay người lại liền nhìn đến tiêu diệp dương bước nhanh đi tới vừa đi vừa bùng bùng đối với nàng nói một đại đẩy, tiêu diệp dương đi vào, liền nhìn đến đạo hoa mặt bị phơi đến đỏ bừng, trên trán còn thấm mồ hôi, nhìn một cái, phơi đến mồ hôi đầy đầu, người cũng không sợ bị cảm nắng, nói xong, liền từ trong lòng ngực móc ra một phương khăn theo, cẩn thận cấp đạo hoa trà lau mồ hôi trên trán, khi chuyên chú quan tâm bộ dáng. Xem đến đạo hoa một trận giật mình thần, gốc đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thế nhưng không đẩy ra hắn nhìn xem ngươi, búi tóc đều lộn rối loạn, trên tóc còn dính lá cây, hai người nguyên là mặt đối mặt đứng, tiêu diệp dương dục duỗi tay đi lấy đạo hoa đầu sau lá cây, thân mình liền đi phía trước khuynh một ít, lần này, vốn là dựa gần hai người liền cách đến liền càng gần, tiêu diệp dương duỗi tay lại đây khoảnh khắc. Thuộc về thiếu niên cái loại này dương cương hơi thở liền hướng tới đạo hoa mặt tiền cửa hiệu mà đi, quanh một chút, đạo hoa cảm giác chính mình trái tim như là bị cái gì va chạm một chút, bang bang, da tóc nhảy lên lên. Loại cảm giác này làm đạo hoa có chút hoảng hốt, lại có chút vô thố, nàng tưởng tụ tán này cổ không khỏe, cơ hồ không có làm nghĩ nhiều, bản năng vương tay chính là đột nhiên đẩy. Tiêu diệp dương không hề cảm thấy, trực tiếp bị đạo hoa bất thình lình đẩy, cấp đẩy đến trên mặt đất hung hăng quăng ngã cái một cái mông ngồi sổng, nhan duy nhất, hảo hảo, ngươi đẩy ta làm cái gì, tiêu diệp dương ngã ngồi trên mặt đất, mở to đôi mắt, lại là bực bội, lại là nghi hoặc nhìn đạo hoa ta vô cớ đem người đẩy đến đạo hoa tự biết là chính mình sai nhưng nàng không biết như thế nào thuyết minh nguyên do trong lúc nhất thời chỉ có thể đứng trơ ánh mắt tự do là lúc quét đến tiêu diệp dương trong tay khăn theo tức khắc có lý do tiêu diệp dương ta khăn như thế nào ở trong tay ngươi nghe được lời này nguyên bản còn vẻ mặt bực bội tiêu diệp dương sắc mặt cứng đờ bay nhanh đứng lên nhanh nhẹn đem khăn phóng tới tay áo túi Ngươi nhìn lầm rồi, Đạo Hoa, ta không nhìn lầm, khăn thượng theo Đạo Hoa đâu, mau trả lại cho ta. Nói liền duỗi tay muốn đi lấy về chính mình khăn, Tiêu Diệp Dương tự nhiên là sẽ không còn, liên tục sau này lui, theo Đạo Hoa chính là ngươi nha. Chẳng lẽ người khác không thể theo? Ta nói, ngươi cũng không nên quá bá đạo a, à, Đạo Hoa, người khác là có thể theo, chính là ta nhận thức ta theo sống, đó chính là ta, mau trả ta tiêu diệp dương xoay người liền sau này chạy vừa chạy vừa nói ngươi khăn như thế nào sẽ ở ta nơi này ngươi thật sự nhìn lầm rồi đạo hoa đuổi theo vậy ngươi đem khăn cho ta xem muốn thật sự không phải ta ta liền từ bỏ đây là ta khăn ta vì cái gì phải cho ngươi xem tiêu diệp dương ngươi cho ta dừng lại ngươi làm ta đình ta phải đình nha có bản lĩnh chính ngươi tới bắt ta tiêu diệp dương ngươi đừng làm cho người ta tóm được ngươi nha nhan duy nhất Ngươi nếu có thể tóm được ta, ta tính phục ngươi." Nhìn ở quả nho trong đất truy đuổi hai người, Đắc Phúc cùng Vương Mãn Nhi yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn bầu trời nhìn bầu trời, cúi đầu dùng chân chơi bùng chơi bùng. Trong chốc lát qua đi, Đạo Hoa thở hỗn hển ngừng lại, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn tinh thần tràn đầy tiêu Diệp Dương, đầu uốn éo, tay vung, thở phì phì hồi thôn trang đi. Thấy vậy, tiêu Diệp Dương ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, vội vàng đem tay áo túi khăn lấy ra tới điệp hảo, phóng tới trong lòng ngực, xác nhận sẽ không bị cướp đi sau, mới đi nhanh vào thôn trang. Thôn trang, cùng tiêu diệp dương chạy náo loạn trong chốc lát, đạo hoa chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, chính quạt cây quạt, chỉ huy cốc vũ vớt ướp lạnh ở giếng dưa hấu, tiêu diệp dương đi vào tới thời điểm. Vừa lúc nhìn đến cốc vũ ở thiết dưa hấu, lập tức cười nói, mau cho ta tới một khối đại, ta chính khẩu uống đâu, đạo hoa liếc xéo lại đây, hừ thanh nói, ngươi còn muốn đại. Không có cửa đâu. Không đem tay của ta khăn trả lại cho ta, ngươi không được ăn. Tiêu Diệp Dương cũng không để ý lời này, cười đi qua, đứng ở đạo hoa bên người, dùng khuỷu tay chạm chạm nàng, cười nói, đừng nhỏ mọn như vậy sao, liền ăn ngươi một khối dưa hấu mà thôi, ta liền keo kiệt, ngươi thế nào đi. Đạo hoa không muốn cùng hắn dựa đến thân cận quá, hướng bên cạnh Di Di, nhìn lướt qua hắn tay áo, trong lòng cân nhắc cướp được khả năng tính, thấy nàng như vậy, tiêu diệp dương cười cười, trực tiếp huy động tay áo quạt gió, ta nào dám thế nào ngươi nha, xem hắn này vô lại dạng, đạo hoa tức giận đến không nghĩ nói chuyện, lúc này, cốc vũ thiết hảo dưa hấu, đạo hoa cầm lấy một khối, sau đó trực tiếp đối với cốc vũ nói, dư lại cầm đi cùng ngươi mãn nhi tỷ tỷ bọn họ phân, cốc vũ nhìn nhìn tiêu diệp dương, cười nhẹ bưng dưa hấu đi rồi, tiêu diệp dương vừa thấy, Tức khắc vô ngữ nhìn Đạo Hoa, ngươi thật đúng là không cho ta ăn nha. Đạo Hoa cười tủm tỉm cắn một ngụm dưa hấu, làm ra hưởng thụ dạng, nuốt vào lúc sau, mới mở miệng, đem khăn trả ta, liền cho ngươi ăn. Tiêu Diệp Dương hừ một tiếng, ta nói, kia không phải ngươi, ngươi cũng đừng mơ ước ta hảo khăn. Đạo Hoa biểu môi, vậy ngươi liền khác đi. Nói xong liền lo chính mình ăn lên, cũng không để ý tới bên cạnh bực mình Tiêu Diệp Dương, nhưng mà mới không ăn mấy khẩu đạo hoa liền cảm thấy bụng nhỏ có chút ẩn ẩn làm đau, nghĩ đến dưa hấu lạnh lẽo, xuống núi thời điểm nàng lại uống lên một chén dưa hấu nước, lập tức đem trong tay dưa hấu phóng tới trên bàn. Tiêu Diệp Dương nhìn lại đây, thấy đạo hoa sắc mặt có chút không tốt, lập tức hỏi, làm sao vậy, đạo hoa đi đến ghế giữa bi ngồi xuống, gần nhất dưa hấu ăn đến có chút nhiều, giống như có chút tiêu chảy, tiêu Diệp Dương thần sắc buông lỏng, tiếp theo cười trêu nói, nhìn xem đi, đây là ăn mảnh kết cục, đợi chút lên núi sau làm cổ sư phó cho ngươi xứng uống thuốc uống uống. Đạo Hoa lắc đầu, tiêu chảy không cần phải uống thuốc. Tiêu Diệp Dương thấy nàng cũng không lớn ngại, đi qua đi cầm lấy nàng vừa mới ăn qua dưa hấu liền trực tiếp ăn lên. Tiêu Diệp Dương, Đạo Hoa trực tiếp đứng lên, thở phì phì trừng mắt Tiêu Diệp Dương. Tiêu Diệp Dương trong miệng còn ăn dưa hấu, vẻ mặt buồn bực nhìn Đạo Hoa, làm gì kêu đến lớn tiếng như vậy? Thấy nàng nhìn chầm chầm chính mình trong tay dưa hấu tức khắc nói, thức ăn không thể lãng phí, ngươi không ăn, đành phải ta ăn sao? Đạo Hoa hít sâu một hơi, Tiêu Diệp Dương, ngày sau ngươi không được lại ăn ta ăn qua đồ vật, có nghe hay không? Tiêu Diệp Dương không có lập tức đáp lời, mà là lại lần nữa cắn một ngụm dưa hấu, nuốt vào lúc sau mới lẩm bẩm nói, ta này không phải tiết kiệm lương thực sao? Thấy Đạo Hoa nhìn chầm chầm vào chính mình, trên mặt còn mang theo giận dữ, nhìn qua có chút muốn tạt mau bộ dáng. Tiêu Diệp Dương cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đã biết, nhưng là ngươi muốn lãng phí lương thực làm sao bây giờ? Đạo Hoa, yên tâm, ta này thôn trang có heo, có ngưu, có dương, ta ăn không hết, chúng nó sẽ ăn. Tiêu Diệp Dương tức khắc buồn bực, gia hỏa này, cấp heo dê bò ăn cũng không cho hắn ăn, quả thực không đem hắn để vào mắt. Chương 349, xấu hổ, uy, ngươi đừng nóng giận, không phải ăn ngươi một khối dưa hấu sao? Từ thôn trang ra tới đạo hoa liền buồn đầu hướng tới trên núi đi đến. Tiêu Diệp Dương thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng sinh khí, không thể không tiến lên chịu thua. Đạo hoa quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ta không sinh khí, muốn bởi vì như vậy việc nhỏ sinh khí, ta đây còn không được bị ngươi cấp tức chết. Nghe vậy, Tiêu Diệp Dương cười, bước nhanh tiến lên cùng đạo hoa sóng vai đi tới, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đang muốn nói điểm buồn cười nói đậu nàng vui vẻ, ai ngờ này vừa thấy, liền phát hiện nàng sắc mặt có chút không đúng, ngươi không sao chứ? Tiêu Diệp Dương duỗi tay đem đạo hoa ngăn cản xuống dưới, dùng tay bẻ quá nàng thân mình, cẩn thận xem xét nàng sắc mặt. Đạo hoa thấy hắn lại đối chính mình động tay động chân, trực tiếp vất tay chụp bay hắn tay, vừa muốn nói gì, liền nghe Tiêu Diệp Dương nói, ngươi này sắc mặt như thế nào kém như vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tiêu Diệp Dương lo lắng nhìn đạo hoa nghĩ đến nàng vừa mới còn ở đại thái dương thấp hèn trích quả nho, trên mặt liền mang theo vài phần trách cứ chi sắc, ngươi nói ngươi, như vậy nhiệt thời tiết, ngươi còn trích cái gì quả nho nha. Hiện tại hảo, bị cảm nắng đi, đạo hoa cảm thấy bụng nhỏ càng ngày càng đau, không muốn cùng hắn cãi cọ, có chút hữu khí vô lực nói, ta không bị cảm nắng, chính là ăn nhiều dưa hấu bụng không thoải mái. Đợi chút ta làm mãn nhi cho ta ngao chén canh gừng uống uống thì tốt rồi, nói, liền lướt qua tiêu diệp dương tiếp tục hướng trên núi đi. Tiêu diệp dương thấy nàng tinh thần không tốt, cũng không hảo nói nhiều, vội vàng theo đi lên, đi đến giữa sườn núi thời điểm, đạo hoa sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái lên, sau đó một chút liền ôm bụng ngồi sổng trên mặt đất. Tiêu diệp dương hoảng sợ, vội vàng ngồi sổng xuống đỡ đạo hoa cánh tay, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không choáng ván đầu? Ta xem nha, ngươi chính là bị cảm nắng đạo hoa duỗi tay lấy ra tiêu diệp dương tay thần sắc có chút xấu hổ ta không bị cảm nắng tiêu diệp dương nếu không ngươi trước đi lên ta ở chỗ này chậm rãi lời nói còn chưa nói xong đạo hoa liền cảm giác thân thể bị người bay lên không bế lên tới tiêu diệp dương một phen bế lên đạo hoa sau đó liền mau chân hướng tới trên núi đi đến ngươi trước nhẫn nhẫn ta lập tức liền ôm ngươi hồi đào hoa am làm cổ sư phó cho ngươi nhìn một cái đạo hoa đi theo phía sau đắc phúc cùng vương mãn nhi cũng hoảng sợ vương mãn nhi tưởng tiến lên dò hỏi bất quá bị đắc phúc cấp ngăn cản mãn nhi cô nương có chủ tử ở đâu nhan cô nương sẽ không có việc gì vương mãn nhi vẻ mặt tự trách trong khoảng thời gian này thời tiết quá nhiệt cô nương liền có chút tham ăn ăn hảo chút dưa hấu là ta không ngăn lại nàng đắc phúc vội vàng an ủi không có việc gì cổ sư phó y thuật như vậy cao một chén dược là có thể chữa khỏi nhan cô nương đào hoa am trung cổ bà bà ngồi ở dưới mái hiên khái hạt dưa cổ kiên ngồi ở một bên sữa sang lại dược liệu hai người thanh thản trò chuyện thiên đột nhiên nhìn đến tiêu diệp dương vẻ mặt sốt ruột ôm đạo hoa trở về hai người đều đồng thời đứng lên làm sao vậy cổ kiên bước nhanh đi qua tiêu diệp dương sốt ruột nói cổ sư phó ngươi mau cấp nhìn xem đạo hoa nàng bị cảm nắng đạo hoa tiệt nói chuyện ta không bị cảm nắng nói lôi kéo tiêu diệp dương quần áo ngươi mau đem ta buông xuống, ta thật sự không bị cảm nắng, không bị cảm nắng, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy, cổ kiên thấy đạo hoa sắc mặt không tốt, trực tiếp đối với tiêu diệp dương nói, mau, đem nàng ôm đi trong phòng, ta đi ngao dược, tiêu diệp dương lập tức làm theo, ông đạo hoa liền vào nàng nhà ở, sau đó cẩn thận đem đạo hoa phóng tới trên giường, vừa lên giường, đạo hoa ngay cả vội kéo qua chăn cái ở trên người. Sau đó vất tay đuổi tiêu diệp dương, người mau đi ra, mau đi ra tiêu diệp dương không nghĩ đi bất quá thấy đạo hoa thật sự nóng nảy có chút bất đắc dĩ nói ta đi giúp cổ sư phó ngao dược người hảo hảo nghỉ ngơi a à. ra nhà ở tiêu diệp dương thẳng đến dược phòng nhưng mà mới vừa đi vài bước liền quét thấy quần áo thượng vết máu tức khắc sợ tới mức sắc mặt đại biến bay nhanh đi vòng vèo trở về đạo hoa nhà ở vừa chạy vừa hỏi nhan duy nhất ngươi thương nơi nào như thế nào đổ máu Nghe được Tiêu Diệp Dương ồn ào đến lớn tiếng như vậy, đạo hoa sắc mặt, bá, một chút liền trở nên đỏ bừng, nhấc lên chăn đem đầu đều cấp trái ở bên trong, thẹn quá thành giận hét lớn. Tiêu Diệp Dương, ngươi cho ta đi ra ngoài, mới vừa vào nhà của bà bà đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau phục một tiếng cười lên tiếng, nhìn gấp đến độ không được tôn tử, có chút tích cười toàn phi, hảo hảo, duy nhất không có việc gì chờ lát nữa làm ngươi cổ sư phó cho nàng ngao chén đường đỏ canh gừng uống uống là được. Tiêu Diệp Dương không yên tâm, chỉ vào quần áo thượng vết máu, chính là nàng bị thương, cổ bà bà sợ tôn tử nói thêm gì nữa, đạo hoa nên đi chui vào khe đất, bay nhanh mau đánh gãy hắn nói, nàng không bị thương, hảo, mau cùng ta đi ra ngoài, cô nương gia khuê phòng, nơi nào là ngươi có thể tiến, nói xong, liền không khỏi phân trần đem Tiêu Diệp Dương lôi ra nhà ở vừa ra nhà ở liền đụng phải nghe tiếng tới rồi cổ kiên kia nha đầu rốt cuộc làm sao vậy nơi nào bị thương cổ bà bà nói thẳng không bị thương đi ngao chén đường đỏ canh gần tới nói chính mình lại xoay người vào đạo hoa phòng vừa nghe lời này cổ kiên nháy mắt đã hiểu có chút vô ngữ liếc liếc mắt một cái đại kinh tiểu quái tiêu diệp dương ngươi hạt gọi là gì bất động cũng đừng loạn ồn ào làm đến ta kêu chiên sai rồi dược nói xoay người một lần nữa ngao canh đi tiêu diệp dương cái gì nha không phải bị thương sao tiêu diệp dương vén lên quần áo nhìn mặt trên vết máu vẻ mặt buồn bực không bị thương như thế nào có huyết đâu trong phòng của bà bà chính khinh thanh tế ngữ trấn an đạo hoa nàng biết lần đầu tiên tới tiểu nhật tử nữ hài gia khó tránh khỏi có chút hoảng hốt cùng thẹn thùng đạo hoa cả người đều che ở trong chăn chỉ lộ ra non nửa trương đỏ bừng mặt bà bà ta không có việc gì ngươi không cần phải xen vào ta ta tưởng nghỉ ngơi một chút cổ bà bà cười cười biết nàng ngượng ngùng chỉ dặn dò nói trong khoảng thời gian này cũng không nên cảm lạnh cũng không thể lại ăn dưa hấu này đó lạnh lẽo đồ vật đạo hoa gật gật đầu ta đã biết cổ bà bà vỗ vỗ chăng, sau đó mới cười đứng dậy rời đi đám người sau khi rời khỏi đây đạo hoa lại ảo não đem đầu cấp che đi lên lần này mất mặt ném quá độ tới cái đại di mụ làm cho mọi người đều biết nàng này ốc heo nha bụng nhỏ đau thời điểm nàng nên nhận thấy được nha ngoài phòng tiêu diệp dương nhìn không nhanh không chậm ngao đường đỏ canh gừng cổ kiên lại nhìn nhìn thần sắc nhẹ nhàng của bà bà trong lòng khẽ buông lỏng xem ra đạo hoa thật sự không có gì sự chính là nàng rốt cuộc sao tiêu diệp dương xoay người trở về phòng thay quần áo không trong chốc lát đắc phúc vào được người biết đạo hoa được bệnh gì sao đắc phúc xem xét vẻ mặt mơ hồ chủ tử do dự một chút chủ tử, nhan cô nương không nhiễm bệnh, nàng nàng chỉ là tiểu nhật tử tới, cái gì tiểu nhật tử nha? Tiêu Diệp Dương có chút không nghe hiểu, sau lại đột nhiên nhớ tới y thư thượng ghi lại tin tức, bá, một chút, lỗ tai đỏ, chương 350, trù nghệ tiệm trường, lên ăn canh, đạo hoa cả người đều cuốn súc ở trong chăn, nghe được thanh âm, dò ra đầu vừa thấy, kinh ngạc nói, như thế nào là ngươi, giờ phút này, đạo hoa trên má đỏ ửng còn không có hoàn toàn tiêu tán, sấn đến trắng nõn tinh tế gương mặt càng thêm phấn nộn, tiêu diệp dương nhìn lướt qua, liền vội vàng dời đi tầm mắt, không phải ta còn có thể là ai. Ngươi kia nha đầu cũng không biết chạy tới nơi nào, đạo hoa thần sắc cứng lại, mãn nhi xuống núi cho nàng lấy tắm rửa quần áo đi, thấy đạo hoa bất động, tiêu diệp dương không thể không thúc giục nói, ngươi trước lên đem canh uống lên, cổ sư phó nói, ăn canh, ngươi ngươi liền sẽ dễ chịu một ít, nói, trên mặt lại mang ra chút thẹn thùng. Đạo hoa liếc mắt nhìn hắn, cọ tới cọ lui ngồi dậy, tiêu diệp dương thấy nàng thức dậy chậm, vội vàng đi đến trước giường, dùng không tay viện nàng một phen, chờ nàng ngồi xong sau, mới nghiêng người ngồi ở mép giường, cầm lấy cái thìa chuẩn bị uy nàng ăn canh, đạo hoa vội vàng ngăn cản, ta chính mình tới. Nói liền phải duỗi tay lấy canh chén, tiêu diệp dương tránh đi, chén còn năng đâu, cẩn thận ngươi tay đạo hoa vậy ngươi trước đặt lên bàn ta đợi chút lại uống tiêu diệp dương cổ sư phó nói làm ngươi sấn nhiệt uống nói lại lần nữa múc một muỗng canh uy đến đạo hoa bên miệng thấy nàng bất động đành phải nói ngươi nếu là không nghĩ làm ta uy vậy ngươi liền chính mình cầm cái muỗng uống ta bưng chén là được đạo hoa chần chờ một chút nhìn nhìn bưng chén nhìn chính mình tiêu diệp dương cuối cùng duỗi tay lấy qua cái muỗng một ngụm một ngụm uống lên lên, thấy nàng bắt đầu ăn canh, tiêu diệp dương khóe miệng dương lên, nhẹ giọng hỏi, thế nào, có hay không hảo điểm, đạo hoa tức giận tà hắn liếc mắt một cái, ngươi cho ta uống chính là tiên canh nha, tiêu diệp dương ha hả cười, không đang nói chuyện, chỉ chuyên chú nhìn đạo hoa ăn canh, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có đạo hoa ăn canh thanh âm, vương mãn nhi cầm tắm rửa quần áo trở về thời điểm, mới vừa bước vào sân, đã bị đắc phúc cấp ngăn cản lôi kéo nàng đến một bên nói đông nói tây một hồi, không trong chốc lát, đạo hoa liền đem một chén đường đỏ canh gừng uống xong rồi, đem cái muỗng phóng tới không trong chén, lại nằm trở về, thấy tiêu diệp dương còn ngồi bất động, không thể không thúc giục nói, hảo, ngươi có thể đi ra ngoài, tiêu diệp dương cọ sát một chút mới đứng lên, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đợi chút lại đến xem ngươi, đạo hoa tưởng nói không cần, nhưng người này đã xoay người đi ra ngoài. Uống lên đường đỏ canh gừng, đạo hoa cảm thấy bụng nhỏ không như vậy khó chịu mơ mơ màng màng trung thế nhưng đã ngủ chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là chạng vạn cô nương ngươi tỉnh vương mãn nhi cười đi đến tiểu vương gia đều hỏi ta rất nhiều lần ngươi muốn lại không tỉnh hắn nên trực tiếp lại đây kêu ngươi nói là ban ngày ngủ nhiều buổi tối nên ngủ không được nhắc tào tháo tào tháo đến ngoài phòng đúng lúc vang lên tiêu diệp dương thanh âm mãn nhi nhà ngươi cô nương tỉnh sao Vương Mãn Nhi vội vàng trả lời, cô nương đã tỉnh, ta đây vào được a. À, tiêu Diệp Dương đứng ở cửa đợi trong chốc lát, sau đó mới bưng canh chén đi vào, tiến phòng, liền lập tức đi đến trước giường, cẩn thận xem xét dựa vào đầu giường đạo hoa sắc mặt, cười nói, này ngủ một giấc, tinh thần quả nhiên khá hơn nhiều, nói, lại đem canh chén đi phía trước một đưa, tới, lại đem này chén canh gừng cấp uống lên, tiểu vương gia, ta đến đây đi, vương mãn nhi vội vàng đi qua. Tiêu Diệp Dương bưng chén không nhúc nhích, liếc liếc Vương Mãn Nhi, trong lòng thẳng nói, nha đầu này quá không nhãn lực kính nhi. Vương Mãn Nhi bị Tiêu Diệp Dương xem đến không được tự nhiên, không biết chính mình làm sai chỗ nào. Lúc này, Đạo Hoa mở miệng, Tiêu Diệp Dương, ngươi cầm chén cấp Mãn Nhi, sau đó mau đi ra. Tiêu Diệp Dương không tình nguyện đem canh chén phóng tới Vương Mãn Nhi trong tay, ngữ khí có chút không tốt, cẩn thận điểm, đừng năng nhà ngươi cô nương. Vương Mãn Nhi vội vàng gật đầu đạo hoa nhìn về phía tiêu diệp dương hảo ta bên này không có việc gì ngươi mau đi ra đi tiêu diệp dương bất đắc dĩ gật gật đầu sau đó lưu luyến mỗi bước đi ra nhà ở chờ hắn vừa đi vương mãn nhi hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi cô nương ta vừa mới có phải hay không đắc tội tiểu vương gia đạo hoa cong môi cười không có ngươi suy nghĩ nhiều vương mãn nhi hồi tưởng một chút chính mình vừa mới hành vi xác thật không có gì làm sai địa phương sau đó liền yên lòng, đem canh chén đoan hướng đạo hoa, cô nương, mau đem canh uống lên đi. Cũng không biết này canh hương vị như thế nào, ân. Đạo hoa nghi hoặc nhìn về phía nàng, vương mãn nhi lập tức cười nói, này đường đỏ canh gừng là tiểu vương gia ngao, cổ sư phó ở một bên chỉ đạo, bất quá, giống như bị tiểu vương gia tức giận đến không được. Đạo hoa lập tức nghĩ tới tiêu diệp dương lần trước làm trường thọ bánh canh, trên mặt không khỏi lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, nhìn trước mắt mạo nhiệt khí canh gừng, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Vương Mãn Nhi thấy nhà mình cô nương bất động, nghĩ nghĩ, nói, cô nương, người nếu là không nghĩ uống, chúng ta liền không uống. Đạo hoa lắc lắc đầu, duỗi tay lấy quá cái muỗng nếm một ngụm, sau đó trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, gật đầu nói, hương vị cũng không tệ lắm da, khá tốt uống, ngoài phòng, vẫn luôn không đi tiêu diệp dương nghe được đạo hoa lời này trên mặt lập tức lộ ra sáng cười không uổng phí hắn chiều nay bị cổ sư phó quở trách một đại thông ngày mai tiếp tục hắn tin tưởng nhiều làm vài lần trù nghệ của hắn sẽ càng ngày càng tốt tiêu diệp dương ngươi không cần tự cấp ta ngao đường đỏ canh gừng đạo hoa vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn trước mặt canh gừng nàng đều liền uống ba ngày thật sự không nghĩ uống lên tiêu diệp dương mặt lộ vẻ không tán đồng như vậy sao được cổ sư phó nói ngươi gần đoạn thời gian ăn dưa hấu ăn nhiều, đến uống nhiều điểm canh gừng đuổi hàng, nói xong, lại đem canh gừng hướng đạo hoa trước mặt đẩy đẩy, mau uống, thấy đạo hoa bất động, tiêu diệp dương cười cười, chẳng lẽ ngươi tưởng ta uy ngươi? Nói, làm bộ muốn đi đoan chén, đạo hoa trừng hắn một cái, đoạt ở hắn phía trước bưng lên chén, cũng không cần cái muỗng, trực tiếp từng ngụm từng ngụm uống lên lên, ngươi chậm một chút uống, ngàn vạn đừng sạc tiêu diệp dương vội vàng nhắc nhở nhìn đạo hoa bất đắc dĩ ăn canh bộ dáng trong mắt trên mặt đều là ý cười uống xong một chén canh gừng đạo hoa cảm thấy nàng đều không cần ăn cơm sáng nhìn từ từ uống hắt cháo tiêu diệp dương đột nhiên hỏi ngươi đã tới nơi này ba ngày không cần hồi quân doanh sao lời này vừa ra cổ bà bà cùng cổ kiên cũng nhìn lại đây tiêu diệp dương bình tĩnh trả lời ta ra tới thời điểm cùng cửu cửu nói ta có việc muốn vội trở về thời gian sẽ có điểm vãn. Cổ kiên hừ thanh nói, ngươi muốn vội sự, chính là ở chỗ này chơi. Tiêu diệp dương lẩm bẩm nói, ta tới xem bà bà cùng cổ sư phó, như thế nào có thể nói là chơi đâu. Hừ, cổ kiên trực tiếp hừ lạnh một tiếng, mắt lé nhìn nhìn tiêu diệp dương, hắn đều lười đến vạch trần gia hỏa này. Thật đương hắn cùng tỷ tỷ mắt mù nha, tiêu diệp dương buông chiếc đũa, nghiêm mặt nói, ta là thật sự có việc. Nói, nhìn về phía đạo hoa, còn nhớ rõ ngươi cho ta chế tác lưu ly phương thuốc sao đạo hoa gật gật đầu đương nhiên nhớ rõ nói hai mắt sáng ngời ngươi nghiên cứu chế tạo ra tới tiêu diệp dương cười gật gật đầu đã chế tạo ra một đám bất quá cùng nước ngoài lưu ly so sánh với còn có chút tì vết đạo hoa vội vàng nói này có cái gì chỉ cần có thể chế tạo ra tới cho dù có tì vết ngày sau cũng có thể chậm rãi cải tiến sao tiêu diệp dương nhìn đạo hoa có chuyện này ta phải cùng ngươi nói một chút, đạo hoa, ngươi nói, tiêu diệp dương, ta đem phương thuốc nộp lên cấp hoàng bá phụ, nghe được hoàng bá phụ ba chữ, cổ bà bà cùng cổ kiên toàn thần sắc khẽ nhúc nhích, bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lại yên lặng rủ mắt ăn cơm, chương 351, người một nhà, lưu ly phương thuốc, ta đã, đã đã cho ngươi, đó chính là ngươi, ngươi muốn đem nó cho ai, đó là ngươi tự do, ta không ý kiến. Đạo Hoa nhìn Tiêu Diệp Dương nói, Tiêu Diệp Dương khóe miệng dương lên, cười nói, vẫn là muốn cùng ngươi nói một tiếng, nói, đem chiếc đũa buông, nghiêm mặt nói, Hoàng bá phụ đại khái là muốn cho công bộ tới sinh sản lưu ly, trước kia ta ở Hoàng cung thời điểm, không thiếu nhìn đến Hoàng bá phụ bởi vì quốc khố hư không mà phạm sầu, nếu là công bộ có thể sản xuất hàng loạt lưu ly, cũng có thể giảm bớt một vài quốc khố áp lực, đạo hoa gật gật đầu, lưu ly khang hiếm, thích người lại nhiều, là rất kiếm tiền, tại đây cổ đại, pha lê đồ dùng tưởng tượng hiện đại như vậy phổ cập, phỏng chừng là không có khả năng, trong khoảng thời gian ngắn, giá bán khẳng định sẽ rất cao, thuộc về cao xa lợi nhuận kết xù đồ dùng, tiêu diệp dương lại nói, phương thuốc sự không hảo công khai ra tới, ta tuy hướng hoàng bá phụ thuyết minh hết thảy, bất quá, khả năng sẽ không có cái gì tưởng thưởng, đạo hoa vẫy vẫy tay. Ta liền cung cấp một cái không thế nào đầy đủ hết phương thuốc, không cần phải tưởng thưởng. Bất quá, ngươi đâu? Ngươi cũng không có sao, ta cho ngươi lưu ly phương thuốc, bổn ý là muốn cho ngươi kiếm một bút, nghe vậy, tiêu diệp dương trong lòng một nhạc, cười hỏi, ngươi liền như vậy sợ ta không có tiền hoa, nói xong, không đợi đạo hoa trả lời, lại nói, nhan đại cô nương trong tay lại là cửa hàng, lại là thôn trang, mấy năm nay sợ là không thiếu tích cốc thể mình bạc đi, đạo hoa đắc ý nâng lên cầm, đó là đương nhiên nói xong, nhướng mày nhìn qua đi, như thế nào, ngươi tưởng hướng ta mượn bạc, trước nói hảo, thân huynh đệ minh tính sổ, ngươi đến cho ta đánh giấy vay nợ, tiêu diệp dương sắc mặt một suy sụp, lấy ta hai quan hệ, dùng đến giấy vay nợ sao, đạo hoa, đương nhiên dùng đến trứ, vạn nhất ngươi quyệt nợ làm sao bây giờ. Nói, nhìn nhìn cổ kiên cùng cổ bà bà, bà bà, sư phụ, các ngươi nói có phải hay không, cổ bà bà cười tủm tỉm uống, không nói lời nào. Cổ kiên cũng là đem đầu chuyển tới một bên, coi như không nghe thấy. Thấy vậy, đạo hoa vẫn lên miệng, bà bà, sư phụ, ta sao cảm giác các ngươi càng đau tiêu diệp dương đâu, đều không nói giúp đỡ ta điểm. Cổ kiên liếc liếc mắt một cái đạo hoa, sau đó nhìn về phía cười trộn tiêu diệp dương, sụ mặt nói, tiểu tử này muốn dám khi dễ ngươi, vi sư đánh gãy hắn chân. Nghe vậy, đạo hoa lập tức cao hứng lên, vẫn là sư phụ hảo nói xong liếc liếc uống cháo cổ bà bà cổ bà bà có chút dở khóc dở cười liền sư phụ ngươi hảo bà bà không tốt nếu không ta cũng ở một bên giúp đỡ đánh đạo hoa cười đến thẳng gật đầu cái này hảo nói xong quay đầu nhìn về phía tiêu diệp dương ở chỗ này ta cùng sư phụ bà bà là một nhà ngươi là cái người ngoài xem ngươi còn dám không dám khi dễ ta chính mình ước lượng ai cổ bà bà lắc đầu tiệt qua lời nói, cái gì người ngoài không ngoài người, chúng ta này một bàn, nơi nào có cái gì người ngoài, đều là người trong nhà. Tiêu Diệp Dương vội vàng gật đầu, bà bà nói rất đúng, ta tuy không bái cổ sư phó vi sư, nhưng cổ sư phó chỉ đạo ta rất nhiều, cũng coi như là nửa cái sư phụ, bà bà đối ta cũng hảo, lòng ta vẫn luôn là đem ngài coi như tổ mẫu giống nhau kính trọng. Nói xong, mắt lé nhìn về phía đạo hoa, hừ thanh nói, có một số người, nói cái gì là trí giao hảo hữu, chỉ chớp mắt, ta lại thành người ngoài, thật đúng là đủ thiện biến, thấy tiêu diệp dương mặt mang bất mãn, đạo hoa ngượng ngùng cười, ta kia vô lý đuổi lời nói sao, ngươi đương nhiên là bằng hữu của ta, điểm này, ta cam đoan với ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, vừa nghe lời này, tiêu diệp dương càng khí, có nghĩ thầm phản bác vài câu, vừa ý sự lại không hảo nói rõ chỉ có thể thở phì phì đem đầu vặn khai không hề xem gia hỏa này đạo hoa thấy hắn như vậy có chút buồn bực bất quá nghĩ đến vừa mới là chính mình nói sai rồi lời nói không thể không duỗi tay đẩy đẩy cánh tay hắn hảo hảo đừng nóng giận là ta nói sai rồi lời nói tiêu diệp dương nhìn lại đây ngươi thật biết sai đạo hoa liên tục gật đầu biết sai rồi biết sai rồi tiêu diệp dương nhân cơ hội hỏi kia về sau chúng ta có phải hay không người một nhà đạo hoa không xem như đi. Là là là, nhưng là ta là sư tỷ, ngươi là sư đệ, ai cùng ngươi nói cái này, không phải cái này đó là cái gì, ngươi, cãi cọ lên hai người không có chú ý tới trên bàn cổ bà bà cùng cổ kiên thần sắc, đương tiêu diệp dương nói ra, đem cổ bà bà coi như tổ mẫu giống nhau kính trọng khi, cổ bà bà một cái không nhìn xuống, hai mắt trực tiếp liền đỏ, chính là cổ kiên, thần sắc cũng trở nên phức tạp lên, có chút ảm đạm, lại có chút vui mừng cổ bà bà ngửa đầu đem trong mắt nước mắt cấp bức trở về, thấy hai cái tiểu nhân còn ở tranh luận không thôi, không tiếng động cười. Này hai cái tiểu gia hỏa, một cái tái một cái thông minh, nếu là làm cho bọn họ phát hiện khác thường, lại không biết sẽ sinh ra như thế nào biến cố, hiện giờ như vậy liền khá tốt. Rốt cuộc làm nàng hưởng thụ một hồi con cháu vòng đầu gối thiên luân chi nhạc, cổ ki nhìn nhìn tiểu đồ đệ, lại nhìn nhìn cháu ngoại tôn, ánh mắt chớp động, hắn trong lòng rõ ràng, Tỷ tỷ cùng hắn có thể nhìn thấy cháu ngoại Tôn đều là lấy tiểu đồ đệ phúc, không có tiểu đồ đệ, bọn họ hiện tại có lẽ đã không còn nữa, cũng là vì tiểu đồ đệ, cháu ngoại Tôn mới đến Đào Hoa Sơn, Đào Hoa Am mới có hiện giờ sinh khí, tỷ tỷ trên mặt mới lại tái hiện tươi cười, nghĩ đến cháu ngoại Tôn đối tiểu đồ đệ ân cần, Cổ Kiên hai mắt mị mị, tuy rằng gia hỏa này cùng hắn có huyết thống quan hệ, nhưng nếu là ngày sau hắn thật sự khi dễ tiểu đồ đệ hắn cũng là sẽ đánh gãy hắn chân chó chờ đến hai cái tiểu nhân hòa hảo cổ bà bà cùng cổ kiên lại khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng đạo hoa cùng tiêu diệp dương cũng chưa phát hiện tiếp tục nói phía trước nói tiêu diệp dương nhìn đạo hoa phía trước ngươi nói những lời này đó ta cảm thấy rất đúng đạo hoa buồn bực ta nói cái gì lời nói tiêu diệp dương ngươi nói dựa người không bằng dựa đã ngươi còn nói cha mẹ đồ vật bọn họ nguyện ý cho ai liền cho ai làm con cái không nên nhớ thương Ta năm nay 16, nói xong lời này, Tiêu Diệp Dương liếc liếc mắt một cái đạo hoa, thấy gia hỏa này chỉ nhìn chính mình, cũng không có phản ứng, Tiêu Diệp Dương có chút bực mình, nói tiếp, ta tuy chưa bao giờ thiếu quá bạc, nhưng phần lớn đều là các trưởng bối cấp, khi còn nhỏ duỗi tay lấy còn hảo, hiện giờ trưởng thành, cũng nên tự lực cánh sinh, đạo hoa trên mặt lập tức lộ ra tán đồng chi sắc, Tiêu Diệp Dương cười cười, cho nên ta sẽ ở ninh môn phủ bên này kiến một tòa lưu ly xưởng này xưởng tuy sẽ ghi tạc công bộ ở danh nghĩa nhưng hoàng bá phụ niệm ta nộp lên phương thuốc có công nói này lưu ly xưởng liền về ta quản sở hữu tiền lời cũng là của ta đạo hoa gật gật đầu cười nhìn về phía tiêu diệp dương này phi thường không tồi da tiêu diệp dương hảo hảo làm Tranh thủ ngày sau ngươi trưởng quản lưu ly xưởng sinh sản ra tới lưu ly có thể tiêu biến đại hạ mỗi cái địa phương, tiêu diệp dương nhìn nhìn đạo hoa, ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực kiếm bạc, đạo hoa hừ một tiếng, ngươi kiếm ngươi, cùng ta lại không quan hệ, ta yêu cầu để chỗ nào người sai vặt tâm, tiêu diệp dương công môi cười, cũng không nói nhiều, cổ kiên nhưng thật ra nhìn thoáng qua tiêu diệp dương, ngưng mi nói, như thế nào, cha ngươi không cho ngươi bạc sử, tiêu diệp dương đầu tiên là sửng sốt, lại sau tự dễu cười, ta phụ vương hắn có khác nhi tử, ta sao, liền không nhọc hắn nhọc lòng. Lúc này đây, là của bà bà mở miệng ngữ khí còn thập phần không hảo ngươi là hắn con vợ cả hắn không nhọc lòng ai nhọc lòng thấy cổ bà bà phát hỏa đạo hoa cùng tiêu diệp dương bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái tiêu diệp dương cảm động nói bà bà ngươi không cần vì ta lo lắng ta hiện giờ đã trưởng thành vạn sự có thể dựa vào chính mình ta cũng không xa cầu ta phụ vương hết thảy ta muốn ta sẽ chính mình đi tranh thủ dứt lời tiêu diệp dương liền cảm thấy bả vai trầm xuống Vừa chuyển đầu liền nhìn đến Đạo Hoa hai mắt sáng lên nhìn chính mình, "Tiêu Diệp Dương, có chí khí, ta duy trì ngươi." Chương 352, hướng Dương Lưu Ly xưởng, "Lưu Ly xưởng địa chỉ ta đã tuyển hảo, liền ở Ninh Môn phủ phủ thành ngoại ngoại ô, ngày sau có tiền lời, ta sẽ phân ra năm thành cho ngươi cùng ngươi ba cái ca ca." Tiêu Diệp Dương tiếp tục nói, "Năm thành?" Đạo Hoa mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Có phải hay không quá nhiều?" Tiêu Diệp Dương cười hỏi, "Như thế nào?" ngươi còn ngại bạc nhiều đạo hoa ta đương nhiên là không chơi bạc nhiều chính là chúng ta cái gì cũng chưa làm liền phân ngươi năm thành tiền lời có phải hay không quá chiếm ngươi tiện nghi tiêu diệp dương lắc đầu nếu không phải ngươi cấp phương thuốc ta còn kiếm không đến này bút bạc đâu như vậy ngươi phân hai thành ngươi ba cái ca ca một người một thành như thế nào đạo hoa thấy tiêu diệp dương là thiệt tình tưởng cho bọn hắn chia làm cũng lại không khách khí cười tủng tỉm gật gật đầu hảo nha hảo nha, tiêu diệp dương ngươi nhưng đến hảo hảo làm, cũng cho ta quá quá nằm số bạc nhật tử, thấy nàng này phúc tham tiền dạng, tiêu diệp dương tức khắc cười lên tiếng, chính là cổ kiên cùng cổ bà bà cũng cười lắc lắc đầu. đạo hoa nhìn về phía tiêu diệp dương, ta thu ngươi hai thành lợi, cũng không hảo cái gì đều không làm, ngươi ngày sau nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, nhớ rõ tới tìm ta nha. tiêu diệp dương cười, ngươi đừng nói ta thật là có một sự kiện muốn tìm ngươi hỗ trợ, đạo hoa mở to hai mắt, chuyện gì nha, tiêu diệp dương, ta nghe văn tu nói, ngươi ghi sổ nhớ rõ đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, sửa ngày mai ngươi giúp ta lộng lộng, đạo hoa vẫy vẫy tay, việc nhỏ, cơm nước xong sau ta liền giúp ngươi lộng. Đúng rồi, ngươi lưu ly xưởng khi nào khởi công, tên gọi là gì, tiêu diệp dương nhìn nhìn đạo hoa, ngươi cảm thấy nhất dương lưu ly xưởng thế nào, nhất dương đạo hoa trực tiếp cười lên tiếng, ngươi còn không bằng kêu nhất dương tử lưu ly sưởng đâu, tiêu diệp dương ngưng mi, ngươi cảm thấy không tốt, đạo hoa trầm ngâm một chút, nghe tới quái quái, ngươi kêu thái dương lưu ly sưởng, hướng dương lưu ly sưởng, đều so kêu nhất dương lưu ly sưởng mạnh hơn nhiều đi, tiêu diệp dương nhìn về phía cổ bà bà cùng cổ kiên, bà bà cùng cổ sư phó cảm thấy đâu, cổ kiên liếc liếc mắt một cái tiêu diệp dương, trong lòng hừ lạnh, nhất dương, đây là dùng tiểu đồ đệ tên cùng tên của hắn hợp lấy đi. Này tà tâm đều mau rõ như ban ngày, nhìn thoáng qua còn ở cười ngây ngô, căn bản không hướng bên này tưởng tiểu đồ đệ, cổ kiên không tiếng động lắc lắc đầu, hắn này cháu ngoại tôn còn có đến chờ lạc, cổ bà bà cười nhìn nhìn hai đứa nhỏ, nghĩ nghĩ, nếu không kêu hướng dương lưu ly xưởng, đạo hoa vội vàng gật đầu, cái này hảo, tiêu diệp dương nghĩ đến 15 tuổi sinh nhật khi, đạo hoa đối chính mình chúc phúc, hướng dương mà sinh cũng cười gật gật đầu, vậy kêu hướng dương lưu ly xưởng đi, xác định hảo tên, lưu ly xưởng kiến tạo công tác cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, lúc sau nhật tử, tiêu diệp dương bắt đầu đi sớm về trễ, tự mình tham dự tới rồi lưu ly xưởng kiến tạo trung đi, đây là hắn lần đầu tiên độc trắng một mặt hoàn thành một sự kiện, không có dựa bất luận kẻ nào, sở hữu trù bị đều là hắn tự mình hỏi đến nhìn chăm chăm. Hắn tưởng hoàn thành đến xinh xinh đẹp đẹp, làm cho quan tâm hắn, cùng với từng ác ngữ trọng thương quá người của hắn đều hảo hảo xem xem hắn không bao giờ là cái kia đối mặt bất công bất bình chỉ có thể dùng lửa giận phát tiết trong lòng vẫn quốc tiểu hài tử đạo hoa vốn dĩ tính toán ở vài ngày liền hồi phủ nhưng nhân tiêu diệp dương muốn kiến lưu ly xưởng mỗi lần trở về đều sẽ cùng nàng tham thảo kiến tạo tiến trình nàng liền không vội vã đi trở về kiến xưởng cụ thể sự vụ nàng tuy hiểu được không nhiều lắm nhưng ở tin tức nổ mạnh đời sau nàng hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn đến quá nghe được quá một ít nhà xưởng kiến tạo sự tích ở tiêu diệp dương lâm vào bình cảnh thời điểm ngẫu nhiên cũng có thể đề điểm một vài đảo cũng giúp gia hỏa này không ít vội ở hai người thương thảo phối hợp bên trong đại hạ đệ nhất tòa lưu ly xưởng dần dần thành hình liền ở tiêu diệp dương ở ninh môn phủ trù hoạch kiến lập lưu ly xưởng thời điểm kinh thành hoàng thượng tự mình cấp công bộ cắt một miếng đất cũng bắt đầu kiến tạo kinh đô lưu ly xưởng lúc này bọn quan viên mới biết được, hoàng thượng trong tay nắm giữ chế tác lưu ly phương thuốc, một bộ lưu ly trà cụ, ở trên thị trường không sai biệt lắm muốn mấy chục, thượng trăm lượng bạc, chính là một cái bàn tay đại lưu ly kính, bạc cũng đến muốn mười lượng trở lên, lợi nhuận kết xù nha, tất cả mọi người nghe tin lập tức hành động, muốn đi phân một ly canh, đáng tiếc, hoàng thượng chặt chẽ nắm lấy phương thuốc, không cho khắp nơi bất luận cái gì nhúng chàm cơ hội, hoàng cung hoàng thượng biểu tình lười biến thưởng thức một cái lưu ly cái ly, đối với phía dưới đứng tưởng thế tử, tông thất lão vương gia, hộ bộ thượng thư đám người làm như không thấy, hoàng thượng, lưu ly xưởng nên về hộ bộ quản nha, không làm cho công bộ đồng liêu bị liên lụy, hộ bộ thượng thư trước hết nhịn không được mở miệng, hoàng thượng nhàn nhạt liếc hộ bộ thượng thư liếc mắt một cái, tạ ái khanh, năm nay biên quan tướng sĩ lương hướng ngươi nhưng chuẩn bị tốt, hộ bộ thượng thư thần sắc cứng lại, Mặt lộ vẻ cười khổ hoàng thượng hộ bộ tình huống ngươi biết nha thật sự là không bạc hoàng thượng giơ tay đánh gãy hắn chờ ngươi giải quyết biên quan tướng sĩ lương hướng vấn đề lại đến tìm trẫm nói chuyện hộ bộ thượng thư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ yên lặng thối lui đến phía sau tưởng thế tử nghĩ nghĩ tiến lên nói hoàng thượng nghe nói ninh môn phủ bên kia cũng muốn kiến tạo một tòa lưu ly xưởng còn về dịp dương quản nhìn tưởng thế tử hoàng thượng hai mắt hơi hơi nhíu lại cười như không cười nói, thế tử, này tin tức đủ linh thông, trẫm đều còn không có tới kịp nói chuyện này đâu, ngươi cũng đã đã biết, tưởng thế tử trong lòng căng thẳng, hắn tuy hoàng đế đại cửu tử, nhưng lại một chút cũng không dám tự giữ thân phận, hắn có thể cảm giác được đến, hoàng đế đối tưởng gia cũng không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy thân cận, liền tỷ như, hoàng thượng chưa bao giờ kêu tên của hắn, vẫn luôn là thế tử thế tử xưng hô, nhị đệ đi trung châu, đối diệp dương cái này cháu họ khó tránh khỏi chú ý một ít, cho nên, ta mới biết được việc này, hoàng thượng cười gật gật đầu, không tồi, là ta làm dịp dương kiến, hắn bên kia kiến đến sau kinh thành còn muốn sớm, hiện giờ hẳn là mau hoàng công, lấy cái tên, gọi là gì hướng dương lưu ly xưởng, còn cùng trẫm nói, đó là đại hạ đệ nhất tòa lưu ly xưởng, đứa nhỏ này, mấy năm không gặp, nhưng thật ra càng thêm tiền đồ. Tưởng thế tử thấy hoàng thượng tâm tình tự hồ không tồi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là thử nói, Hoàng thượng, Diệp Dương rốt cuộc tuổi trẻ, sợ là kinh không được sự, nếu không, làm nhị đệ ở một bên hiệp trợ hắn, bang, cái ly rách nát thanh âm ở đại điện trung vang lên, sợ tới mức đại điện trung người sôi nổi quỳ xuống, Hoàng thượng mặt lộ vẻ đáng tiếc nhìn trên mặt đất cái ly, đáng tiếc, hảo hảo một cái cái ly, liền như vậy quăng ngã nát, nói xong. Dương mắt nhìn về phía quỳ đầy đất người, vẻ mặt kinh ngạc, di. Các ngươi như thế nào quỳ xuống, mau đứng lên, trẫm bất quá thất thủ đánh nát một cái cái ly mà thôi, nhìn các ngươi khẩn trương, Tưởng Thế Tử đám người nơm nớp lo sợ đứng lên. Lúc này, hoàng thượng cười nhìn về phía Tưởng Thế Tử, "Thế Tử vừa rồi nói cái gì đâu?" "Trẫm không nghe rõ." Tưởng Thế Tử lúc này nơi nào còn dám đề, cười mỉa lắc lắc đầu, thần cũng chưa nói cái gì, hoàng thượng cười nhìn hắn một cái, cũng không lại tiếp tục hỏi quay đầu nhìn về phía tông thất lão vương gia hoàng thúc người hôm nay tới là lão vương gia ha ha cười vài tiếng lão thần chính là tới đi dạo đã lâu không có tới bái kiến hoàng thượng quái tưởng niệm hoàng thượng cười cười trẫm cũng tưởng hoàng thúc thật sự lạp đã lâu không cùng hoàng thúc luận bàn chờ lát nữa tiếp theo bàn lão vương gia thẳng gật đầu cười đến cùng cái vật di lặc dường như hảo a lão thần chính cảm thấy tay ngứa ngáy hoàng thượng chỉ chỉ ngự trên bờ sổ con trẫm còn phải phê sổ con, hoàng thúc đến chờ một lát, lão vương gia lập tức nói, ta đây đến thiên điện đi chờ, liền không quấy rầy hoàng thượng, thần chờ cũng cáo lui, thấy hoàng thượng gật đầu, lão vương gia mấy người lập tức nhanh như chớp lui đi ra ngoài, đi ra sau đại môn, đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi nhanh chóng rời đi, nhìn người đi rồi, hoàng thượng hừ lạnh một tiếng. Hắn đều còn không có kiếm được tiền, sao có thể để cho người khác trước kiếm đi rồi. Chương 353, xấu hổ buồn bực, nhan phủ, nhan trí cao hạ nha sau, liền trực tiếp trở về chính viện. Lý phu nhân nhìn đến hắn trở về, tiến lên cho hắn đổi quan phục, tới ninh môn phủ sau, lão gia liền không hảo sinh nghỉ ngơi quá, ta coi, người đều gầy một vòng, nhan trí cao cười cười, chờ vội quá năm nay, đem sở hữu sự tình trải vuốt lại thì tốt rồi, trong khoảng thời gian này trong nhà ta cũng không có thể lo lắng, vất vả phu nhân, Lý phu nhân cười liếc liếc mắt một cái nhan trí cao, lão gia đây là nói cái gì, người ta vợ chồng nhất thể, vì ngươi phân ưu, vốn là ta ứng tẩn chi trách nha, nhan trí cao mặt lộ vẻ vừa lòng, nhan gia vừa đến ninh môn phủ, phu nhân đem hết thảy đều xử lý rất khá, chưa cho hắn thêm bất luận cái gì phiền toái, cái này làm cho hắn thập phần vui mừng, đúng rồi, ta phía trước giống như nghe ngươi nói quá đạo hoa kia nha đầu đã cho tiểu vương gia một phần cái gì lưu ly phương thuốc lưu ly xưởng sự hắn cũng là sắp tới mới biết được hơn nữa vẫn là phía dưới quan viên nói cho hắn lý phu nhân thuận miệng cười nói đó là kia nha đầu đùa giỡn tùy tiện ở cái gì thoại bản nhìn đến cái phương thuốc liền đưa cho tiểu vương gia đi nghiên cứu chế tạo nhan trí cao lắc lắc đầu này cũng không phải là đùa giỡn ngươi biết không tiểu vương gia hiện giờ đang ở kiến tạo lưu ly xưởng đâu liền ở phủ thành vùng ngoại ô, giống như đã sắp làm xong. Lý phu nhân thần sắc sửng sốt, tiểu vương gia thật đúng là nghiên cứu chế tạo ra lưu ly tới, nhan trí cao gật gật đầu, thần sắc sung sướng nói, hẳn là, ta nghe nói, kinh thành bên kia giống như cũng bắt đầu kiến, hơn nữa hoàng thượng còn tự mình nhìn chằm chằm, phương thuốc là nữ nhi cấp, lấy mấy cái hài tử cùng tiểu vương gia giao tình, tiểu vương gia hẳn là sẽ không giấu giếm điểm này nhà bọn họ sợ là lại ở hoàng thượng nơi đó lưu danh lý phu nhân cái này thật sự kinh ngạc chúng ta nữ nhi tùy tiện tìm tới phương thuốc thật đúng là bài thượng tác dụng nhan trí cao cười cười ngươi còn đừng nói chúng ta này nữ nhi vận khí luôn luôn là không tồi lý phu nhân cũng đi theo cười giống như còn thật là như vậy nhan trí cao sờ sờ râu cười nói tiểu vương gia kiến tạo lưu ly xưởng tuy nói cùng ta không có gì quan hệ nhưng lại là ở ta trị xuống đất giới không nói cái khác chỉ cần sinh sản ra tới lưu ly tiêu thụ đến hảo thu nhập từ thuế phương diện là có thể làm ta chiến tích đẹp không ít nói đến tiểu vương gia đem lưu ly xưởng kiến ở ninh môn phủ phỏng chừng cũng có đền bù nhà chúng ta ý tứ lưu ly xưởng liên lụy ích lợi khả năng có chút đại không phải nhan gia có thể nhúng chàm giống như vậy đi theo dính thơm lây thì tốt rồi hơn nữa cái gì đều so ra kém hoàng thượng coi trọng lý phu nhân gật gật đầu Nhan trí cao tiếp tục nói, tiểu vương gia kiến tạo lưu ly xưởng là chúng ta đại hạ đệ nhất tòa lưu ly xưởng, thật muốn làm ra thành tích, ta cái này làm tri phủ, trên mặt cũng sẽ có quan, đúng rồi, hiện giờ khắp nơi đều ở nhìn chầm chầm bên này, liên quan chúng ta chịu chú ý cũng nhiều lên. Trong nhà sự, còn muốn làm phiền phu nhân nhiều hơn thượng điểm tâm, biết nhà hắn cùng tiểu vương gia đi được gần, mấy ngày này hướng hắn hỏi thăm tin tức người cũng không ít. Lý Phu Nhân cười nói, lão gia yên tâm, ta sẽ ước thúc hảo người trong phủ, nhan trí cao cười gật gật đầu, trong phủ sự có Phu Nhân nhìn, ta tất nhiên là yên tâm, trong nháy mắt, tới rồi trung tuần tháng 7, đào hoa am, Đạo hoa cùng tiêu diệp dương ngồi ở nhà chính, cẩn thận hạch toán kiến tạo lưu ly xưởng mỗi một bút trướng mục, tiêu diệp dương đem sổ sách sửa sang lại hảo sau, liền nhìn không chớp mắt nhìn, bùng bùng, tốc độ cực nhanh khảy bàn tính Đạo hoa nhìn nàng thủy hành dường như ngón tay nhanh chóng lật qua một tờ lại một tờ, nhìn nàng hết sức chăm chú đầu nhập nghiêm túc dạng, trong mắt dần dần toát ra si mê thần sắc, di, này tổ trướng không viết rõ ràng, ngươi mau nhìn một cái, rốt cuộc là nhiều ít, tiêu diệp dương hoàng hồn, không người lại gần qua đi, tinh tế cùng đạo hoa giải thích, nói xong lúc sau, vẫn chưa ngồi trở lại đi, mà là gần đây ngốc ngốc nhìn kỹ đạo hoa gương mặt, một mi một mắt, nhất tầng nhất tiếu toàn không buông tha đạo hoa tâm tư tất cả tại sổ sách thượng cũng không sở giác. Tiêu diệp dương ngơ ngẩn nhìn đạo hoa, chỉ cảm thấy như thế nào cũng xem không đủ, trong lòng đột nhiên trào ra một loại làm thời gian như vậy đình chỉ xuống dưới ý niệm, khụ khụ, đột nhiên, trong viện truyền đến cổ kiên ho khang thanh. Tiêu diệp dương sau khi nghe được, vội vàng hoàng hồn, không ở liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm đạo hoa xem, mà là kinh thanh tế ngữ nói, mấy ngày này vất vả ngươi, lại muốn giúp ta xem trướng, tính sổ, còn muốn phí công cùng ta thương thảo lưu ly xưởng sự, đạo hoa cũng không ngẩng đầu lên, một bên tính sổ một bên trả lời, cùng ngươi mỗi ngày ra bên ngoài chạy, ta này có cái gì vất vả, nói nữa, ngươi không phải phải cho ta chia làm sao. Ta trả giá điểm lao động không phải hẳn là, tiêu diệp dương mặt mặt, lại có hai ngày hướng dương lưu ly xưởng liền phải kiến tạo hảo, ngươi có nghĩ đi xem, thật sự, đạo hoa trên mặt vui vẻ, quay đầu nhìn về phía tiêu diệp dương bởi vì tiêu diệp dương dựa đến thân cận quá, này vừa chuyển, hai người liền mặt đối mặt nhìn nhau, khoảng cách không đủ một chưởng chi khoan. Giờ khắc này, hai người đều cảm giác được rõ ràng đối phương hơi thở, tiêu diệp dương chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hầu kết trên dưới lăn lộn, ánh mắt cũng không khỏi từ đạo hoa mặt mày chuyển dời đến kia kiều nộn ướt ác môi đỏ thượng. Đạo hoa cũng ngây người một lát, phục hồi tinh thần lại sau, chỉ cảm thấy trái tim đập bịch bịch, vì che giấu hoảng hốt, tạch một chút đứng lên, có chút xấu hổ buồn bực trừng mắt tiêu diệp dương, ngươi dựa như vậy gần làm gì, tiêu diệp dương dời đi tầm mắt, nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, ngươi không phải thấy không rõ trướng một sao, ta tự cấp ngươi thuyết minh nha, đạo hoa thần sắc một đốn, bất quá vẫn là ngưng mi nói, về sau ngươi không được ở dựa ta như vậy gần, thấy tiêu diệp dương không nói lời nào, lại lần nữa nói, ngươi có nghe hay không? Ngươi muốn còn như vậy tiểu tâm ta dùng roi trừ ngươi. Tiêu Diệp Dương một chút vui vẻ, mở ra tay, "Hảo nha, chỉ cần ngươi trừu được đến, xem hắn vô lại bộ dáng." Đạo Hoa hừ một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng, cầm lấy bàn tính liền hướng trên người hắn tiếp đón, chỉ đem người đuổi đi mới dừng lại tới. Tiêu Diệp Dương xoa nắng bị đánh cánh tay, nghe răng nói, "Ngươi xuống tay cũng quá độc ác đi." Đạo Hoa mắt lé liếc mắt nhìn hắn, không tàn nhẫn, có chút người không dài trí nhớ. Tiêu Diệp Dương thấy đạo hoa thực sự có chút sinh khí, vội vàng nhận lỗi, hảo hảo, không náo loạn, ngươi còn không có trả lời ta muốn hay không cùng ta đi nhìn tân tu hảo lưu ly xưởng đâu. Đạo hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vỗ vỗ ngực, đương nhiên muốn, khi lưu ly xưởng ta cũng là có trả giá lao động trí óc, như thế nào có thể không đi xem đâu. Tiêu Diệp Dương cười, lại thấu qua đi, bất quá mới vừa đi vài bước, liền nhìn đến đạo hoa lại dơ lên bàn tính tức khắc dừng bước không trước, khi chờ lưu ly xưởng thu thập hảo, ta liền mang ngươi qua đi, đạo hoa gật gật đầu, buông bàn tính, vừa lúc ta ra tới đã sắp có một tháng, cũng nên hồi phủ, ta đại ca giống như quá mấy ngày liền phải về quê chuẩn bị thi hương, ta phải đi đưa đưa, vừa nghe lời này, tiêu diệp dương trong lòng có chút không tha, hắn biết, đạo hoa hồi phủ sau, hắn nếu muốn cùng nàng đơn độc ở chung đã có thể không gì cơ hội, bất quá, gia hỏa này ra tới thời gian xác thật không ngắn, lại muốn đi đưa văn tu, nhưng thật ra không hảo khuyên can. Chương 354, lời nói nặng, "Sư phụ, bà bà, quá chút thời gian ta lại đến xem các ngươi, các ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình nga." Đạo Hoa lại lần nữa kiểm tra rồi một lần, kế tiếp một đoạn nhật tử hai vị lão nhân ăn mặc chi phí đều sẽ không có sở khuyết thiếu sau, mới mở miệng hướng hai vị lão nhân từ biệt. Cổ bà bà cười gật gật đầu, "Đi nhanh đi." lại không đi đợi chút thái dương liền lớn hiện giờ thời tiết đúng là nhất nhiệt thời điểm để ý bị cảm nắng đúng rồi về nhà thay ta cho ngươi tổ mẫu hỏi đạo hoa cười đồng ý cổ kiên liếc liếc mắt một cái đạo hoa bản mặt nói hiện giờ đã là đại cô nương làm việc đừng ở mau hấp tấp dưa hấu chờ lạnh lẽo sự vật cũng không thể ăn nhiều đừng tưởng rằng chính mình thân thể hảo liền mỗi cái cố kỵ đạo hoa ngượng ngùng cười bà bà sư phụ ta đi rồi nói xong, đối với hai vị lão nhân hành lễ, liền mang theo vương mãn nhi đi rồi, rất có điểm chạy trối chết bộ dáng. Tiêu Diệp Dương ở một bên nhìn có chút buồn cười, hắn cười, cổ kiên lập tức mắt lé nhìn lại đây, còn có ngươi, cho ta chú ý điểm đúng mực, cô nương gia thanh danh nhất quan trọng, ngươi nếu là dám sàng bậy, hừ, Tiêu Diệp Dương trên mặt cứng đờ, thần sắc có chút không được tự nhiên, cổ sư phó, ta nào có, cổ kiên tà hắn một chút, ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta còn có thể không biết nói nhìn thoáng qua đã muốn chạy tới nơi xa tiểu đồ đệ thần sắc nghiêm túc nói ta nhắc nhở ngươi một câu các ngươi tuổi này đúng là tình đậu sơ khai thời điểm có một số việc chính mình cũng khống chế không được chính là ngươi nếu là không thể bảo đảm cấp kia nha đầu một cái tương lai liền không cần đi trêu chọc nàng ngẫm lại thân phận của ngươi nghĩ lại nàng ngươi xác định trong kinh thành những người đó có thể tiếp thu nàng nghe cổ kiên nói, ngay từ đầu tiêu diệp dương còn có chút thẹn thùng, nhưng sau khi nghe được đầu, trong lòng đột nhiên chấn động, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía cổ kiên. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ nghĩ thân cận đạo hoa, đối nàng hảo, đối với cổ sư phó nói này đó, hắn căn bản còn chưa có đi nghĩ tới, thấy hắn cái dạng này, cổ bà bà thở dài một hơi, đứng ở bên cạnh cũng không có ngăn cản đệ đệ thuyết giáo. Hai đứa nhỏ thân mật khăn khít bộ dáng, nàng là xem ở trong mắt, chính là thế gian này sự, quan chỉ có cảm tình là không đủ, đặc biệt là hoàng gia, hôn nhân gã cưới, liên lụy đến đồ vật quá nhiều. Cổ kiên tiếp tục nói, ngươi là bình thân vương con vợ cả, hoàng đế cháu trai, nhất cử nhất động đều đã chịu mọi người chú ý, muốn đánh ngươi chú ý người nhiều đi. Ngươi nếu trước mặt ngoại nhân đối kia nha đầu biểu hiện đến quá mức thân mật, đó là cho nàng trêu chọc thị phi cùng mầm tai họa, thật muốn xảy ra chuyện, ngươi xác định ngươi có thể bảo hộ được nàng nói, mặc lộ vẻ trào phúng, phải biết nói. Ngươi hiện giờ sở có được hết thảy đều là người khác cho ngươi, một khi ngươi không bằng bọn họ ý, nhân gia nói thu hồi đi liền nói đi trở về, đừng nhìn ngươi hiện giờ ở bên ngoài vẻ vang, nhưng đều là bộ gián hóa, để liền tan thành từng mảnh, liền chính mình đều không nhất định hộ đến hảo, huống chi là người khác. Tiêu Diệp Dương giờ phút này tâm tình có thể nói là nhất lên sóng to gió lớn, hắn tưởng phản bác cổ sư phó nói hắn tưởng nói hắn có thể hộ đến hảo đạo hoa, nhưng đáy lòng lại có một thanh âm nói cho hắn, cổ sư phó nói hết thảy đều là sự thật, cổ kiên thấy tiêu diệp dương ngốc lăng bộ dáng, cũng không hảo nói thêm nữa, chính người hảo hảo ngẫm lại đi, hảo, mau cút đi, tiêu diệp dương hoàng hồn, nhìn thoáng qua cổ kiên, đối với hắn cùng cổ bà bà hành lễ, sau đó một lời không nói xoay người rời đi, đám người tránh ra, cổ bà bà mặc lộ vẻ trách cứ nhìn đệ đệ, ngươi vừa mới nói. Nói được quá nặng, Cổ Kiên thở dài một hơi, trọng chút mới hảo đâu, trọng chút mới có thể làm hắn nhận rõ hiện thực. Hai đứa nhỏ, mặc kệ cái nào bị thương, chúng ta đều không nghĩ nhìn đến, Dương Nhi việc hôn nhân, chính hắn căn bản không làm chủ được, vẫn là làm hắn sớm một chút nhận thức đến điểm này tương đối hảo, miễn cho hại người hại mình, Cổ bà bà thở dài một hơi, ta xem Dương Nhi đối đạo hoa để bụng thật sự, sợ là phóng không khai tay, Cổ Kiên nếu là phóng không khai, vậy sớm làm tính toán. Thật muốn khoát phải đi ra ngoài, ai còn có thể ngăn được hắn không thành, thấy cổ bà bà mặt lộ vẻ ưu sầu, cổ kiên vội vàng nói, tỷ, bọn nhỏ sự ngươi cũng đừng nhọc lòng, cổ bà bà tà hắn liếc mắt một cái, ta sao có thể không nhọc lòng, người ta sốc nảy cả đời. Thật vất vả mới từ hai đứa nhỏ nơi đó được đến một chút an ủi, sao có thể nhìn bọn họ đã chịu thương tổn, cổ kiên bất đắc dĩ, sự tình còn không có chúng ta nghĩ đến như vậy nghiêm trọng, ta mắt lạnh nhìn, hiện giờ là Dương Nhi đơn phương một đầu nhiệt, đạo hoa kia nha đầu cố ý ở tránh đi Dương Nhi thân cận, có lẽ đối hắn căn bản không thú vị, cổ bà bà, kia như vậy, Dương Nhi không còn phải bị thương sao, cổ kiên đạm nhiên nói, người cả đời này, ai có thể không chịu điểm suy sụp đâu. Trải qua cảm tình chịu đựng, đối Dương Nhi nói không chừng vẫn là một chuyện tốt đâu. Ai chỉ mong hai đứa nhỏ đều có thể hảo hảo hồi phủ thành trên thuyền. Đạo Hoa ngồi ở khoang thuyền trong được đứng ở bông tàu thượng muộn thanh không nói tiêu Diệp Dương, trong lòng có chút kinh ngạc, quay đầu làm Vương Mãn Nhi đem Đắc Phúc kêu tiếng vào. Người chủ tử làm sao vậy? Đắc Phúc mặt lộ vẻ cười khổ, lắc lắc đầu. Đạo Hoa, có phải hay không đi thời điểm sư phụ ta nói hắn? Đắc Phúc Dương mắt nhìn nhìn Đạo Hoa, gật gật đầu. Cũng không phải là nói sao, lại còn có nói được thực trọng không gặp chủ tử hiện giờ một bộ như cha mẹ chết bộ dáng sao. Đạo hoa mặt lộ vẻ nghi hoặc, sư phụ ta tính tình tên kia biết đến nha, nhất miệng giao găm tâm đậu hũ, thật đúng là so đo thượng. Nói, hướng về phía bông tàu kêu một tiếng, tiêu diệp dương, bên ngoài thái dương như vậy đại, ngươi không sợ phơi nha, tiêu diệp dương nghe được đạo hoa thanh âm, quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhìn nàng kia rực rỡ tiếu lệ khuôn mặt, nghĩ đến vừa mới cổ sư phó lời nói trong lòng liền càng thêm bực bội lên, có một số việc không nghĩ còn có thể, tưởng tượng khiến cho hắn tâm phiền ý loạn, hắn ở hoàng cung lớn lên, như thế nào không biết đó là một cái tràn ngập đang xen ít lợi địa phương, hắn một chút đều không nghĩ làm những người đó những cái đó sự tới phá hư này phân tốt đẹp, chính là, hắn có thể hộ được nàng sao? Tiêu Diệp Dương thật sâu nhìn thoáng qua đạo hoa, xoay người lại lần nữa nhìn về phía bay nhanh sau này mất đi nước sông, thấy Tiêu Diệp Dương chẳng những không đáp lời, lại còn có lại chuyển qua thân đi, Đạo Hoa thật sự buồn bực, nghĩ nghĩ, đi ra ngoài, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Tiêu Diệp Dương, sư phụ ta mắng ngươi. Tiêu Diệp Dương nhìn nhìn Đạo Hoa, ánh mắt có chút trốn tránh, không có, là ta chính mình nghĩ tới một ít phiền lòng sự. Đạo Hoa cười, nha, chúng ta tiểu vương gia cũng có phiền lòng sự nha, mau, nói đến cho ta nghe nghe, làm cho ta nhạt a à, nhạt a. À. Nghe nàng mang theo ý cười trêu chọc, Tiêu Diệp Dương có chút bật cười giơ lên trong tay cây quạt liền tưởng gõ nàng đầu đạo hoa thấy lập tức tay mắt lanh lẹ che lại đầu cảnh giác nhìn hắn nhìn đạo hoa che đầu nhìn chính mình tiêu diệp dương ánh mắt có chút sâu thẳm siết chặt trong tay quạt xếp chậm rãi tay trở về ôm nhu cười nói hảo cùng ngươi đùa giỡn không đánh ngươi đạo hoa buông tay có chút nghi hoặc nhìn nhìn tiêu diệp dương tiêu diệp dương ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay quái quái thật là có tâm sự nha là lưu ly xưởng sự sao, tiêu diệp dương cười lắc lắc đầu, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta không có tâm sự, đạo hoa trầm mặt một chút, nghĩ nghĩ nói, trên đời này không có gì sự là không qua được, liền tính nhất thời gặp nhấp nhô, chỉ cần ngươi không buông tay, khẽ trắng môi cũng liền cố nhịn qua, nói nữa, ngươi còn có bằng hữu nha, một người kế đoạn hai người kế trường, nếu ngươi nguyện ý nói cho ta, ta là rất vui lòng giúp ngươi. Tiêu Diệp Dương quay đầu nhìn về phía đạo hoa, mặt mày mang theo cười, "Hảo, ngươi lời này ta nhớ kỹ." Chương 355, Khắc chế, tiếp cận buổi trưa thời điểm, thuyền tới Ninh Môn phủ ngoại ô ngoại bến tàu, thuyền một cập bờ, Đạo Hoa liền đi ra khoang thuyền, mang theo nha hoàng bà tử chuẩn bị rời thuyền, nhưng mà mới vừa ra tới, đã bị Tiêu Diệp Dương ngăn cản đường đi. "Làm sao vậy?" Đạo Hoa kinh ngạc nhìn Tiêu Diệp Dương. Tiêu Diệp Dương không lý nàng, mà là quay đầu nhìn về phía đắc phúc đắc phúc lập tức tiến lên đem trong tay đã sớm chuẩn bị tốt màu trắng mũ có rèm đưa qua tiêu diệp dương tiếp nhận mũ có rèm liền phải cấp đạo hoa mang lên đạo hoa trốn tránh một chút bất quá thấy tiêu diệp dương hôm nay cảm xúc vẫn luôn không tốt liền tùy ý hắn giúp đỡ chính mình đeo ngày sau ra cửa thời điểm đều phải mang lên cái này tiêu diệp dương một bên cấp đạo hoa hệ mũ thằng một bên nhẹ giọng dặn dò nói đạo hoa thấy sa mỏng cũng không gây trở ngại coi vật đạo cũng không cự tuyệt chỉ là nói, mang lên cái này, nhưng thật ra có thể dùng để che thái dương, miễn cho bị phơi hắt. Tiêu diệp dương khóe miệng méo một cái, cười nói, không ngừng mùa hè muốn mang, mặt khác thời điểm cũng đến mang, ngươi hiện giờ lớn, không giống như khi còn nhỏ như vậy ở bên ngoài suốt đầu lộ diện. Nghe được lời này, đạo hoa trực tiếp mắt trợn trắng, cộng thêm biểu môi, đại cái gì đại? Nàng còn không có mãn 13 đâu, sa mỏng không khép lại. Tiêu Diệp Dương đem nàng bộ dáng này thấy được rõ ràng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười. Hảo, nhẫn nhẫn đi. Lưu Ly Sưởng làm sống người so nhiều, người cũng không nghĩ bị người nhìn chằm chằm xem đi. Mang hảo mũ có rèm sau, Tiêu Diệp Dương tưởng tự mình đỡ Đạo Hoa rời thuyền, nhưng sau lại nghĩ tới cái gì, nhìn lướt qua bên bờ người, lại đem tay cấp thu trở về. Trên bờ đã có xe ngựa chờ chứ. Hạ thuyền, Đạo Hoa liền lên xe ngựa mà tiêu diệp dương còn lại là cưỡi lên lưng ngựa, đi, đi lưu ly xưởng, bất quá hai ngọn trà công phu, đoàn người liền đến lưu ly xưởng, tiêu diệp dương, này lưu ly xưởng ngươi như thế nào kiến đến lớn như vậy, nhìn trước mắt chiếm địa diện tích cực lớn, tu đến khí phái đồ sộ lưu ly sưởng, đạo hoa có chút kinh ngạc, lại có chút chấn động, tiêu diệp dương đạm cười nói, đây là đại hạ đệ nhất tòa lưu ly xưởng, muốn kiến tự nhiên muốn hướng tốt nhất tới kiến, đồng thời, đây cũng là hắn đệ nhất phân sai sự tự nhiên muốn hoàn thành đến xinh xinh đẹp đẹp làm những người khác chọn không làm lỗi hành có tiền chính là tùy hứng đạo hoa cảm thán một câu bất quá ngươi sẽ không sợ sinh sản ra tới lưu ly bán không ra đi nha tiêu diệp dương cười giữa mày toát ra tuyệt đối tự tin sao có thể bán không ra đi ngươi là không biết những cái đó đại quan quý nhân có bao nhiêu thích đua đòi trước kia nước ngoài tới lưu ly thưa thớt có chút nữ quyến vì đoạt mặt gương, ở nhân gia lão bản cửa hàng vung tay đánh nhau đều có, ta có thể khẳng định, chỉ cần lưu ly sinh sản ra tới, liền tuyệt đối sẽ không bán không ra đi, hơn nữa, còn sẽ cung không đủ cầu, đạo hoa lập tức cười con mắt, chiếu ngươi nói như vậy, ngày sau chúng ta chẳng phải là sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều bạc, nghe được đạo hoa dùng chúng ta hai chữ, tiêu diệp dương trong lòng vui vẻ, cười gật gật đầu, không tồi. Ngày sau chúng ta sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều bạc đi thôi ta mang ngươi vào xem đạo hoa đi theo tiêu diệp dương phía sau đi vào lưu ly xưởng nhìn trước đại môn còn có người trông coi xưởng nội còn có người tuần tra tức khắc cười nói ngươi này quảng khống làm được còn rất nghiêm tiêu diệp dương đạm đạm cười từ hoàng bá phụ bắt đầu trù hoạch kiến lập kinh đô lưu ly xưởng sau khắp nơi nghe tin lập tức hành động đều đã tới tới phân một ly canh mặc kệ đến nghiêm một chút ai ngờ sẽ có người nào trà trộn vào tới trong khoảng thời gian này ta cũng liền ngốc tại đào hoa thôn, bằng không, khẳng định sẽ bị phiền chết, phía trước ta thu được cửu cửu tinh hàm, nói là tìm ta người đã tìm đi ninh môn quan bên kia, nếu không phải quân doanh không thể tùy tiện loạn tiếng, nào đó người đều chuẩn bị lưu thủ ở bên kia đổ ta, đào hoa. Tiền tài động lòng người nha, bởi vì giữa trưa thái dương rất lớn, đào hoa chỉ thô thô nhìn một vòng liền ra tới, tiêu diệp dương này lưu ly xưởng tu sửa đến ra ngoài ta dự kiến, ta muốn không được bao lâu, đại hạ đệ nhất tòa lưu ly xưởng thanh danh liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại hạ, tiêu diệp dương cười, ta sẽ hướng tới phương diện này nỗ lực, trước kia kiến lưu ly xưởng, hắn chỉ là tưởng chứng minh chính mình, cộng thêm kiếm điểm bạc, nhưng hôm nay, nghe xong cổ sư phó nói sau, hắn có tân ý tưởng, hắn muốn bắt đầu tích tụ lực lượng của chính mình, đạo hoa tươi sáng cười, ta tin tưởng ngươi ngươi nhất định có thể làm được, nghe vậy, tiêu diệp dương hai mắt sáng lên, viết mắt một cái không tồi nhìn chầm chầm đạo hoa, đạo hoa bị hắn xem đến không được tự nhiên, vội vàng không lời nói tìm nói, cái kia. Lưu ly xưởng chế tạo ra tới nhóm đầu tiên lưu ly, ngươi nhưng đến cho ta lưu một phần, tiêu diệp dương cười nói, thiếu ai, cũng không có khả năng thiếu ngươi nhan đại cô nương nha, đạo hoa cười cười, tính ngươi thức thời. Nói xong, nhìn nhìn sắc trời, đã đem buổi trưa, ngươi cùng ta một khối hồi nhà ta ăn cơm đi. Tiêu diệp dương mặt lộ vẻ ý động, bất quá thực mau lại lắc đầu cự tuyệt, lần này liền không được, ta còn có mặt khác sự, chờ lần sau đi, hai ngày này, văn khải bọn họ khẳng định là phải về tới đưa đại ca ngươi, đến lúc đó ta ở một khối thượng nhà ngươi, đạo hoa. Vậy được rồi, bất quá, hiện tại đã buổi trưa, lại vội ngươi cũng muốn nhớ rõ ăn cơm nha. Nói, nhìn về phía Đắc Phúc, Đắc Phúc lập tức cười nói, nô tài nhất định nhắc nhở chủ tử ăn cơm, đạo hoa gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Diệp Dương, ta đây liền về nhà, Tiêu Diệp Dương cười gật gật đầu, đạo hoa nhìn hắn một cái, ở vương mãn nhi nâng hạ lên xe ngựa, ngồi trên xe ngựa, đạo hoa đem mũ có rèm lấy xuống dưới, xốc lên màn xe đối với Tiêu Diệp Dương nói, ngươi mau đi vội ngươi đi, ta đi rồi. Tiêu Diệp Dương gật gật đầu, cũng đối với đạo hoa phất phất tay đạo hoa buông màn xe, phân phó xa phu có thể đi rồi. Xe ngựa khởi động sau, đạo hoa lại nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn, thấy tiêu diệp dương nhìn chầm chầm vào bên này, ngưng mi ngồi trở về, biên thưởng thức mũ có rèm thượng chuỗi ngọc, biên nói, tiêu diệp dương tên kia hôm nay làm sao vậy, cảm giác như là có cái gì tâm sự, chẳng lẽ sư phụ đối hắn nói gì đó lời nói nặng, nhà mình sư phụ kia há mồm, đạo hoa là phi thường rõ ràng, có đôi khi là thực độc miệng, tiêu diệp dương hiện giờ chính trực thanh xuân phản nghịch kỳ, nhất sĩ diện, có lẽ sư phụ trong lúc vô ý mổ câu nói bị thương hắn tự tôn. Ai, lần sau đi đào hoa am thời điểm, xem ra là đến nhắc nhở nhắc nhở sư phụ, lưu ly xưởng ngoại, đắc phúc thấy nhà mình chủ tử vẻ mặt không tha nhìn nhan cô nương xe ngựa, nhìn không được nói, chủ tử vì sao bất hòa nhan cô nương cùng đi nhan gia đâu, tiêu diệp dương hai mắt hơi hơi nhíu lại, cổ sư phó nói không sai, ta có thể cùng văn khải mấy cái giao hảo, nhưng lại không thể cùng đạo hoa đi được thân cận quá, này đối nàng thanh danh không tốt, đặc biệt là hiện tại, khắp nơi đều ở nhìn chầm chầm lưu ly xưởng, ta nếu là có cái gì đặc biệt hành động, thực mau liền sẽ bị truyền thai, hắn là không sao cả, nhưng đạo hoa không được, hắn không cho phép bất luận kẻ nào hướng trên người nàng bát nước bẩn. Mặc kệ hắn như thế nào tưởng cùng đạo hoa ngốc tại cùng nhau, hắn đều cần thiết đến khắc chế chương 356, không thói quen, ngươi còn biết trở về. Lý phu nhân liếc xéo liếc mắt một cái nữ nhi, hừ thanh nói, ta còn tưởng rằng, nhan đại cô nương đây là muốn ở đào hoa thôn mọc rễ đâu, đào hoa ngoan ngoãn đứng bất động, tùy ý lý phu nhân quở trách, chờ nàng nói xong, lúc này mới cười hì hì thấu qua đi, lắc lắc lý phu nhân cánh tay, nương, nữ nhi vốn là tưởng sớm một chút trở về, này không phải gặp phải tiêu diệp dương muốn kiến lưu ly xưởng sao. Lý phu nhân nhìn lại đây, Tiểu Vương gia kiến Lưu Ly xưởng này cùng ngươi có quan hệ gì? Đạo Hoa nhìn lướt qua trong phòng người, thấy chỉ có Bình Đồng cùng Bình Hiểu, liền thấp giọng cười nói, Tiêu Diệp Dương nói, ngày sau Lưu Ly xưởng lợi nhuận sẽ lấy ra năm thành phần cho ta cùng ba cái ca ca, ta hai thành, đại ca bọn họ một người một thành, cái gì? Lý phu nhân sắc mặt cả kinh, từ lần trước lão gia cùng nàng nói Lưu Ly xưởng xong việc Gần đoạn thời gian nàng đều ở lưu ý phương diện này tin tức, tuy rằng Lưu Ly còn không có bắt đầu sinh sản, có thể Lưu Ly hiện giờ ở thị trường thượng giá cả, đã có thể muốn gặp Lưu Ly sưởng sẽ có bao nhiêu kiếm tiền, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều người nhìn chằm chằm. Năm thành lợi nhuận, này đến có bao nhiêu bạc nha? Các ngươi lấy nhiều như vậy, có thể hay không quá chiếm nhân gia tiểu Vương gia tiện nghi? Mấy năm nay, tiểu Vương gia tuy không minh giúp chúng ta gia cái gì, nhưng nhà chúng ta rốt cuộc là dính hắn không ít quan, Lưu Ly Phương Thuốc tuy là ngươi cấp, nhưng lại là người ta làm ra tới, ngươi nhưng không cho ỷ vào cùng hắn quan hệ hảo, liền chiếm hắn tiện nghi, đạo hoa không làm, nương, ngươi nói cái gì đâu, nữ nhi là cái loại này chiếm người tiện nghi người sao? Năm thành lợi nhuận là Tiêu Diệp Dương chủ động cấp, ta nếu không thu, hắn còn cùng ta cấp đâu, nói nữa, ta cũng không lấy không nha, trừ bỏ Phương Thuốc trong khoảng thời gian này ta cũng ở giúp đỡ hắn kiến tạo lưu ly xưởng, tuy nói chỉ là động động mồm mép, nhưng ta cảm thấy ta còn là ra lực. Lý phu nhân nhìn nhìn nữ nhi, đạm thanh nói: "Cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn luôn cùng tiểu vương gia ở tại Đào Hoa Am." Đạo Hoa thần sắc cứng lại, thấy Lý phu nhân sắc mặt không tốt lắm, cúi đầu không dám nhìn nàng. Lý phu nhân thở dài một hơi, "Lập tức ngươi liền phải 13, đã là đại cô nương, khi còn nhỏ tuổi còn nhỏ." cùng tiểu vương gia lui tới thường xuyên chút, này cũng không có gì, nhưng hôm nay lớn, ngươi muốn còn như vậy, bị người có tâm thấy được, không chừng sẽ lung tung bố trí chút cái gì ra tới, đến lúc đó, ngươi thanh danh đã có thể hủy hoại, chúng ta nữ tử không bằng nam tử, thanh danh một khi có ô, kia chính là cả đời sự, ngày sau ngươi muốn lại muốn gả đến người trong sạch đi đã có thể khó khăn, nhắc tới cả chồng. Đạo hoa trong lòng bản năng trào ra mâu thuẫn chi tình, thấp giọng nói, nương, ta đã biết, ta về sau sẽ chú ý, không nghĩ tiếp tục cùng Lý Phu Nhân tham thảo phương diện này sự, đạo hoa vội vàng nói sang chuyện khác, nương, đại ca chuẩn bị khi nào khởi hành về quê, Lý Phu Nhân trừng mắt nhìn đạo hoa liếc mắt một cái, đạo cũng không ở tiếp tục, theo nàng nói nói, lại quá mấy ngày đi, đạo hoa. Yêu cầu sớm như vậy trở về sao, Lý Phu Nhân lắc đầu, không còn sớm, ở trên đường ít nhất liền phải trì hoãn 10 ngày qua thời gian, lại trở về tu chỉnh hai ngày cũng liền đến thi hương nhật tử đạo hoa gật gật đầu ta đây cấp đại ca chuẩn bị điểm trên đường ăn thức ăn lý phu nhân cười cười kia cảm tình hảo đại ca ngươi cũng thích ăn ngươi làm điểm tâm nhan văn tu rời đi trước một ngày nhan văn khải cùng nhan văn đào liền từ quân doanh đã trở lại phía sau còn đi theo tiêu diệp dương đổng nguyên hiên tô hoàng tính ba cái chu thừa nghiệp cũng tới bất quá hắn là cùng ngô hoành đạt cùng nhau từ vọng nhạc thư viện bên kia lại đây đối với tiêu diệp dương mấy người đã đến lý phu nhân là cao hứng đồng thời cũng có chút lo lắng nữ nhi hoặc bác lanh lẹ cùng mấy người đều chỗ rất khá nhưng theo tuổi dần dần tăng đại lại cùng ngoại nam ở chung một là lo lắng có ngại nàng thanh danh lại đến chính là lo lắng sớm chiều ở chung chung nữ nhi sẽ sinh ra cái gì khác cảm tình tới nhan gia hiện giờ tuy càng ngày càng tốt nhưng cùng đổng gia tô gia dòng giỏi vẫn là có rất lớn trên lệch liền càng miễn bàn hoàng thất xuất thân tiểu vương gia vạn nhất nữ nhi nếu là đối ba người chung một cái ám sinh tình tố cuối cùng bị thương sẽ chỉ là nữ nhi bất quá làm nàng kinh ngạc chính là lúc này đây trước kia gần nhất liền lão ái hướng nữ nhi bên người thấu tiểu vương gia thế nhưng quy quy cũ cũ cùng văn tu mấy cái nói chuyện trừ bỏ ở lão thái thái trong phòng cùng nữ nhi chào hỏi qua mặt khác thời điểm đều thủ lễ nghi cùng quy củ này đảo làm nàng yên tâm không ít tiêu diệp dương hành động không chỉ có lý phu nhân kinh ngạc đổng nguyên hiên mấy cái cũng cảm thấy ngoài ý muốn mấy người đều không tự chủ được nhìn thoáng qua đạo hoa đây là lại cùng nhang muội muội nháo mâu thuẫn bất quá gần nhất hai người không ghé vào cùng nhau quá nha đạo hoa cũng có chút không thói quen dĩ vãng tới trong nhà tiêu diệp dương thế nào cũng muốn cùng chính mình nói thượng nói mấy câu nhưng lúc này đây liền hỏi cái hảo, sau đó liền không có, cơm chiều qua đi, nhìn trực tiếp cùng Đổng Nguyên Hiên mấy cái cùng đi khách viện, nhìn đến không thấy chính mình liếc mắt một cái tiêu diệp dương, đạo hoa mày nhíu nhíu, thấp giọng lẩm bẩm nói, gia hỏa này rốt cuộc đang làm cái gì nha, đương thói quen một người ân cần, đột nhiên, người này trở nên xa cách lên, khó tránh khỏi liền sẽ làm người sinh ra không khỏe tới, giờ phút này, đạo hoa chính là loại cảm giác này bởi vì nhan văn tu ngày mai liền phải về quê nhan gia trên dưới sau khi ăn xong liền lưu tại lão thái thái trong phòng nói trong chốc lát nhàn thoại liền ở nhan lão thái thái mấy cái ở thay phiên dặn dò nhan văn tu thời điểm ngồi ở phía dưới nhan văn khải nhan văn đào nhỏ giọng nói thầm lên đạo hoa ngồi ở một bên yên lặng nghe nhan văn khải một bên khái hạt dưa một bên nói tam ca ngươi có hay không cảm giác được tiểu vương gia hiện giờ cả người đều trở nên thâm trầm không ít Nhan Văn Đào gật gật đầu, đương nhiên cảm giác được, ta tưởng, hẳn là bị những cái đó nhìn chầm chầm lưu ly sưởng người phiền, chính ngươi ngẫm lại chạy đến Ninh Môn Quan đi tìm tiểu vương gia người đều có bao nhiêu sống. Nhan Văn Khải có chút bực bội nói, những người đó cũng thật là đủ rồi, kinh đô không cũng kiến lưu ly sưởng sao, bọn họ như thế nào không đi nhìn chầm chầm kinh đô. Nhan Văn Đào nhàn nhạt nói, kinh đô lưu ly sưởng nghe nói là hoàng thượng tự mình nhìn chầm chầm, ai dám những người đó bất quá là nghĩ tiểu vương gia tuổi nhẹ không trải qua sự đều cảm thấy có thể lại đây đúc kết một tay bọn họ cũng không nghĩ tiểu vương gia liền quách tổng đốc hỗ trợ đều cự tuyệt sao có thể làm những người khác lại đến khoa tay múa chân nhan văn khải đè thấp thanh âm nghe nói giống như có người lẻn vào quá lưu ly xưởng cũng không biết là tưởng ăn trộm phương thuốc vẫn là khác nghe được lời này đạo hoa cả kinh còn có chuyện như vậy nhan văn đào gật gật đầu bất quá không thực hiện được, tiểu vương gia sớm có phòng bị, những người đó đều bị bắt lên, nhan văn khải tấm tắt hai tiếng, nếu không phải bởi vì việc này, ta cũng không biết tiểu vương gia thủ đoạn thế nhưng như vậy sắc bén quả quyết, nghe nói bên trong còn có tưởng gia người, đạo hoa vội vàng hỏi, hắn làm cái gì, nhan văn đào trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhan văn khải, không có gì, nhan văn khải ngượng ngùng cười cười. Đánh đánh giết giết loại sự tình này xác thật không nên cùng muội muội nói vội vàng nói sang chuyện khác, đại muội muội, ngươi có phải hay không cùng tiểu vương gia lại nháo mâu thuẫn, đạo hoa nhìn hai người liếc mắt một cái, không ở truy vấn phía trước sự, đạm thanh nói, cái gì nháo mâu thuẫn, ta liền người khác chưa thấy được, như thế nào nháo, chương 357, lừa dối, nhan phủ hậu viện, cửa thùy hoa, tiểu vương gia, ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi. Nhan văn tu ba người từ nhan lão thái thái trong phòng ra sau, liền đụng phải ở cửa Thùy Hoa trước trong viện ngoại đi dạo Tiêu Diệp Dương. Tiêu Diệp Dương chỉ chỉ bầu trời ánh trăng, ngủ không được, vừa vặn đêm nay ánh trăng không tồi, liền dừng lại nhìn nhìn. Nhan Văn Tu cười gật gật đầu, liền mau đến 8 tháng, này ánh trăng cũng càng ngày càng tốt. Tiêu Diệp Dương cười nói, ngươi ngày mai còn muốn lên đường, mau đi nghỉ ngơi đi, ta lại đãi trong chốc lát. Nhan Văn Tu nghĩ đến còn có một ít đồ vật muốn thu thập, liền gật gật đầu, đối với nhan văn khải cùng nhan văn đào nói các ngươi tại đây hảo hảo bồi bồi tiểu vương gia nói xong liền rời đi lúc sau tiêu diệp dương lại nhìn về phía nhan văn đào nghe nói ngươi hai cái đệ đệ tưởng ngươi vô cùng ngươi cũng mau trở về đi thôi nhan văn đào có chút chần chờ nhìn nhìn nhan văn khải nhan văn khải lập tức cười vỗ vỗ bờ vai của hắn tam ca ngươi mau trở về bồi tiểu lục tiểu thất đi tiểu vương gia bên này có ta bồi đâu nghĩ đến cơm chiều khi lôi kéo chính mình không buông tay hai cái đệ đệ, nhan văn đào xin lỗi nhìn nhìn tiêu diệp dương, kia tiểu vương gia, ta liền đi về trước. tiêu diệp dương cười gật gật đầu, chờ người đi rồi. nhan văn thải lập tức đối với tiêu diệp dương làm mặt quỷ, tiểu vương gia, ngươi đem ta đại ca, tam ca chi đi, có phải hay không ở đánh cái gì ý đồ xấu, đi theo tiêu diệp dương lâu như vậy, đối với hắn tính nết, hắn vẫn là có chút hiểu biết. Tiêu Diệp Dương tức giận trừng mắt nhìn Nhan Văn Khải liếc mắt một cái, ở nhà ngươi ta có thể đánh cái gì ý đồ xấu, Nhan Văn Khải nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, vậy ngươi đem ta lưu lại làm cái gì, Tiêu Diệp Dương kích động cây quạt, nhàn nhạt nói, đã lâu không uống rượu, đại ca ngươi ngày mai muốn lên đường, ta cũng không hảo cùng hắn uống nha, nói nữa, hắn lại là cái trọng quy cũ, khẳng định không hy vọng chúng ta đại buổi tối uống rượu, vừa nghe uống rượu, nhan văn khải hai mắt lập tức sáng lên nếu muốn uống rượu vì sao còn muốn đem tam ca chi đi nha có hắn ở không phải càng náo nhiệt một ít sao tiêu diệp dương văn đào tuy không phải cái nói nhiều khá vậy trọng quy cũ nhan văn khải sửng sốt đại ca trọng quy cũ hắn nhận nhưng tam ca khi nào trọng quy cũ tiêu diệp dương thầm nghĩ trong lòng văn đào tên kia thận trọng có hắn ở đợi chút hắn còn như thế nào lừa dối nhan văn khải đi tìm đạo hoa văn đào có hai cái bào đệ đâu ngày thường vẫn luôn bồi ngươi thật vất vả trở về một lần ngươi còn không được nhân gia thân cận thân cận có ngươi như vậy đương đệ đệ sao nhan văn khải gãi gãi đầu ngây ngô cười nói là nga hảo không nói bọn họ chúng ta đi ta trong phòng uống rượu đi tiêu diệp dương vẻ mặt vô ngữ ngươi gia hỏa này mấy năm nay như thế nào vẫn là như vậy không thú vị như thế rất tốt ánh trăng Ngươi chạy đến trong phòng đi uống rượu, chẳng phải bạch bạch cô phụ này phiên cảnh đẹp, Nhan Văn Khải ngẩng đầu nhìn nhìn trên bầu trời ánh trăng, cảnh đẹp. Hắn không cảm thấy này ánh trăng có cái gì đẹp nha, không đều cùng bình thường một cái dạng sao? Bất quá, nếu Tiểu Vương gia muốn ở bên ngoài xem, vậy ở bên ngoài xem trọng, hắn xem cảnh đẹp, hắn uống rượu, hai không chậm trễ. "Hảo, liền ở bên ngoài uống." Nói, xem xét đắc phúc, thấy được phúc hai tay trống trơn lập tức nhìn về phía tiêu diệp dương tiểu vương gia rượu đâu tiêu diệp dương tức giận nói ngươi là chủ nhân ngươi hỏi ta một người khách nhân muốn uống rượu nhan văn thải cái này ngây ngẩn cả người không phải ngươi nói muốn uống rượu sao này rượu đều không chuẩn bị như thế nào uống tiểu vương gia ta nương không cho chúng ta uống rượu ta nơi đó nhưng không có rượu khụ khụ tiêu diệp dương ho khan hai tiếng trạng nếu vô tình nói ngươi đại muội muội nơi đó không phải có sao nghe vậy Nhan Văn Khải hai mắt tức khắc sáng ngời, nghĩ đến đại muội muội những rượu nho, trong bụng thèm trùng đã bị dẫn ra tới. Thấy hắn như vậy, Tiêu Diệp Dương khóe miệng hơi câu, Nhan Văn Khải thích ăn, cũng ái uống, hắn quá rõ ràng gia hỏa này, quân doanh không được uống rượu, bị ước thúc hơn một tháng, có thể nhịn được mới là lạ đâu. Nhan Văn Khải nghĩ hiện giờ ở chính mình trong nhà, chính là uống chút rượu cũng không có gì, liền nói, ta đây hiện tại liền đi tìm đại muội muội. Nói xong, xoay người liền phải rời đi, từ từ, tiêu diệp dương vội vàng đem người gọi lại, nhan văn khải quay đầu lại, làm sao vậy, tiêu diệp dương, ngươi đi cùng ngươi đại muội muội nói, chúng ta muốn ở nóc nhà ngắm trăng uống rượu, làm nàng nhiều lấy hai vò rượu, nhan văn khải, đại muội muội khẳng định sẽ không làm chúng ta uống nhiều, bất quá, ta sẽ thử xem, nhìn dơ chân chạy về phía sau viện nhan tứ gia, đắc phúc cảm thán lắc lắc đầu, vị này gia cũng thật hảo lừa dối, đạo hoa hiên, Vương Mãn Nhi đang chuẩn bị gọi người khóa viện môn, liền nhìn đến Nhan Văn Khải chạy tiến vào, lập tức kinh ngạc hỏi, tứ gia, sao ngươi lại tới đây, Nhan Văn Khải đứng ở trong viện, không có vào phòng, tuy là muội muội nhà ở, nhưng đại buổi tối hắn cũng không hảo tiếng, đại muội muội đâu, ta có việc tìm nàng, đạo hoa vừa vặn tắm rửa xong, nghe được nhà mình tứ ca thanh âm, còn tưởng rằng ra chuyện gì, vội vàng mặc xong quần áo đi ra, tứ ca, làm sao vậy? nhan văn khải đối với bị hắn hấp dẫn tới nha hoàng phất phất tay nên làm gì làm gì đi tứ gia ta tìm nhà ngươi cô nương nói điểm sự chờ nha hoàng các bà tử lui ra sau nhan văn khải mới lôi kéo đạo hoa nhỏ giọng nói tiểu vương gia tưởng uống rượu để cho ta tới lấy mấy đàn rượu nho đạo hoa mắt lé nhìn lại đây tứ ca ta xem là ngươi tưởng uống rượu đi nhan văn khải không làm thật là tiểu vương gia muốn uống nói cái gì đêm nay ánh trăng hảo muốn ở nóc nhà đối nguyệt uống rượu, đạo hoa thần sắc vừa động, ở trên nóc nhà uống, nhan văn khải biểu môi, tiểu vương gia vẫn luôn chính là như vậy, hạt chú ý, ở đâu uống rượu không phải uống, cố tình muốn bò nóc nhà, nhan văn khải lấy không chừng muội muội có nguyện ý hay không cấp, trong mắt chuyển động, nói, tiểu vương gia mấy ngày này tâm tình không tốt lắm, tưởng uống chút rượu phát tiết phát tiết, đại muội muội, ngươi cũng không thể không cho a. À đạo hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời ánh trăng, đừng nói, đêm nay ánh trăng còn rất sáng tỏ, ở trên nóc nhà uống rượu, cảm giác giống như còn không tồi da. Nghĩ đến lần này tới trong nhà tiêu diệp dương cổ quái, đạo hoa cũng chuẩn bị đi hỏi một chút, liền nói, ta cũng phải đi, nghe được lời này, nhan văn khải tức khắc trừng lớn hai mắt, liên tục xua tay, không được, đại buổi tối ngươi đi theo chúng ta một khối uống rượu, cha mẹ đã biết, thế nào cũng phải đánh chết ta không thể đạo hoa hừ thanh nói, ngươi không cho ta đi, ta liền không cho ngươi rượu, nhan văn khải nóng nảy, đại muội muội, ngươi đừng như vậy nha, đạo hoa không dao động, một mực chắc chắn muốn đi theo đi, cuối cùng, nhan văn khải vô pháp, chỉ có thể gật đầu đồng ý, thấy hắn đồng ý, đạo hoa làm hắn tới trước sân ngoại đi chờ, sau đó đưa tới vương mãn nhi, đối với nàng thấp giọng phân phó nói, ta muốn đi ra ngoài trong chốc lát, ngươi giúp ta lưu trữ môn đừng làm cho những người khác đã biết, nói xong, liền chạy tới trong phòng thay quần áo, ra tới thời điểm, trong tay nhiều tam đàn rượu nho, cửa thùy hoa, nhìn đến lén lút đi theo nhan văn khải phía sau đạo hoa, tiêu diệp dương trên mặt vui vẻ, mà đắc phúc còn lại là lại lần nữa nhịn không được cảm thán nhà mình chủ tử thủ đoạn lợi hại, chủ tử đây là đem nhan cô nương mê chơi tính tình, cùng nhan tứ gia thích ăn tính tình sờ đến gắt gao nha. Hôm nay liền hai cày xong ha. Chương 358, Kích Tướng, nhìn đến đạo hoa, tiêu diệp dương trong lòng cao hứng, bất quá trên mặt lại ra vẻ không thèm để ý, ta cùng Văn Khải uống rượu ngắm trăng, ngươi chạy tới làm cái gì, nghe được lời này, đạo hoa trong lòng không vui, hừ một tiếng, nơi này là nhà ta, ta muốn tới thì tới, một bên, nhan Văn Khải thấy nhà mình muội tử cùng tiểu vương gia vừa thấy mặt liền tháp lên, không thể không đứng ra điều giải, hảo. Các ngươi hai cái đều ngừng nghỉ điểm, đại buổi tối, đây là sợ người trong nhà không biết chúng ta trộn uống rượu nha, nghe vậy, đạo hoa không ở nhiều lời, mà là hoàng nhìn một chút nóc nhà, hỏi, chúng ta ở nơi nào uống rượu nha? Như thế nào thượng nóc nhà, tầng ngũ thuốc chính là muốn tuần tra, có thể hay không bị phát hiện, nhan văn khải sửng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới mấy vấn đề này, ảo não vỗ vỗ đầu mình, nhìn ta này trí nhớ, sao đem tầng ngũ cấp đã quên, đắc phúc đúng lúc đứng đi ra ngoài, tứ gia, nô tài nhìn hảo một chỗ, cũng không biết thích hợp hay không, nếu không, tứ gia cùng nô tài một khối qua đi nhìn một cái, nhan văn khải không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, đi, chúng ta mau đi xem một chút. Nói xong, lôi kéo đắc phúc liền rời đi, trong lúc nhất thời, cửa thùy hoa ngoại cũng chỉ dư lại đạo hoa cùng tiêu diệp dương, nhìn đạo hoa duỗi trường của thỉnh thoảng nhìn xung quanh, lại tưởng chơi, lại sợ bị người phát hiện bộ dáng, tiêu diệp dương cong môi cười nếu như thế lo lắng kia vì sao còn muốn lại đây đạo hoa thần sắc cứng lại không hảo nói thẳng nàng lại đây là muốn hỏi một chút hắn vì sao đột nhiên không để ý tới chính mình chỉ là tùy ý nói ta tứ ca thích uống rượu ta nhưng không được nhìn điểm hắn miễn cho hắn uống nhiều quá bị cha mẹ trách phạt tiêu diệp dương cười ngươi muốn sợ văn khải uống nhiều thiếu cho hắn vò rượu không phải được rồi tội gì chính mình ba ba chạy tới đâu cảm giác chính mình lấy cớ bị vạch trần đạo hoa nổi giận hung hăng trừng mắt tiêu diệp dương tiêu diệp dương người có phải hay không một hai phải cùng ta cãi nhau nha ta cùng lại đây chính là tưởng thượng nóc nhà uống rượu ngắm trăng làm sao vậy tiêu diệp dương thấp giọng cười khẽ trên mặt trong mắt đều nhiễm một tầng nồng đậm ý cười ta nào dám thế nào nhan đại cô nương nha tự nhiên là hết thảy lấy nhan đại cô nương duy mệnh là từ đạo hoa hừ một tiếng ta cũng không dám nương tiểu vương gia thân phận quý trọng vui vẻ thời điểm lý ta một lý không vui thời điểm trực tiếp ném ở một bên xem đều không xem một cái còn duy mệnh là từ nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi tiêu diệp dương ánh mắt chợt lóe thấy đạo hoa thở phì phì bộ dáng trong lòng biết nàng nói chính là lần này tới nhan gia hắn cố ý xa cách chuyện của nàng đang muốn nói cái gì liền nghe được nơi xa truyền đến nói chuyện thanh duỗi tay lôi kéo trực tiếp nắm lấy đạo hoa tay mang theo nàng trốn đến góc tường biên dưới bóng cây đạo hoa ở tiêu diệp dương bàn tay lại đây nháy mắt liền tưởng ném ra nhưng lúc này nàng cũng nghe tới rồi thanh âm tức khắc cả kinh tuy nói là ở chính mình trong nhà nhưng nàng đại buổi tối chạy ra bên cạnh còn đi theo tiêu diệp dương này nếu như bị tổ mẫu cha mẹ đã biết nàng phi bị phạt không thể hơn nữa nơi này là cổ đại việc này muốn nháo ra đi khẳng định thập phần không dễ nghe vì thế chỉ có thể tùy ý tiêu diệp dương lôi kéo chính mình trốn đến góc tường chỗ dưới bóng cây đạo hoa khẩn trương nhìn nơi xa đang theo bên này đi tới tầng ngủ vì tránh cho bị phát hiện không tự chủ được hướng tiêu diệp dương bên cạnh nhích lại gần tận lực đem thân thể tránh ở thụ phía sau tiêu diệp dương không nói một lời cười nhìn ở đạo hoa dựa lại đây thời điểm thân mình cũng đi phía trước nghiêng một ít làm chính mình cùng nàng dựa đến càng gần một ít đạo hoa ra tới thời điểm, mới vừa tắm xong, trên người còn tàn lưu sữa tắm mùi hương. Nghe đạo hoa trên người rải phát ra tới nhàn nhạt thanh hương, tiêu diệp dương có chút thất thần, nắm chặt đạo hoa tay cái tay kia không khỏi vuốt ve một chút, sau lại nghĩ đến cái gì, lại lập tức ngừng lại, chỉ nương môn lung ánh trăng, suy si ngốc nhìn chầm chầm đạo hoa gương mặt xem. Đạo hoa bên này, nhìn tầng ngũ mang theo mấy cái hộ viện càng đi càng gần, tâm cũng không khỏi nhắc tới giọng nói chỗ, trong lòng có chút hối hận không nên đại buổi tối chạy ra đồng thời lại có chút quán trách nhà mình tứ ca nếu là tứ ca ở liền tính bị phát hiện nàng cũng có lý do giải thích hiện giờ liền nàng cùng tiêu diệp dương hai cái không biết còn tưởng rằng bọn họ ở hẹn hò đâu hẹn hò nghĩ đến này từ đạo hoa trong lòng chấn động lực chú ý cuối cùng từ tầng ngủ bên kia phân chút ra tới này một lưu tâm liền phát hiện chính mình cùng tiêu diệp dương ai đến cực gần thiếu chút nữa liền dựa vào trong lòng ngực hắn, một cái kinh hãi, thân mình không khỏi sau này một ngưỡng, còn hảo tiêu diệp dương tay mắt lanh lẹ, một phen kéo qua đạo hoa, lúc này mới không làm đạo hoa ngã xuống đi, nhưng này lôi kéo, bởi vì xung lượng có chút đại, đạo hoa xem như trực tiếp đâm gần tiêu diệp dương trong lòng ngực, hơn nữa vì tránh cho đạo hoa lại lần nữa bại lộ. Tiêu Diệp Dương dùng một cái tay khác ôm vòng lấy đạo hoa bả vai, chặt chẽ đem người vòng ở trong lòng ngực đạo hoa cảm thấy này tư thế quá thân mật, bản năng muốn giải dụa, bất quá, lúc này tiêu diệp dương lại mở miệng nói, bị động, nhà ngươi hộ vệ lại đây, nháy mắt, đạo hoa không dám động, lại là biệt nữ lại là thẹn thùng tùy ý tiêu diệp dương ôm chính mình, tiêu diệp dương một tay vòng lấy đạo hoa bả vai, một tay nắm chặt tay nàng, cũng là một cử động nhỏ cũng không dám, vô hắn, đạo hoa kia một ngưỡng rốt cuộc làm ra động tĩnh. Tần ngũ thực cảnh giác, giờ phút này chính mang theo hộ vệ cẩn thận hướng tới bên này đi tới liền ở tầng ngũ khoảng cách góc tường biên chỉ cần mấy thước xa thời điểm đột nhiên trên nóc nhà truyền đến động tĩnh như là có cái gì chạy qua thấy vậy tầng ngũ lập tức mang theo người đuổi theo qua đi gặp người đi rồi đạo hoa cùng tiêu diệp dương sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này hai người đều chú ý tới bọn họ quá mức thân mật hành động giống điện giật giống nhau bay nhanh tách ra sau đó sôi nổi quay đầu không dám nhìn đối phương một lát sau tiêu diệp dương quay đầu cẩn thận xem xét đạo hoa thấy nàng thở phì phì cũng không biết là thẹn thùng vẫn là sinh khí có chút chột dạ nói này có thể trách không được ta là chính ngươi không đứng vững ta mới kéo ngươi đạo hoa khí nghẹn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu diệp dương bất quá cũng trong lòng biết xác thật trách không được tiêu diệp dương chỉ có thể buồn đầu một mình ảo não thấy nàng như vậy tiêu diệp dương bất đắc dĩ duỗi tay lôi kéo nàng ống tay áo hảo đừng nóng giận lần sau ta nhất định chú ý đạo hoa ném ra hắn lôi kéo vừa muốn nói chuyện nhan văn khải cùng đắc phúc lén lút chạy tới tứ ca ngươi đi đâu như thế nào lâu như vậy mới trở về thấy muội muội thở phì phì nhìn chính mình nhan văn khải vẻ mặt buồn bực nhìn nhìn thần sắc có chút trốn tránh tiêu diệp dương tức khắc sáng tỏ khẳng định là hai người lại cãi nhau lập tức biểu môi nói, đại muội muội, ngươi cùng tiểu vương gia nháo mâu thuẫn, đừng đem khí rải đến ta trên người nha, ta là ngươi tứ ca gia, ngươi đến tôn trọng ta, đạo hoa bị hắn cấp tức chết rồi, quay đầu không nói lời nào, tiêu diệp dương vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, tìm được ngắm trăng uống rượu địa phương sao, nhan văn khải cười nói, tìm được rồi, cách vách không trong viện có một cây thượng niên đại cây ngô đồng, cành lá tốt tươi, vừa vặn che đậy nóc nhà một góc chúng ta ở kia mặt trên uống rượu tuyệt đối sẽ không bị hộ viện phát hiện tiêu diệp dương nhìn về phía đạo hoa cố ý nhướng mày hỏi còn dám không dám đi dừng một chút lại nói vừa mới nên không phải là bị hạ phá lá gan đi đạo hoa giờ phút này đã không quá muốn đi bò nóc nhà nhưng vừa nghe lời này lập tức nói ai bị dọa tới rồi đi liền đi nghe vậy tiêu diệp dương khóe miệng một câu làm cái thỉnh động tác vậy đi thôi vừa mới lời vừa ra khỏi miệng, đạo hoa liền có chút hối hận, nhưng giờ phút này đảo cũng không tốt ở nói không đi, dậm chân, chỉ có thể căng da đầu theo đi lên. Chương 359, nóc nhà ngắm trăng, nhà chúng ta lại có lớn như vậy thụ, tận mắt nhìn thấy đến nhà mình tứ ca trong miệng nói che lấp nóc nhà cây ngô đồng, đạo hoa hơi hơi kinh ngạc, này thụ quá lớn, đi thôi, chúng ta đi lên, nhan văn khải nói một tiếng, sau đó mấy cái nhảy bước, liền nhanh nhẹn theo tường vây phiên thượng nóc nhà xem hắn thân thủ như thế nhanh nhạy đạo hoa trong mắt xẹt qua một tia cực kỳ hâm mộ cười nói tứ ca ngươi hiện tại cũng thật lợi hại nhan văn khải lập tức dơ lên đầu vẻ mặt thần khí giống nhau giống nhau lạp thấy hắn khoe khoang đạo hoa cong môi cười tiêu diệp dương còn lại là vô ngữ lắc lắc đầu nhìn đạo hoa hỏi ta mang ngươi đi lên đạo hoa lập tức lắc đầu ta có thể chính mình đi lên tiêu diệp dương liếc liếc mắt một cái bên cạnh cây ngô đồng lại leo cây đạo hoa gật gật đầu không tồi tường vây có hai ba mét cao không mượn dùng ngoại vật nàng nhưng vô pháp giống nàng tứ ca như vậy tay không bò lên trên đi cũng may leo cây nàng vẫn là thực lành nghề tiêu diệp dương cũng không khuyên kia hành đi ngươi mau bò ta ở phía dưới nhìn ngươi miễn cho ngươi rơi xuống đạo hoa ngươi không cần xem thường người leo cây như thế nào sẽ rơi xuống không cần phải ngươi xem, ngươi thượng ngươi nóc nhà đi, nói xong, liền hướng tới cây ngô đồng đi đến, tiêu diệp dương không để ý tới đạo hoa nói, đứng ở dưới tàn cây nhìn nàng lượt hiện vụng về hướng lên trên bò, chờ nàng mượn dùng nhánh cây dẫm đến nóc nhà khi, mới xoay người bò đi lên, cẩn thận, nóc nhà là nghiêng, đạo hoa có chút đứng không vững, còn hảo tiêu diệp dương kịp thời đi lên, đem người cấp đỡ, bắt tay cho ta, ta mang ngươi đến nóc nhà bên kia đi đạo hoa nhìn nhìn tiêu diệp dương, đem bàn tay đi ra ngoài, tiêu diệp dương nắm chặt đạo hoa tay, cẩn thận nắm nàng triều nóc nhà đi đến, lúc này, nhan văn khải đã ngồi ở nóc nhà thượng, hơn nữa còn đem một vò rượu nho mở ra, trực tiếp ngửa đầu uống một hớp lớn, tiểu vương gia, đại muội muội, các ngươi nhanh lên, ta hôm nay mới phát hiện, ngồi ở trên nóc nhà uống rượu thật đúng là có khác một phen tư vị, đạo hoa ở tiêu diệp dương nâng hạ, trung trung rẩy rẩy đi tới nóc nhà bên này liền tại đây ngồi đi, thấy Đạo Hoa muốn qua đi dựa gần Nhan Văn Khải ngồi, Tiêu Diệp Dương vội vàng ngăn lại, bên này tầm nhìn càng tốt một ít, Đạo Hoa ngẩng đầu nhìn nhìn trên bầu trời ánh trăng, gật gật đầu, theo Tiêu Diệp Dương nâng ngồi xuống nóc nhà thượng, lúc này, Tiêu Diệp Dương mới buông ra Đạo Hoa tay, từ bên người nàng vượt qua, ngồi xuống nàng cùng Nhan Văn Khải trung gian, chờ hắn ngồi xong, Đạo Hoa mới bất mãn nhìn đã uống lên vài khẩu rượu Nhan Văn Khải, "Tứ ca, ngươi trước đi lên." cũng không nói lại đây đỡ đỡ ta nhan văn khải thuận miệng liền nói không phải có tiểu vương gia sao có hắn ở khẳng định sẽ không làm ngươi quan ngã nghe vậy đạo hoa có chút chán nản ngươi là ngươi hắn là hắn này có thể giống nhau sao nhan văn khải có cái gì không giống nhau dù sao không cho ngươi quan ngã là được sao cái này đạo hoa không nghĩ nói chuyện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái liền dời đi tầm mắt nhan văn khải có chút không hiểu ra sao nghi hoặc nhìn về phía tiêu diệp dương tiêu diệp dương nhún vai tỏ vẻ hắn cũng không biết như thế nhan văn khải cũng không hề rối rắm tiếp tục vui tươi hớn hở uống rượu thấy hắn như vậy tiêu diệp dương hơi hơi mỉm cười đây là hắn càng thích nhan văn khải nguyên nhân nếu là nhan văn đào ở chỗ này nâng đạo hoa sự khẳng định không hắn phân nếu là nhan văn tu ở bọn họ liền thượng nóc nhà cơ hội đều không có đêm nay ánh trăng thật đúng là không tồi Nhìn trên bầu trời cao quải kiểu nguyệt, Đạo Hoa tâm tình rộng rãi không ít, cầm lấy một vò rượu nho liền phải uống. Tiêu Diệp Dương duỗi tay ngăn cản một chút, ngươi cũng muốn uống rượu, Đạo Hoa, chúng ta đi lên còn không phải là ngắm trăng uống rượu sao? Không uống rượu đi lên làm gì? Nói xong, đem Tiêu Diệp Dương ngăn đón tay đẩy ra, sau đó ngửa đầu uống một ngụm, uống xong lúc sau, thấy Tiêu Diệp Dương còn nhìn chính mình, không thể không nói nói, yên tâm, này rượu không say người uống điểm không có việc gì. Một bên Nhan Văn Khải tiếp nhận lời nói, chính là, ta đều uống lên hơn phân nửa hồ, một chút việc cũng không có. Tiêu Diệp Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cô nương gia tử lượng có thể cùng nam tử so sao, liền uống mấy khẩu, thấy Tiêu Diệp Dương không dung cự tuyệt nhìn chính mình, đạo hoa bất đắc dĩ, chỉ phải gật đầu đồng ý, hảo, ta liền uống mấy khẩu. Nói xong, lại ngửa đầu uống một hớp lớn, Tiêu Diệp Dương thấy, duỗi tay đem vào rượu bắt được trong tay đạo hoa lập tức nhìn qua đi ngươi làm gì tiêu diệp dương nhìn ngươi miễn cho ngươi uống nhiều đạo hoa tiêu diệp dương ta tửu lượng không tồi sẽ không say tiêu diệp dương kiên định lắc lắc đầu kia cũng không được lần này ngươi ra tới cũng không mang cá nhân nếu là uống say như thế nào trở về còn có ở chúng ta trước mặt còn chưa tính ngày sau ngươi đi ra ngoài cũng không thể tùy tiện loạn uống rượu biết không đạo hoa xoay đầu, nâng má nhìn ánh trăng, không nói lời nào. Tiêu Diệp Dương thấy, không tiếng động cười, từ đắc phúc trong tay tiếp nhận một cái giấy bao, phóng tới đạo hoa trước mắt quơ quơ. Đây là cái gì? Đạo hoa nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý, cũng nuốt nuốt nước miếng. Vô hắn, nàng ngửi được mê người thịt hương vị. Tiêu Diệp Dương cười cười, gà ăn mày, ta ăn không tồi, mang đến cho ngươi nếm thử. Đạo hoa nhanh chóng tiếp nhận, vài cái liền mở ra giấy bao, sau đó lộ ra thơm ngào ngạt gà ăn mày ta cũng muốn nhan văn khải cũng ngửi được mùi hương lập tức thấu lại đây duỗi tay liền phải đi lấy gà ăn mày tiêu diệp dương một chút chụp bay hắn tay bất mãn nói ngươi muội muội còn không có ăn đâu ngươi làm ca ca như thế nào cũng không biết nhường điểm chính mình muội muội nhan văn khải ngượng ngùng thu hồi tay ta này không phải cấp đã quên sao tiêu diệp dương hừ một tiếng vừa thấy đến ăn ngươi là cái gì đều cấp đã quên nói xong duỗi tay đem đùi gà cấp túng xuống dưới đưa tới đạo hoa bên miệng tới nếm thử ăn ngon không đạo hoa duỗi tay lấy quá đùi gà sau đó mới bắt đầu ăn ăn một ngụm, hai mắt tức khắc mị lên ăn ngon tiêu diệp dương cười ngươi muốn thích ăn lần sau ta còn cho ngươi mang đạo hoa vừa ăn vừa nói nói ngươi ở nơi nào mua trực tiếp nói cho ta địa phương ta chính mình đi mua tiêu diệp dương cười nói ninh môn quan bên an huyện đạo hoa tức khắc không nói nàng cũng sẽ không vì một ngụm ăn, chạy như vậy đi xa, ta có thể ăn đi, nhan văn khải chen vào nói tiếng vào, tiêu diệp dương nhìn hắn một cái, đem mặt khác một cái đùi gà túng xuống dưới, sau đó mới đưa giấy bao đưa cho nhan văn khải, quét thấy hắn vò rượu cũng không, tùy tay liền đem chính mình kia một vò đưa cho hắn, nhan văn khải lập tức nhếch miệng cười, bay nhanh tiếp nhận gà ăn mày cùng vò rượu, sau đó bay nhanh thối lui đến một bên rất giống là sợ hãi tiêu diệp dương sẽ đổi ý giống nhau. Tiêu diệp dương không có để ý đến hắn, thấy đạo hoa trong tay đùi gà ăn xong rồi, lại đem mặt khác một con đưa cho nàng. Đạo hoa tiếp nhận đùi gà, ta muốn uống khẩu rượu, tiêu diệp dương nhìn nàng một cái, đem vào rượu đưa cho nàng, chờ nàng uống một ngụm, lại vội vàng thu trở về. Đạo hoa vô pháp, đành phải vùi đầu gặm đùi gà, vừa ăn vừa hỏi, tiêu diệp dương, ngươi lần này lại đây như thế nào cũng bất hòa ta nói chuyện. Tiêu Diệp Dương khóe miệng hơi câu, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện, đạo hoa mắt lé nhìn lại đây, có thể hảo hảo trả lời vấn đề sao? Nói, dừng một chút, có phải hay không lần trước sư phụ cùng ngươi nói gì đó, ở lưu ly xưởng thời điểm, ta liền cảm giác ngươi có chút quái quái, thấy đạo hoa khóe miệng dính nước sốt, Tiêu Diệp Dương nhịn không được duỗi tay cấp lau chùi, sát xong lúc sau, thấy đạo hoa trừng mắt chính mình, mới cười nói, ngươi không cần loạn tưởng, cổ sư phó không có cùng ta cái gì, chỉ là lần trước tới nhà ngươi thời điểm, lý bá mẫu. Phòng ta cùng đề phòng cướp dường như, ta muốn lại không thu liễm hành vi, ngày sau ta sợ là gần không được nhà ngươi đại môn, đạo hoa sửng sốt, nàng không nghĩ tới là nguyên nhân này, một lát qua đi, vẻ mặt vô ngữ phiếp phiếp dựa gần chính mình ngồi tiêu diệp dương, vậy ngươi hiện tại không sợ, tiêu diệp dương vẻ mặt vô tội nói, ta vốn dĩ chỉ, chỉ là muốn tìm văn khải uống rượu, Ai biết ngươi sẽ theo tới, Đạo Hoa xem xét hắn, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, tổng cảm thấy gia hỏa này không mạnh khỏe ý. Tiêu Diệp Dương cười vương tay, tưởng sờ sờ Đạo Hoa đầu, ai ngờ, Đạo Hoa đầu một quay, né tránh, tức khắc có chút bật cười, "Hảo, mau ăn ngươi đùi gà." Đạo Hoa không ở nhiều lời, loạn choạng hai chân, thảnh thơi thảnh thơi gặm đùi gà. Tiêu Diệp Dương cầm lấy trong tay vào rượu uống một ngụm, khóe mắt dư quan quét đến một bên nhang văn Khải đạo hoa lấy vò rượu không lớn, bất quá một vò ít nhất cũng có một hai cân bộ dáng, uống xong một vò, kỳ thật nhan văn khải đã có chút hơi say, hiện giờ uống lên tiêu diệp dương kia một vò, men say liền càng thêm rõ ràng, tiêu diệp dương cấp đắc phúc đưa mắt ra hiệu, đắc phúc lập tức ngồi vào nhan văn khải bên người, để ngừa hắn ngã xuống đi, đạo hoa ăn xong đùi gà, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi một chút, lưu ly xưởng không có gì sự đi ta nghe nói trong khoảng thời gian này có không ít người nhìn chầm chầm ngươi, tiêu diệp dương thần sắc hơi liễm, bất quá thực mau lại khôi phục như lúc ban đầu, có thể có chuyện gì. Đem tâm bỏ vào trong bụng, ai cũng đoạt không đi ngươi bạc, bạc là tiểu, an toàn đại, ha <laughs> hả, ngươi còn lo lắng có người sẽ đối ta động thủ, lý luận thượng là không có khả năng, nhưng vạn nhất đâu. Ngươi vẫn là muốn nhiều chú ý điểm, rốt cuộc ngươi trước kia còn bị bọn buôn người trói quá nghe đạo hoa lại chuyện xưa nhắc lại tiêu diệp dương vô ngữ việc này ngươi còn không qua được đúng không ta hiện tại không nói là cái gì tuyệt đỉnh cao thủ tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có nói tạm dừng một chút đừng lo lắng lòng ta hiểu rõ nhìn tiêu diệp dương mang theo ý cười khuôn mặt đạo hoa luôn có loại hắn ở ra vẻ nhẹ nhàng cảm giác bất quá hắn không nói nàng cũng không hảo hỏi lại gia hỏa này kỳ thật là cái thực sĩ diện người lúc sau hai người lại nhẹ giọng nói lên mặt khác tới ở sáng tỏ nguyệt hoa chiếu xuống có vẻ phá lệ tĩnh di ấm áp đạo hoa kia vò rượu nàng bản nhân liền khát mấy khẩu dư lại đều bị tiêu diệp dương cấp uống lên cầm trống trơn vò rượu đạo hoa trừng mắt nhìn về phía tiêu diệp dương tiêu diệp dương sờ sờ cái mũi ta là vì ngươi hảo miễn cho ngươi uống say đạo hoa nghiến răng ta cảm ơn ngươi tiêu diệp dương cười nói không khách khí đạo hoa nhìn thoáng qua đã say tứ ca có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu chúng ta đi xuống đi tiêu diệp dương gật gật đầu nhìn mắt đắc phúc đắc phúc lập tức ôm nhan văn khải liền nhảy xuống nóc nhà lưu loát uyển chuyển nhẹ nhàng thân thủ xem đến đạo hoa thập phần bội phục ta cũng ôm ngươi đi xuống đi tiêu diệp dương đối với đạo hoa nói đạo hoa lắc đầu ta có thể đi lên là có thể đi xuống nói xong liền lung lay hướng tới cây ngô đồng bên kia đi đến Tiêu Diệp Dương thấy nàng bò lên trên nhánh cây, mới nhảy xuống nóc nhà. Hạ thụ thời điểm, có thể là bởi vì uống xong rượu nguyên nhân, đạo hoa lực chú ý không quá tập trung, một không cẩn thận dẫm tới rồi góc váy, thân mình nhoáng lên du, liền từ trên cây rớt đi xuống. Tiêu Diệp Dương nhìn đến, khiếp sợ, vội vàng chạy qua đi, một phen tiếp được đạo hoa, rơi xuống đất khi, bởi vì xung lượng khá lớn, ông đạo hoa xoay vài vòng mới đứng vững thân mình, đột nhiên không trọng cũng làm đạo hoa hoảng sợ rất xuống thủ thuấn di nàng liền nhắm hai mắt lại trong dự đoán đau đớn không có đã đến đạo hoa chậm rãi mở mắt sau đó liền nhìn đến tiêu diệp dương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chính mình ta nói muốn ông ngươi nhảy xuống ngươi một hai phải chính mình hạ hiện tại hảo dọa tới rồi đi đạo hoa thấy chính mình đôi tay gắt gao bắt lấy tiêu diệp dương trước ngực vạt áo cũng bị hắn ôm vào trong ngực vội vàng buông ra tay sau đó có chút không được tự nhiên nói ngươi có thể phóng ta đi xuống tiêu diệp dương cẩn thận đem đạo hoa buông mà sau đó xem xét nàng sắc mặt thấy chỉ là có chút hơi kinh lúc này mới buông tâm ngày sau đừng leo cây đạo hoa che lại đập bịch bịch ngực không nói chuyện tiêu diệp dương thấy đạo hoa không nói lời nào có chút lo lắng sau khi trở về làm nha hoàng cho ngươi nấu chén an thần canh uống lên ở ngủ biết không đạo hoa lung tung gật gật đầu ta phải đi về tiêu diệp dương vội vàng nói ta đưa ngươi đến cửa thùy hoa bên kia, đạo hoa nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, tay chân nhẹ nhàng hướng tới cửa thùy hoa đi đến, đi đến cửa thùy hoa trước, đạo hoa dừng bước chân, quay đầu đối với tiêu diệp dương nói, ngươi cũng mau trở về nghỉ ngơi đi, nói xong này một câu, liền cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi, thẳng đến nhìn không tới đạo hoa thân ảnh, tiêu diệp dương lúc này mới xoay người trở về cư trú khách viện, một hồi đến nhà ở. Một cái hắc y nhân liền đi ra, Quỳ một gối trên mặt đất, Tiêu Diệp Dương nhàng nhạc nói, nhàn nhạt nói, "Nhan gia hộ viện không khả nghi đi." Hắc Y nhân lắc đầu, hồi chủ tử nói, "Không có, đô tài dùng mèo hoang dẫn dắt trời đi bọn họ." Tiêu Diệp Dương gật gật đầu, "Ngươi lui ra đi." Hắc Y nhân đứng dậy liền phải lui ra ngoài, bất quá vừa mới xoay người liền lại nghe được Tiêu Diệp Dương nói, "Hôm nay sự, không được nói cho Mai Lâm biệt viện." Hắc Y nhân gật gật đầu, Tiêu Diệp Dương lại nói, "Ngươi hiện giờ là người của ta." ngày sau cái gì nên nói cái gì không nên nói chính mình ở trong lòng ước lượng điểm đại buổi tối cùng hắn ở nóc nhà uống trụ ngắm trăng như vậy sự truyền tới vị kia trong tai sợ là sẽ đối đạo hoa có bất hảo ấn tượng việc này cũng trách hắn là hắn không nhịn xuống trước mặt người khác hắn tuy cực lực chịu đựng không đi xem đạo hoa nhưng một yên tĩnh liền muốn gặp nàng tưởng cùng nàng nói chuyện lúc này mới dùng thủ đoạn đem đạo hoa cấp dụ ra tới tên kia mê chơi lại là cái lớn mật, đối thượng phòng đỉnh ngắm trăng như vậy sự, khẳng định dám hứng thú. Quả nhiên, Nhan Văn Khải vừa đi nói, liền cùng lại đây. Hắc y nhân cúi đầu, nô tài biết, trừ phi sự tình quan chủ tử an nguy, nếu không, nô tài sẽ không hướng lão chủ tử đề cập chủ tử bất luận cái gì sự. Nói xong, muốn nói lại thôi nhìn nhìn Tiêu Diệp Dương. Tiêu Diệp Dương, có chuyện liền nói, Hắc y nhân, chủ tử nên tin tưởng lão chủ tử. Tiêu Diệp Dương đạm đạm cười, Ta không có không tin nàng, bằng không cũng sẽ không muốn ngươi, không phải sao?" Hắc y nhân cúi đầu không nói. "Tiêu Diệp Dương, hảo, đi xuống đi." Nô tài cáo lui. "Này chương là hai chương ở đâu cùng nhau ha? Chương 360, mâu thuẫn, cô nương, ngươi cuối cùng đã trở lại." Đạo Hoa Hiên, Vương Mãn Nhi nghe được gõ cửa thanh âm, lập tức đem viện môn cấp mở ra, nhìn đến nhà mình cô nương trở về, tức khắc vẻ mặt như trút được gánh nặng. Đạo Hoa lắc mình vào sân, nhìn nhìn im ắng các phòng, thấp giọng hỏi nói, không ai biết ta đi ra ngoài đi, vương mãn nhi lắc lắc đầu, không ai biết, nô tỳ liền cốc vũ, lập hạ đều cấp chi khai, đạo hoa yên tâm, bước nhanh trở về nhà ở, vương mãn nhi đánh tới nước ấm, trước hầu hạ đạo hoa rửa mặt, sau đó lại giúp đỡ tan mất thoa hoàng đánh tan búi tóc, cuối cùng lấy tới đổi mới áo ngủ váy ngủ, đạo hoa đổi hảo quần áo, liền đối với vương mãn nhi nói, hảo, ta bên này không có việc gì, ngươi đợi nửa ngày, cũng mệt mỏi, mau đi ngủ đi, vương mãn nhi gật gật đầu, khi cô nương hảo hảo nghỉ ngơi, chờ đến vương mãn nhi đi ra ngoài, đạo hoa mới nằm tới rồi trên giường, thẳng đến giờ khắc này, nàng tâm vẫn cứ còn nhảy đến bay nhanh, đạo hoa đem tay phóng tới trên ngực, cách đơn bạc sa y, có thể rõ ràng cảm giác đến trái tim hữu lực nhảy lên. Nghĩ đến phía trước thiếu chút nữa bị tầng ngũ thúc phát hiện kia một màn, đạo hoa khóe miệng hơi hơi dơ lên, từ bỏ ban đầu khẩn trương thấp thỏm hiện giờ nhớ tới nhưng thật ra còn mang kích thích chỉ là tiêu diệp dương vô tình bên trong làm ra thân mật hành động làm nàng có chút không biết theo ai lý trí thượng nàng rõ ràng chính mình hẳn là rời xa hắn chút nhưng mỗi lần thấy được lại không có biện pháp làm được có mắt không trồng hơn nữa tiêu diệp dương đối nàng hảo nàng cũng không bài xích tương phản có khi còn rất hưởng thụ đạo hoa có chút bực bội trở mình tử nàng giờ phút này lòng có chút loạn cũng có chút mâu thuẫn, đầu óc cũng là mơ màng hồ đồ, chỉ cảm thấy nàng chính mình như là lâm vào một mảnh mê lâm bên trong, muốn lui ra ngoài, nhưng lại lại nhìn không được càng đi càng sâu, phiền đã chết, không thèm nghĩ, đạo hoa lười đến đi thâm tưởng, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn trên bầu trời cao quải ánh trăng, đi khởi thần tới, không biết qua bao lâu, mới chậm rãi khép lại hai mắt, sáng sớm hôm sau, vương mãn nhi tới kêu đạo hoa rời giường, tự cấp nàng rửa mặt trang điểm thời điểm, nhìn đến nàng đáy mắt có chút phát thanh, tức khắc hỏi, cô nương, ngươi tối hôm qua không ngủ hảo sao, đạo hoa cũng miếp con mắt gật gật đầu, tối hôm qua không biết sao, lăn qua lộn lại chính là ngủ không được, cốc vũ cười nói, đại khái là bởi vì thời tiết quá nhiệt đi, qua 8 tháng thì tốt rồi, vương mãn nhi nhìn thoáng qua trong phòng mấy cái băng bồn, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không nên nha. Trước kia cô nương cũng là như thế này quá cũng không gặp ngủ không được nha đạo hoa ngáp một cái đợi chút cho ta đánh bồn nước lạnh lại đây ta tỉnh tỉnh thần tốc Vũ cười đồng ý đạo hoa đến nhan lão thái thái trong viện thời điểm nhan gia những người khác đều đã tới rồi tiêu diệp dương cùng đổng nguyên hiên mấy cái cũng ở đang ở cùng nhan văn tu nói chuyện đạo hoa cùng mọi người thấy lễ sau đó liền ngồi tới rồi lão thái thái bên người tiêu diệp dương chú ý tới nàng tinh thần không tốt lắm khẽ cao mày trong lòng có chút hối hận, tối hôm qua không nên dụ nàng đến nóc nhà ngắm trăng, gia hỏa này chẳng những uống xong rượu, còn từ dưới tàn cây rớt xuống hoảng sợ, tối hôm qua sợ là không ngủ hảo, vốn định nhiều xem vài lần, cảm nhận được sát đến Lý Phu Nhân nhìn qua ánh mắt, tiêu diệp dương lập tức bất động thanh sắc đem ánh mắt dời đi, quay đầu cùng Đổng Nguyên Hiên mấy người nói lên nhàn thoại, ăn qua cơm sáng sau, nhan gia nữ quyến đem nhan văn tu đưa đến cổng lớn liền dừng bước mà Nam Quyến còn lại là muốn đưa Nhan Văn Tu đến bến tàu bên kia. Đạo Hoa tưởng cùng quá khứ, bất quá bị Lý Phu Nhân cấp cản lại, ở Nhan Di Hoang mấy người nói chút phút nói sau, cũng đối với Nhan Văn Tu nói vài câu, đại ca, khảo thí thời điểm, không cần hoảng hốt, không nên gấp gáp, không cần cho chính mình áp lực quá lớn, dựa theo ngươi ngày thường bình thường trình độ phát huy là được, nghe xong lời này, Nhan Văn Tu hiểu ý cười. Người trong nhà đối hắn kỳ vọng cực cao, Tương ứng, hắn áp lực cũng pha đại, mấy ngày này nghe nhiều muốn cao trung chúc phúc lời nói, cũng liền đại muội muội suy xét tới rồi hắn áp lực. Cái này muội muội, có đôi khi làm người nhọc lòng không được, có đôi khi lại đặc biệt ấm lòng. Tô Hoàng Tính đột nhiên mở miệng cười nói, "Nhan muội muội, ngươi lời này chưa nói đối, như thế nào có thể chỉ bình thường phát huy đâu, đến vượt xa người thường phát huy mới là nha." Đạo Hoa nhìn qua đi, cười ngâm ngâm nói, vượt xa người thường phát huy đó là nhằm vào học vấn không vững chắc người ta đại ca học thức nhất đẳng nhất hảo chỉ cần bình thường phát huy là được tô hoàng tính cười người đối chính mình ca ca nhưng thật ra một chút cũng không khiêm tốn đạo hoa nhún vai mở ra tay vẻ mặt vô tội nói mọi người đều công nhận sự ta chính là tưởng khiêm tốn cũng không thành nha thấy nàng như vậy những người khác tức khắc cười nhan văn tu tâm tình cũng khoan khoái không ít cùng nhan gia mọi người từ biệt sau liền cưỡi lên mã, chuẩn bị ra khỏi thành. Tiêu Diệp Dương nhìn thoáng qua rút vào nhan lão thái thái bên người đạo hoa, cũng nhanh chóng xoay người lên ngựa, thực mau, đoàn người liền rời đi. Nhan văn tu đi rồi không mấy ngày, Ninh Môn Phủ bắt đầu có đồn đại nói hướng Dương Lưu Ly xưởng muốn bắt đầu bán Lưu Ly. Đạo hoa nghe thế tin tức, đầu tiên là có chút kinh ngạc, bất quá, thực mau lại bình thường trở lại, Lưu Ly xưởng kiến hảo đã có đoạn thời gian, bắt đầu sinh sản Lưu Ly cũng không kỳ quái, vì thế liền phái Tần Tiểu Lục đi hỏi thăm một chút lưu ly giá thị trường, cô nương hướng Dương Lưu Ly xưởng sinh sản nhóm đầu tiên lưu ly, mùng 1 tháng 8 bắt đầu bán, đồng thời, từ mùng 1 tháng 8 khởi, bắt đầu tiếp thu dự định, nghe được lời này, Đạo Hoa còn không có cái gì phản ứng, Vương Mãn Nhi liền trước kinh ngạc kêu lên, mùng 1 tháng 8, này không phải cô nương sinh nhật sao? Đạo Hoa ánh mắt lóe lóe, Tiêu Diệp Dương tên kia nên không phải là cố ý tuyển cái này ngày đi? Tần Tiểu Lục tiếp tục nói, lưu ly xưởng thả ra tiếng gió, nói là cùng ngày sẽ miễn phí đưa ra 13 bộ lưu ly trà cụ, mọi việc cùng ngày đi lưu ly xưởng người, đều có cơ hội được đến. Lần này, Đạo Hoa xác định tiêu diệp dương chính là cố ý, ngay sau đó khóe miệng dơ lên, trong mắt xẹt qua ý cười, gia hỏa này đừng nói, còn rất biết xử sự, Vương Mãn Nhi lại là vẻ mặt đau lòng, 13 bộ lưu ly trà cụ nha, kia đến nhiều ít bạc nha miễn phí đưa ra đi, còn không bằng cho chúng ta đâu. Tâm tình chính cao hứng đạo hoa nghe được lời này, có chút vô ngữ nhìn thoáng qua vương mãn nhi, ngươi biết cái gì? tiêu diệp dương đây là ở tích cốc nhân khí đâu? ngươi tưởng a, à, mọi người biết có miễn phí lưu ly trà cụ có thể lãnh, vì kia một tia khả năng được đến cơ hội, có phải hay không đều sẽ đi chú ý đâu? này một truyền mười, mười truyền trăm, biết đến người liền nhiều sao? vương mãn nhi mặt lộ vẻ bừng tĩnh, cười nói. Không nghĩ tới tiểu vương gia còn rất sẽ làm buôn bán sao?" Nói, dừng một chút, cười hỏi, "Cô nương, tiểu vương gia này khai lưu ly sưởng, ngươi nói hắn có thể hay không cho chúng ta đưa điểm đạo hoa?" "Nhà ngươi cô nương ta có tiền, có thể chính mình đi mua, vương mãn nhi, chính là chính mình mua, cùng tiểu vương gia đưa không giống nhau nha." Vừa dứt lời, Bình Đồng liền cười vào được, "Đạo Hoa kinh ngạc, Bình Đồng tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" bình đồng đem trong tay tinh hàm đưa tới, nô tỳ là tới truyền tin, đây là tứ gia cấp cô nương tin, đạo hoa tiếp nhận tin, ngoài ý muốn nói, hảo hảo, tứ ca cho ta chút cái gì tin. Vừa nói vừa đem tin cấp mở ra, tin là nàng tứ ca viết, có thể tin thượng trung nội dung vừa thấy chính là tiêu diệp dương miệng lưỡi, không cần phải nói, này tin hẳn là tiêu diệp dương nói nàng tứ ca viết, hai người thông lực hoàn thành. Nhìn đạo hoa trên mặt càng ngày càng thịnh tươi cười, Vương Mãn Nhi Hòa Bình Đồng đều vẻ mặt tò mò, cô nương, tứ gia nói cái gì, ngươi như thế nào như vậy cao hứng, đạo hoa đem tin thu hồi, thu liễm một chút trên mặt tươi cười, không có gì, chính là nói, tứ ca hắn bằng vào cùng tiểu vương gia quan hệ hảo, cấp nhà chúng ta định rồi một đám lưu ly, vương Mãn Nhi há mồm liền tới, muốn bạc sao, đạo hoa lại bị nghẹn một chút, ngươi nha đầu này, như thế nào há mồm ngậm miệng chính là bạc nha. Chui vào lỗ đồng tiền đi. Vương Mãn Nhi lẩm bẩm nói, ai làm lưu ly như vậy quý, nô tỳ đau lòng nha, đạo hoa cười cười, nói là sinh nhật lễ, hẳn là không cần đi.